Rể quý trời cho. Chương 1241, áp đảo hoàn toàn. Đã một tiếng trôi qua, đám người vốn chuẩn bị chế giễu lại phát hiện dược liệu trước mặt Lâm Thanh Diện ngày càng ít. Mà hình dáng ban đầu của ba viên đan dược đã xuất hiện trước mặt anh. Lúc này bọn họ mới phát hiện hóa ra người đàn ông này muốn chế ba viên thuốc cùng một lú. Lúc này, Lâm Thanh Diện càng tập trung hơn, mà anh phát hiện việc chế tác đan dược khó hơn khống chế Kim Long rất nhiều. Đầu tiên, thời gian chế đan rất dài, thứ hai, tuyệt đối không thể qua loa. Một khi có bước nào xảy ra chút sai lầm nho nhỏ đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì thế phải cần độ tập trung rất cao. May mà hôm qua đã đột phá thần hồn, nếu không thật không biết hôm nay có thể chịu đựng đến lúc làm xong 3 viên đan dược cấp bậc khác nhau không nữa. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, Tiểu Điêu cũng bị thủ đoạn của anh làm hết hồn. Sao anh ta lại chế đan như thế? Tôi chưa từng thấy cách này bao giờ, tôi đoán ngay cả cốc chủ Điền cũng rất khó làm được. Tiểu Điêu mất tập trung, động tác trong tay cũng dừng lại. Tiểu Điêu sư tỷ đừng dừng lại, nói không chừng là tên này giả vờ giả vịt thôi, làm 3 viên đan dược cùng một lúc vốn dĩ rất khó thành công. Hầu tử nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi nghe thấy lời này, Tiểu Điêu thâm gật đầu. Không sai, ngay cả cốc chủ cũng không thể hoàn thành, anh càng không thể hoàn thành đợ. Hầu tử nói đúng, anh chỉ đang giả vờ giả vịt thích khoác lác thôi. Sau khi tự an ủi mình, Tiểu Điêu lại bắt đầu lần nữa. Đan dược trung cấp trong tay đã sắp hoàn thành, Tiểu Điêu thầm thấy may mắn, cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ cố làm ra vẻ. Nhưng mùi thuốc nồng đậm bay đến từ bên cạnh hoàn toàn đánh đổ cô ta. Lúc này mọi người cũng không còn cổ vũ cho. Tiểu Điêu nữa, bọn họ nín thở, ai cũng chờ mong chuyện lớn diễn ra. Tiểu Điêu trở thành người khó xử nhất, bây giờ cô ta có làm gì cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Mà lúc này, viên đan dược cấp thấp mang theo mùi thuốc đầu tiên đã được chế xong, sau đó, Lâm Thanh Diện sử dụng tinh thần lực hoàn thành luôn đan dược trung cấp. Chỉ thiếu đan dược cao cấp thôi, anh ta có thể hoàn thành trong một lần không? Mọi người mong đợi nói. Nếu trước đó bọn họ còn cười nhạo Lâm Thanh Diện thì bây giờ, bọn họ như đang xem một tông sư luyện đan biểu diễn vậy. Gió núi thổi qua, Lâm Thanh Diện bắn ra một tia thần hồn chỉ lực cuối cùng. Đan dược cao cấp hoàn thành. Mà lúc này, Tiểu Điêu chỉ vừa chế xong đan dược trung cấp mà thôi. Lâm Thanh Diện thở ra một hơi, trên trán có mồ hôi hột chảy xuống. Quả nhiên dung hợp 3 viên đan dược cấp bậc khác nhau cùng một lúc thật sự làm tiêu hao thần hồn rất nhiều. Dù hôm qua thần hồn đã đột phá, nhưng Lâm Thanh Diện cũng phải sử dụng sức lực cuối cùng mới hoàn thành được tất cả đan dược. Anh ta thật sự hoàn thành rồi sao? Tiểu Điêu buông đồ trong tay xuống, từ từ đi về phía Lâm Thanh Diện. Dược khí, là dược khí. Anh thật sự chỉ mới học 2 ngày thôi sao? Tiểu Điêu hỏi, đúng thể, Lâm Thanh Diện gật đầu. Tiểu Điêu lắc đầu, không, chuyện này không thể nào, chỉ 2 ngày mà anh có thể làm ra đan dược như vậy à, anh đang lừa tôi sao? Lâm Thanh Diện vô cùng bình tĩnh, hờ hững nói tôi biết bây giờ cô không chấp nhận được nhưng sự thật chính là như vậy, thuật luyện đan, thiên phú cực kỳ quan trọng, mà tôi có thiên phú, còn cô thì không. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên thốt lên, anh ta nói Tiểu Điêu không có thiên phú. Nếu Tiểu Điêu không có thiên phú, vậy chúng ta là cái gì? Từ sau khi đến dược thần cốc cô ta rất được Điền Nguyên coi trọng, trước giờ chưa ai dám nói với cô A như thế. Cô có ức hiếp người khác không, trong lòng cô tự biết. Lâm Thanh Diện nói, thầy luyện đan kinh nhất là nóng nảy, mà cô vì khoe khoang kỹ thuật của bản thân cao siêu hơn người khác mà thường xuyên tổ chức cái gọi là tỉ thí, để chứng minh mình mạnh hơn các sư huynh sư đệ của mình, cô cảm thấy việc này thú vị lắm sao? Tôi, Tiểu Điêu căn môi, Lâm Thanh Diện nói rất đúng. Thật ra Tiểu Điêu cũng hiểu mỗi tháng mình đều tổ chức tỉ thí thế này là vì chèn ép như sư huynh đệ đồng môn, để họ biết sự lợi hại của mình. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, không hề có ý thương tiếc, nếu cô còn tiếp tục điêu ngoa như thế, sau này sẽ không có ai xem trọng cô đâu. Anh nói đủ chưa? Tiểu Điêu la to, biết bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người dám mắng mình. Tức giận, nhục nhã đan xen trong đáy lòng Tiểu Điêu. Cô ta siết chặt hai tay, người cũng vì kích động. Mà run rẩy, tôi không cho phép anh nói tôi như thế. Dứt lời, Tiểu Điêu hiếu thắng xông về phía Lâm Thanh Diện, trong tay vẫn là thanh chủy thủ hôm qua. Không biết hối cải. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, vung tay lên đánh cô ta ngã sang một bên. Sư tỷ, hầu tử và mọi người vội chạy tới, bên môi Tiểu Điêu có máu tươi chảy ra, cô ta nhặt chủy thủ lên, còn muốn đánh tiếp.
Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói già nua. Tiểu Điêu, con đủ rồi. Tiểu Điêu sửng sốt quay đầu nhìn lại, hóa ra là hai người Điền Uyên và Triệu Ất đến đây. Cốc chủ, người này ức hiếp con muốn giết anh ta. Tiểu Điêu nói. Quỳ xuống. Điền Uyên lạnh lùng nói, không cho cãi lời. Cốc chủ, ta bảo con quỳ xuống, có nghe thấy không? Điền Uyên lạnh lùng ra lệnh Tiểu Điêu quỳ xuống đất, đôi mắt ươn ướt. Cốc chủ, trước giờ người chưa từng đối xử với con như vậy, bây giờ lại vì một người ngoài mà bảo con quỳ xuống. Điền Uyên run rẩy nói, người ngoài, cậu ấy là khách quý của Dược Thần Cốc chúng ta, trận đấu với công hội luyện kim lần này đều phải dựa vào cậu ấy đấy. Cái gì, khách quý? Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Điền Uyên nhìn Tiểu Điêu đang khó hiểu, nặng nề nói, bình thường ta quá bao dung con, bây giờ nghĩ lại thật sự là ông già này sai rồi, tỷ thí hôm nay con đã thua, nếu thua thì phải xin lỗi, nghe theo người thắng, có nghe thấy không? Cốc chủ con, cùng khó coi. Tiểu Điêu cắn răng, sắc mặt vô, được rồi, ông Điền, ông đừng đối xử với đứa nhỏ như vậy. Triệu Ất cười đi qua khuyên can. Ông ta đi tới bên cạnh Tiểu Điêu, cười nói, không sao, thua Lâm Thanh Diện cũng đâu phải chuyện mất mặt gì. Chương 1242, Triệu Ất nhận đồ đệ. Lâm Thanh Diện, đệ tử Dược Thần Cốc ở bên cạnh đã vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe điều này. Mẹ anh ấy chính là Lâm Thanh Diện. Đây không phải là thần tượng của tôi sao? Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy. Ôi trời ơi, tôi vừa nói anh ấy không biết gì về chế đan, bây giờ xem ra tôi mới là đồ ngốc. Tiểu Điêu cũng rất ngạc nhiên. Triệu sư thúc, chú nói anh ấy là Lâm Thanh Diện. Đúng thế. Hai ngày nay cậu ấy đều ở cùng tôi, sao tôi có thể nhận sai được? Triệu Ất cười. Anh là Lâm Thanh Diện sao không nói sớm? Tiểu Điêu hỏi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng đáp, cô không hỏi thì sao tôi phải nói? Anh, Tiểu Điêu cắn môi. Lâm Thanh Diện đối với các hành giả trên thế giới mà nói đã là một người như ở đỉnh phong. Người trẻ tuổi sau khi biết thiên phú khủng khiếp của Lâm Thanh Diện đều tỏ ra ngưỡng mộ và sùng bái. Đương nhiên Tiểu Điêu cũng không ngoại lệ. Không ngờ thiên phú luyện đan của anh cũng cao như vậy, thật đáng khâm phục. Tiểu Điêu nói, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cô có thể đứng dậy rồi, lúc trước tôi nói hơi nặng lời nhưng cũng vì muốn tốt cho cô, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Ngọc không mài không thành đồ vật, Tiểu Điêu rất có thiên phú trong việc chế đan, chỉ là cần được mài giữa mà thôi. Được rồi. Đứng lên đi, Lâm Thanh Diện tha thứ cho con rồi, Triệu Ất mỉm cười, đỡ Tiểu Điêu dậy. Đi thôi. Chúng ta về ăn cơm đi, Lâm Thanh Diện nói với Triệu Ất. Triệu Ất gật đầu, định rời đi cùng Lâm Thanh Diện. Chờ chút. Tiểu Điêu bước nhanh đuổi theo, ngăn Lâm Thanh Diện lại. Tiểu Điêu, con lại làm gì nữa, đừng vô lễ. Điền Uyên tức giận nói. Cô còn có chuyện gì nữa? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Không, anh không được đi. Tiểu Điêu lại ngăn cản, tóm lại tôi không quan tâm, thua thì phải chịu phạt, anh nhất định phải yêu cầu tôi làm một việc, nếu không các huynh đệ sẽ nói tôi chơi xấu. Sư tỷ, chúng em không dám nói chị chơi xấu, em thấy chị là muốn quấn lấy đại ca Lâm Thanh Diện thì có. Tiểu Hầu Tử cười hì hì nói. Con khỉ này, em nói nhiều quá đấy. Tiểu Điêu hung dữ chừng mắt nhìn Tiểu Hầu Tử, nhưng đồng thời như bị nói trúng tâm sự mà hai má cô ửng hồng. Các cô gái đều thích thần tượng, mà Lâm Thanh Diện lại là thân tượng của các tu hành giả trẻ tuổi, đương nhiên Lâm Thanh Diện có tình cảm đặc biệt với anh. Lâm Thanh Diện nhìn Tiểu Điêu, cảm thấy bất đắc dĩ, mà lúc này Triệu Ất ở bên cạnh lại không ngừng thúc giục, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cô thật sự muốn chịu phạt sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đúng thế, đại ca Lâm Thanh Diện, anh nói đi, tôi nghe anh hết. Tiểu Điêu đáp. Lâm Thanh Diện gật đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Triệu Ất. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi cảm thấy không có ý tốt đâu nhé, Triệu Ất nói. Ông, có ngại nhận thêm một đồ đệ nữa không? Lâm Thanh Diện cười nhẹ. Nhận đồ đệ, cậu nói Tiểu Điêu, Triệu Ất ngạc nhiên. Đúng. Lâm Thanh Diện cười bảo, cứ theo như phương pháp huấn luyện của ông hai ngày trước để huấn luyện Tiểu Điêu đi. Như vậy tàn khốc quá, Triệu Ất nói. Cách của ông với người bình thường mà nói chắc chắn là một cơn ác mộng. Ai ngờ Tiểu Điêu không cho là vậy, cô ta lập tức đồng ý, Lâm Thanh Diện đại ca tôi nghe lời anh, đi theo Triệu sư thúc học hỏi. Không được tôi tự do quen rồi, không muốn bị quấn lấy đâu. Triệu Ất vội từ chối. Được rồi lão Triệu, mặc dù thiên phú của Tiểu Điêu không bằng Lâm Thanh Diện, nhưng cũng không kém đâu, Điền Uyên bước tới nói ông nhận con bé đi, vừa hay cũng có thể rèn tính cho con bé, tôi tin ông.
Thôi đi Lão Điền, tôi cảm thấy ông đang chơi tôi, muốn dạy ông đi mà dạy, tôi không làm. Triệu Ất từ chối. Triệu sư thúc, chỉ cần chú đồng ý nhận con làm đồ đệ, mỗi ngày con đều sẽ nấu ăn cho chú. Tiểu Điêu nói, đúng đó, tay nghề của Thiếu Điêu sư tỷ võ cùng tuyệt, không ai nấu được như chị ấy đâu. Triệu sư thúc, chúng con có thể làm chứng. Hầu tử mỉm cười, những người xung quanh phụ họa điều này. Triệu Ất cử động ngón trỏ, thức ăn ngon, rượu ngon là điều mà ông theo đuổi. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận, tôi cho phép cô mỗi ngày tự do ra vào sơn động của tôi. Nhưng cô đừng quên nấu ăn cho tôi đấy. Triệu Ất mỉm cười, cảm ơn sư thúc. Tiểu Điêu rất vui, chắp tay nói rồi thuận thế nhìn sang Lâm Thanh Diện bên cạnh. Có thể tự do ra vào sơn động có nghĩa là ngày nào mình cũng có thời gian ở cùng thần tượng rồi. Nghĩ đến đây, mặt Tiểu Điêu lại đỏ lên. Kết thúc cuộc thi, Lâm Thanh Diện và Triệu Ất Điền Uyên rời khỏi Linh Tuyên. Sáng hôm sau, Tiểu Điêu bưng hộp thức ăn sáng tới sơn động. Chào buổi sáng sư thúc. Tiểu Điêu lớn tiếng gọi. Triệu Ất bò dậy từ trên giường, hưng phấn nói, tới rồi à, để xem cô mang đồ ăn gì ngon tới. Nói xong ông ta muốn mở hộp thức ăn ra. Đừng vội, sư thúc, Lâm Thanh Diện đại ca đâu? Tiểu Điêu hỏi, nghiêng người về phía trước nhìn vào. Cô nói cậu ấy hả, tối qua cậu ấy chuyến đi rồi, Lão Điền làm một phòng riêng cho cậu ấy trong cốc, cậu ấy ở đó. Triệu Ất thản nhiên nói, cái gì? Chuyển đi rồi. Tiểu Điêu rất kinh ngạc, sau đó tức giận nói, không phải chú nói mấy ngày này anh ấy sẽ ở cùng chú sẽ dạy anh ấy thuật luyện đan ư? Tôi dạy cậu ấy. Triệu Ất cười khổ, hôm qua cậu ấy chế được 3 viên đan một lúc, cô thấy tôi có khả năng dạy cậu ấy không? Điều này... Tiểu Điêu bĩu môi, kế hoạch không theo kịp thay đổi, mong muốn của cô đã tan thành bọt nước. Mà bên này, Triệu Ất cũng chẳng quan tâm lắm, đồ ăn ngon trước mắt mới là quan trọng nhất. Triệu Ất mong chờ mở hộp thức ăn ra, nhìn vào. Trong, sau đó lại giật mình. Tiểu Điêu, đây là thức ăn cô nấu hả? Trong hộp thức ăn, 2 quả trứng ốp la bị chiên cháy đen, những món khác nhìn cũng có vẻ không ngon miệng. Sao, ý chú là đồ tôi nấu không ngon? Tiểu Điêu hỏi, lúc này cô vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện Lâm Thanh Diện chuyển đi ngay trong đêm. Triệu Ất cười khổ, lúc này mới hiểu ra, đồ ăn Tiểu Điêu làm quả nhiên không ai có thể làm được. Trong dược thần cốc, Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn làm việc. Đây là phòng Điền Uyên chuẩn bị cho anh, bên trong được trang trí theo phong cách cổ xưa. Làn khói xanh từ gỗ đàn hương làm Lâm Thanh Diện bình tĩnh lại, lúc này anh đang nhìn công thức trong tay. Đây là công thức của một viên thuốc hoàn hảo. Mà tối qua Triệu Ất đưa cho anh. Bách Linh Đan. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm trong miệng, nhìn về phía 3 loại dược liệu thiết yếu. 2 loại trong số đó, Lâm Thanh Diện đã thấy. Trong động, nhưng loại cuối cùng, thậm chí anh còn không biết đến. Bột Linh Tê, đây là thứ gì chứ? Lâm Thanh Diện cau mày, tối qua đi quá vội, anh cũng chưa kịp hỏi Triệu Ất. Đúng lúc này, Điền Nguyên đi tới. Lâm Thanh Diện, ở trong đây đã quen chưa? Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Điền Uyên, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa hay anh có thể hỏi Điền Uyên chuyện liên quan đến bột linh tế. Chương 1243, không đạt tới thần cảnh không vào được rừng rậm sương mù. Ổn lắm, cảm ơn cốc chủ đã sắp xếp cho tôi một nơi yên tĩnh. Lâm Thanh Diện đứng dậy trả lời. So với sơn động anh ở trước đấy, cả điều kiện và môi trường, nơi này đều tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Lâm Thanh Diện sống ở đây hoàn toàn có thể tránh được tiếng ngáy quấy rầy của Triệu Ất. Cậu Lâm không cần khách sáo, nơi đây so với biệt thự nhà họ Lâm ở Kinh Đô thì kém hơn nhiều. Điền Nguyên mỉm cười. Ở đây có chim hót, hoa thơm, không khí trên núi rất trong lành, đây là điều không thể thấy trong thành phố. Lâm Thanh Diện trả lời. 2 người trao đổi với nhau vài câu, ánh mắt Điền Nguyên chú ý tới tờ công thức trên bàn. Bách Linh Đan. Đây là công thức hoàn hảo cho đan được mà. Điền Nguyên khế cau mày. Đúng thế, tối qua Triệu Ất đưa cho tôi để tôi thử luyện chế. Lâm Thanh Diện thẳng thản trả lời, không ngờ sau khi nghe câu này, Điền Nguyên lại ủ rũ. Triệu Ất này đúng là ngộ độc rượu, chỉ làm. Bừa. Lâm Thanh Diện không hiểu, lẽ nào công thức này là bí mật bất truyền của dược thần cốc? Nếu là vậy thì xin Điền cốc chủ hãy nhận lại. Không, không, tôi không có ý đó, Điền Uyên nhanh chóng giải thích, cậu là ân nhân của dược thần cốc chúng tôi, mọi thứ trong cốc đều có thể cho cậu xem, chỉ là công thức của Bách Linh Đan khá nguy hiểm. Ý ông là nếu không thể luyện thành công thì sẽ bị phản phệ. Lâm Thanh Diện hỏi. Trước đó Triệu Ất đã nói với Lâm Thanh Diện về phản phệ của viên thuốc hoàn hảo, hơi bất cần một chút, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Phản phệ không phải điều đáng sợ nhất, hơn nữa hôm qua cậu đã thể hiện cho chúng tôi thấy tinh thần lực lớn mạnh, tôi tin cậu hoàn toàn có thể ứng phó được với nó.
chỉ là nguyên liệu mà phối phương này cần mới là đáng sợ nhất, Điền Nguyên nói. Sao phối phương? Lâm Thanh Diện hỏi, trên đây đề cập tới 3 loại dược liệu, mặc dù 2 loại kia đắt tiền nhưng vẫn có thể tìm được trong cốc, chỉ có loại cuối cùng, bột linh tê, nó là gì? Tôi còn chưa được thấy, không biết Điền cốc chủ đã thấy nó chưa? Bột linh tê chính là phần đáng sợ nhất của viên thuốc này. Điền Nguyên trầm giọng nói, bởi vì muốn lấy được loại dược liệu này khá nguy hiểm, từ khi chúng tôi có được phối phương này đến nay, chưa ai có thể luyện được thành bách linh đan. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, vậy ư? Bột linh tê này ở vách núi treo leo hay là ở vực sâu dưới đáy hồ? Điền Nguyên cười khổ. Nếu là vậy thì tốt quá. Sau đó ông ta lại nghiêm nghị nhìn Lâm Thanh Diện, tóm lại cậu không thể mạo hiểm, nếu như cậu thật sự muốn chế tạo một viên thuốc cấp bậc hoàn hảo thì tôi còn có phối phương khác cậu có thể lấy. Vậy à, Lâm Thanh Diện gật đầu, dù sao anh chỉ muốn thử làm một viên thuốc cấp bậc hoàn hảo. Mà thôi, còn về bách linh đan hay loại thuốc khác với Lâm Thanh Diện mà nói, đều không thành vấn đề. Triệu Ất này, tí nữa tôi phải nói cho ông ấy một trận, bao nhiêu? Phối phương không đưa lại đưa cái này, đúng là choáng váng rồi, Điền Nguyên phỉ nhổ. Lâm Thanh Diện mỉm cười, có lẽ lúc đấy ông ý không chú ý thôi, nếu Điền cốc chủ nói vậy thì tôi trả phối phương này lại cho ông, chỉ là tôi rất tò mò, nếu bột linh tê này khó kiếm thế, nếu luyện thành công bách linh đan sẽ có công hiệu thế nào? Bách linh đan là viên đan tập hợp linh khí của đất trời, nếu luyện thành công thì có thể giải được bách độc, thực sự là một viên thuốc hoàn hảo hiếm có, Điền Nguyên chậm rãi nói. Nào ngờ sau khi Lãm Thanh Diện nghe xong lại như bị điện giật, đóng đinh tại trỏ. Cậu Lâm, cậu sao thế? Điền Nguyên hơi ngạc nhiên, không phải là cậu Vân còn ý định với bách linh đan đẩy chứ? Cậu đưa công thức cho tôi sẽ đưa cậu cái khác. Không. Nghe xong, Lâm Thanh Diện gấp công thức bách linh đan, bỏ vào túi ắc. Điền Nguyên khó hiểu. Bây giờ tôi đã biết tại sao Triệu Ất lại đưa tôi phối phương nào, Uyên, Điền cốc chủ, bây giờ xin ông hãy nói cho tôi biết cách lấy bột linh tê, dù có khó đến đâu tôi cũng phải làm được. Âm Thanh Diện mỉm cười nhìn Điền cậu, sao đột nhiên cậu lại đổi ý? Vì sao vậy? Điền Nguyên hỏi, vì cô ấy. Lâm Thanh Diện cười nhẹ, trong đầu anh hiện lên bóng dáng Hứa Bích Hoài. Bách linh đan có thể giải được bách độc, không biết có giải được độc trong cơ thể Hứa Bích Hoài hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, vì Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ thử một lần. Cậu Lâm, cậu phải suy nghĩ kỹ, vì sự an toàn của cậu tôi khuyên cậu đừng đi tìm bột linh tê, vì chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Điền Nguyên lo lắng nói, tôi đã quyết thì không ai có thể lay động. Thái độ của Lâm Thanh Diện kiên quyết, mong cốc điền chủ nói cho tôi biết, nếu ông không nói thì tôi sẽ đi hỏi Triệu Ất. Nhìn thấy sự quyết đoán của Lâm Thanh Diện, Điền Nguyên thở dài, được rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng biết không ngăn được cậu nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết cách tìm bột linh tê. Lâm Thanh Diện ngồi trở lại chỗ của mình, lắng nghe Điền Nguyên nói, cậu có biết rừng rậm sương mù không? Điền Nguyên hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, tôi chưa nghe nói đến nơi này bao giờ, nó là nơi nào? Điền Nguyên ngồi đối diện Lâm Thanh Diện, rừng rậm sương mù cách Dược Thần Cốc chúng tôi không xa, ở đó có rất nhiều cây cối, dù đi ban ngày thì ánh nắng mặt trời cũng không chiếu vào được. Hơn nữa hầu hết thời gian đều bị sương mù bao phủ, vì thế nó được gọi là rừng rậm sương mù. Ông đang nói đến khu rừng với diện tích cực lớn cách sơn động nơi tôi ở không xa sao? Lâm Thanh Diện hỏi, Điền Nguyên gật đầu, đúng thế, chính là nơi đó, xem ra cậu cũng biết một chút. Không, là Triệu Ất đã nhắc đến với tôi một lần, ông ấy bảo tôi tránh xa khu rừng đó một chút, bảo là ở đó có nguy hiểm, Lâm Thanh Diện nói thật đúng vậy, nơi đó quả thực rất nguy hiểm, Điền Uyên nói, hàng trăm năm nay, người Dược Thần Cốc chúng tôi tổng cộng có 8 người tới đó, trong đó có 7 người bặt vô âm tín, chỉ có một người sống sót trở về. Hả, sao lại thế, chẳng lẽ ở đó có cao thủ ấn nấp à? Lâm Thanh Diện nói, cậu nói thế cũng được, nhưng cao thủ trong rừng rậm sương mù không phải người. Điền Nguyên nghiêm túc nói. Không phải người, vậy thì là gì? Lâm Thanh Diện rất sửng sốt, Điền Nguyên nói cái gì thân thần bí bí, anh hơi khó hiểu. Linh thú. Điền Nguyên đáp, dường như chìm vào ký ức đau thương, trong số 8 người, người duy nhất may mắn sống sót trở về từ rừng rậm sương mù là cốc chủ đời trước của Dược Thần Gốc, cũng là sư phụ của tôi và Triệu Ất. Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó, khi sư phụ được khiêng ra khỏi bìa rừng, toàn thân bê bết máu, nửa khuôn mặt hóp lại, hình dáng vô cùng đáng sợ. Cho dù dùng linh đan rượu dược của Dược Thần Cốc chúng tôi nhưng sư phụ cũng vẫn qua đời chỉ sau chưa đầy một tháng. Cậu biết không, lúc đó ông ấy mới 90 tuổi. Lâm Thanh Diện hơi hối hận vì đã khiến Điền Nguyên phải nhớ lại chuyện quá khứ, đối với người tu hành, 90 tuổi thực sự không là gì cả. Nếu 7 người trước đó đều mất mạng ở rừng.
Rậm sương mù, tại sao sư phụ ông vẫn tới đó? Lâm Thanh Diện hỏi. Điền Nguyên cau mày, bởi vì, với một nhà luyện đan, sức cám dỗ của rừng rậm sương mù thực sự quá lớn. Linh khí ở đó cao hơn mấy chục lần so với dược thần cốc chúng tôi, cho dù cùng một dược liệu, nhưng phẩm chất và dược tính trong rừng đều cao hơn chỗ chúng tôi. Đó là bởi linh khí nơi đó mạnh mẽ nên mới sinh ra linh thú. Lâm Thanh Diện cau mày, xem ra khu rừng rậm sương mù này thật sự rất nguy hiểm, nhưng dù sao. Anh cũng đã đạt tới nửa bước thần cảnh, anh có đủ tự tin đi đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Cậu biết năm đó khi sư phụ tôi vào rừng rậm sương mù đang ở cảnh giới nào không? Điền Nguyên hỏi. Thấy Lâm Thanh Diện lắc đầu, ông ta trầm giọng nói, năm đó sư phụ tôi đã là hóa cảnh đỉnh phong, chỉ là không ngờ dù có thực lực như vậy vẫn không đủ khả năng thoát thân khỏi đó. Nói đến đây, Điền Nguyên có thêm vài phần thương cảm. Lâm Thanh Diện, nghe tôi nói vậy, cậu có còn muốn đi không? Điền Nguyên hỏi. Đi, Lâm Thanh Diện nói chắc chắn như đỉnh đóng cột. Nhưng thực lực của cậu. Điền Nguyên hơi lo lắng. Dù sao năm đó sư phụ ông ta đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, cho dù trình độ của Lâm Thanh Diện ngang với sư phụ năm đó thì cũng lành ít dữ nhiều. Yên tâm, bây giờ tôi đã bước nửa bước vào thần cảnh rồi. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Nửa bước thần cảnh. Điền Nguyên ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn hóa đá. Chương 1244 thâm nhập màn xương. Có thể sống cùng một thời đại với người có thiên phú tuyệt vời thế này, là một điều vinh dự với một nhà tu hành như Điền Nguyên. Được, nếu đã vậy, cậu đợi một lát tôi lấy đồ cho cậu. Nói xong, Điền Nguyên đứng dậy ra ngoài. Chưa đến 10 phút, Điền Nguyên đã vào lại, lần này, trên tay ông ta cầm một tờ giấy đã ố vàng. Đây là bản đồ mà vào một tháng trước khi qua đời, sư phụ tôi đã dựa theo trí nhớ vẽ lại, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu, Điền Nguyên nói. Cảm ơn cốc chủ Điền. Lâm Thanh Diện nói xong, nhận lấy bản đồ. Nhìn chung bản đồ vô cùng chi tiết, nơi nào có sông núi, nơi nào có khe suối, đều được đánh dấu rõ ràng. Quan trọng hơn là, năm đó, sư phụ của Điền Nguyên còn đánh dấu lại những nơi khá nguy hiểm trong rừng sương mù. Có điều, bản đồ này có vẻ không hoàn chỉnh, dường như còn thiếu khá nhiều. Năm đó sư phụ vẫn chưa đi vào vùng trung tâm của rừng sương mù đã bị thương nặng, sau đó, những gì ông ấy biết về rừng sương mù chỉ bấy nhiêu thôi, Điền Nguyên nói. Làm sao có được bột linh tê, Lâm Thanh Diện hỏi. Không thấy ở đây. Điền Nguyên chỉ tay vào một chỗ trong bản đồ, nơi này giáp với trung tâm rừng sương mù. Lâm Thanh Diện nhìn qua chỉ thấy trên đó có một dòng chữ chú thích nhỏ. Linh tê gốc, trong đó có một linh thú gọi là tê giác cổ, bột linh tê, là thuốc dẫn tuyệt vời cho đan dược cao cấp được giấu trên người nó. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, xem ra bột linh tê chắc hẳn lấy được từ sừng của con tê giác cổ này. Khuôn mặt lõm một nửa của sư phụ là do con tê giác cổ này gây ra, cậu xem tiếp đi. Nói xong, Điền Nguyên lật bản đồ qua. Lâm Thanh Diện nhìn theo, mặt sau bản đồ viết một hàng chữ. So với hàng chữ kia, rõ ràng có thể nhìn ra, người viết hàng chữ này không được khỏe, chắc là dòng thư tuyệt mệnh. Chưa đạt thần cảnh, không vào rừng sương. Đây là di ngôn cuối cùng của sư phụ, sau khi viết xong câu này, ngài ấy đã qua đời, Điền Nguyên xúc động nói. Lâm Thanh Diện châm ngâm, tờ bản đồ này là tâm huyết của sư phụ Điền Nguyên, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo hậu thế về tình hình nguy hiểm trong rừng sương mù, để bọn họ lấy đó làm gương, hành động cẩn thận. Tấm bản đồ này là di vật của sư phụ ngài hãy giữ kỹ nhé, Lâm Thanh Diện nói, lần này trước. Hết là đi tìm bột linh tê, nguy hiểm trùng trùng, nếu xảy ra hư hại là tôi không gánh vác nổi đâu. Không đâu, Lâm Thanh Diện, cậu giữ nó đi, trong rừng sương mù dày đặc, nó có lẽ sẽ giúp ích cho cậu, Điền Nguyên nói. Không cần đâu, tôi đã thuộc toàn bộ bản đồ rồi, Lâm Thanh Diện nói. Điền Nguyên sững sờ nhìn Lâm Thanh Diện trong mấy phút ngắn ngủi mà đã thuộc hết toàn bộ bản đồ. Pro O sắc điều, là Lâm Thanh Diện làm được nên Điền Nguyên chẳng hề cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì, Lâm Thanh Diện đã bộc lộ thiên phú tuyệt vời trước mặt Điền Nguyên từ lâu. Có điều tôi còn có một thắc mắc muốn hỏi ngài. Lâm Thanh Diện hỏi tiếp, rừng sương mù giáp với dược thân cốc theo các người nói, sức mạnh của linh thú trong đó rất lớn, vậy vì sao hàng trăm năm nay, giữa hai bên chưa từng xảy ra xung đột thế? Việc này, chúng tôi van chưa có đáp án. Điền Nguyên nói sự thật, nói ra cũng thật kỳ lạ, hàng trăm năm nay, linh thú trong đó chưa từng bước. Ra khỏi rừng sương mù nửa bước, chí cân không ai trong dược thân cốc chúng tôi đi vào quấy nhiêu, bọn chúng cũng sẽ không ra ngoài chủ động tấn công chúng tôi, do đó, mọi người cũng yên tâm về nhau. Việc này đúng là kỳ lạ.
Lâm Thanh Diện chau mày, có điều anh cũng lười nghĩ xa như vậy. Trước mắt lấy được bột linh tê chế bách linh đan mới là việc quan trọng nhất. Hôm nay cảm ơn cốc chủ điên rất nhiều, ngày mai trời vừa sáng, tôi sẽ vào rừng sương mù, Lâm Thanh Diện nói, được nếu cậu đã hạ quyết tâm, vậy tôi không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, nói xong, Điền Uyên lui xuống. Bình minh, trời thật đẹp. Điền Uyên dẫn Lâm Thanh Diện cùng tiến về rừng sương mù theo sau lưng họ, là toàn bộ đệ tử của Dược Thân Cốc. Trong số đó cũng bao gồm Tiểu Điêu và Triệu Ất sau mười mấy năm, rốt cuộc lại có người muốn. Xông vào rừng sương mù sắc mặt Điền Uyên nghiêm nghị, còn Lãm Thanh Diện lại tràn đầy tự tin bản thân anh đã là bán bộ thân cảnh, tuy nói chưa đạt tới thân cảnh thì đừng vào rừng sương, nhưng có sự hỗ trợ của bí thuật, Lâm Thanh Diện xem như có được sức mạnh của thần cảnh trung kỳ. Anh tự nhủ, với sức mạnh này đã đủ cho anh toàn mạng rút lui khi gặp nguy hiểm. Cậu Lâm, phía trước chính là rừng sương mù, chúng tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, Điền Uyên dừng bước nói, thuận tay lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt. Viên đan này tên là Cố Thần Đan, sẽ phần nào? Nâng cao thần hồn trong một khoảng thời gian ngắn, là đan dược cấp hoàn mỹ mà một năm trước ta đã luyện được, hy vọng có thể giúp ích cho cậu. Lâm Thanh Diện cất đi, mỉm cười, nói cảm ơn cốc chủ Điền đã đưa tiên, mọi người về đi nhé. Nói xong, Lâm Thanh Diện chuẩn bị thâm nhập vào rừng sương mù, Lâm Đại Khai. Lúc này, Tiểu Điêu chạy nhanh đến. Cô có chuyện gì? Lâm Thanh Diện lần này vào rừng sương mù, hẳn là rất lâu nhỉ? Tôi đã xem qua bản đồ, nếu mọi chuyện suôn sẻ, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ về, Lâm Thanh Diện đáp. Tiểu Điêu gật đầu, sau đó cười nói, em tin Lâm Đại Ca nhất định có thể bình an trở về, đây là lương khô em đã chuẩn bị cho anh, lúc đói có thể lót dạ. Nói xong, Tiểu Điêu lấy ra một túi vải, định đưa tận tay Lâm Thanh Diện. Không cần đâu, nếu đói, tôi ăn ít quả dại trong rừng là được. Lâm Thanh Diện từ chối. Đó là vì anh đã liếc thấy gần đó, Triệu Ất nháy mắt với mình. Đồng thời khẽ vẫy tay. Tay nghề của Tiểu Điêu là cơn ác mộng với Triệu Ất. Thật không biết con nhóc này lấy đâu ra niềm tin mà tự hào về tay nghề của bản thân như vậy. Lâm Đại Ca, anh cứ nhận đi em. Tiểu Điêu hơi tủi thân, tưởng Lâm Thanh Diện vẫn tức giận vì sự thô lỗ trước đây của mình. Được rồi, Tiểu Điêu. Điền Uyên bước lên, nói. Lâm Thanh Diện nói đúng, mang những lương khô này vào rừng sương mù chỉ mệt thêm thôi. Sao à, Tiểu Điêu bĩu môi, trong lòng đã dễ chịu hơn chút. Mặt trời đã lên hẳn, Lâm Thanh Diện tạm biệt mọi người rồi quay người tiến vào màn sương. Tất cả nghe lệnh. Đợi Lâm Thanh Diện bước vào rừng sương mù, Điền Uyên nói lớn, ta yêu cầu, đệ tử trong cốc mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ luân phiên gác ở rìa rừng sương, không được sơ suất. Tuân lệnh. Tất cả đệ tử đáp. Điền Uyên lại nhìn sương mù trước mắt, cảm xúc lẫn lộn. Lâm Thanh Diện, cậu nhất định phải bình an vô sự, còn quá nhiều việc đang chờ cậu hoàn thành. Bên ngoài trời trong xanh, sau khi vào rừng sương, quả như Điền Uyên đã nói, sắc trời lập tức âm ú. Những thân cây cao chót vót che kín bầu trời, ngăn cách Lâm Thanh Diện với bên ngoài. Trong rừng, hơi sương dày đặc tựa như tiên cảnh, nhưng lại có vẻ hơi kỳ dị. Lâm Thanh Diện đã nhanh chóng đi được nửa tiếng. Trên đường, lại chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm gì, ngược lại, khi vào trong rừng sương, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy linh khí ngập tràn, ngay cả hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều, cả người tinh thần sảng khoái. Nơi đây đúng là vùng đất linh thiêng. Lâm Thanh Diện tán thưởng. Theo ghi chép trên bản đồ, gần ngay phía trước là một hồ nước rộng lớn. Trong lúc vượt rừng, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy hơi khát. Không bằng uống ít nước sạch trong núi rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Diện bèn bước nhanh đến bên hồ. Trong thật, Lâm Thanh Diện cảm thán, sau đó cúi người uống một hớp. Nước trên núi có vị nhàn nhạt, vô cùng đã khát, uống ngon hơn nước suối nông phu trong thành phố nhiều. Sau khi uống liên tiếp mấy ngụm, Lâm Thanh Diện vô cùng khoan khoái, dường như trong nước cũng chứa linh khí, khiến người ta lập tức thần thanh khí sảng. Ngay lúc Lâm Thanh Diện lâu miệng, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đột nhiên, dưới đáy dòng suối vọng lại một tiếng vang vô cùng lớn. Lâm Thanh Diện lập tức cảnh giác theo thần hồn mạnh mẽ cảm nhận, trước tiên anh lùi ra xa 10 mét. Ngay sau đó, dòng suối giống như được đun sôi, bọt sủi sùng sục. Đây là... Lâm Thanh Diện nhìn mọi việc trước mắt, đột nhiên, một con mãng xà theo những bọt khí to lớn từ dưới nước vọt thẳng lên. Không ngoa khi nói đó là một con mãng xà. Trong ấn tượng của Lâm Thanh Diện, con mãng xà này còn to gấp 10 lần con mãng xà trong sở thú hoang dã Kinh Đô. Con mãng xà nhổ ra một thứ như chiếu thư, nghềnh cao cổ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Đây, chính là linh thú sao?
Chương 1245 có chuyện không hay. Con mãng xà cổ đại nhìn chòng chọc vào anh, không đợi Lâm Thanh Diện kịp phản ứng, nó đã há cái miệng đầy máu tấn công về phía Lâm Thanh Diện. Tuy hình dáng to lớn, nhưng tốc độ của con mãng xà này lại không hề chậm hơn nữa, sức lực còn rất mạnh. Lâm Thanh Diện cau mày. Lực tấn công của con mãng xà này không thua. Kém một cường giả hóa cảnh chút nào. Euro sắc điều, trong thần cảnh, Lâm Thanh Diện là người mạnh nhất. Anh lưu loát vọt lên không trung, trong tay biến ra một cây thương. Đầu thương bén nhọn, đâm thẳng vào đối phương. Lúc này, con mãng xà cũng đánh hơi được nguy hiểm, có điều khi nó vừa định tránh thì đầu thương đã phóng đến trước người dẹt. Con mãng xà rú lên, hai mắt đỏ ngầu. Lớp da dày đã bị ngọn thương rạch ra dễ dàng. Ngươi không chọc ta, ta không chọc ngươi. Chẳng qua ta chỉ uống ít nước suối mà thôi, nếu ngươi lại dám chọc ta, nhất định ta sẽ chém không tha. Lâm Thanh Diện ưỡn thẳng lưng, nói lớn. Mãng xà gầm lên, hai mắt càng trở nên nghiêm nghị. Dường như nó nghe hiểu lời Lâm Thanh Diện nói, có điều chỉ nhìn anh chứ không tấn công tiếp nữa. Cảm nhận được con mãng xà này đang nghĩ gì, Lâm Thanh Diện nói lại lần nữa, bây giờ ta phải rời khỏi đây, nếu hiểu được thì cút vào trong nước cho ta. Nói xong, anh vừa nhìn chằm chằm nó, vừa lui nhanh về xô hai bên đã cách nhau khoảng 30 mét, trong lòng Lâm Thanh Diện đoán có lẽ con mãng xà này sẽ không dám làm phiền anh nữa. Ngay lúc Lâm Thanh Diện chuẩn bị rời đi, con mãng xà lại dở nên hung hăng tựa như hoàn toàn không muốn tha cho Lâm Thanh Diện rời đi. Cái đuôi to lớn quét qua mặt nước, lập tức nước bắn tung tóe, hướng thẳng về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện giơ bắp tay che mặt, người đẫm nước. Súc sinh chết tiệt, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Thanh Diện thét lớn, lại thấy con mãng xà trước mắt còn nhanh hơn lúc nãy. Đuôi của nó cuộn qua Lâm Đại Ca Thanh Diện như một cái roi cứng cáp. Xiết tới chết. Đương nhiên Lâm Thanh Diện biết bước tiếp theo con mãng xà này định làm gì. Ngươi cảm thấy, làm vậy có thể khống chế ta sao? Lâm Thanh Diện cười khinh thường, thương trong tay biến thành con dao ngắn. Trong nháy mắt khi đuôi của nó vắt lên người anh, Lâm Thanh Diện không hề chậm trễ, dùng con dao ngắn rạch xuống đuôi nó nhanh như chớp. Ngay sau đó, mãng xà bị thương nặng, thân hình nhũn ra. Có điều, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn Lâm Thanh Diện như cũ. Nó ngoác miệng, vận lực tấn công. Du Long thức. Lâm Thanh Diện vọt lên không trung, lập tức 9 con rồng khổng lồ bay nhảy trên không. Mãng xà nhìn thấy cảnh tượng này thì run rẩy. Tuy nói mãng xà là rồng trên mặt đất, nhưng khi chúng nhìn thấy rồng thật sự, trong xương tủy vân cảm thấy áp lực, khiến chúng không thể ra cục cựa rồng khổng lồ phun lửa thiêu đốt hoàn toàn con mãng xà. Ngay lập tức ánh lửa bùng lên khắp nơi, cơ thể mãng xà uốn éo, sau đó lẩn vào trong nước, không dám ra ngoài nữa. Một chiêu đánh lui mãng xà, làm Thanh Diện càng cẩn trọng hơn ban nãy. Xem ra, diện tích rừng sương mù rộng lớn, lúc này mới chỉ vừa bước vào rừng thôi mà linh thú gặp phải đã đạt cấp hóa cảnh. Mà trong rừng sương mù này, càng vào sâu bên trong, linh khí càng nồng, đương nhiên linh thú trong đó càng mạnh. Mặt nước lại trở nên tĩnh lặng, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, Lâm Thanh Diện không dám lơ là, lại tiếp tục hành trình trong hang động dược thần cốc. Tiểu Điêu bám lấy Triệu Ất hỏi, Triệu sư thúc, người và cốc chủ Điền nói một tiếng để con được gác ở rìa rừng sương mù được không? Sao nào, con nhóc nhà ngươi không sợ nguy hiểm hả? Triệu Ất bực bội nói, nguy hiểm gì chứ, người xem Lâm đại ca đi một mình mà còn chẳng sợ, con sợ cái gì? Tiểu Điêu nói với vẻ sùng bái. Triệu Ất siêu cợt liếc cô nhóc, trong lòng cũng đoán được phần nào. Con đừng tướng ta không biết, con đang có ý định gì, con đang muốn sau khi Lãm Thanh Diện ra khỏi rừng sương mù, người mà cậu ấy nhìn thấy đầu tiên là con, đúng chứ? Triệu Ất cười nói. Triệu sư thúc, người ỷ lớn hiếp nhỏ, người lấy con ra làm trò đùa thế này, sau này con sẽ không nấu cơm cho người nữa. Tiểu Điêu bĩu môi, mặt đỏ lựng, vô cùng tức giận nói. Thì ra làm vậy là có thế khiến con nhóc này không nấu cơm cho mình nữa. Triệu Ất tựa như phát hiện ra đại lục mới, nói tiếp, ta nói đúng mà, lẽ nào không phải con đang nghĩ vậy sao? Có điều ta nói này, ta đã giúp con hỏi Lâm Thanh Diện, cậu ấy đã kết hôn từ lâu, có cả con luôn rồi. Cái gì, anh ấy, đã kết hôn? Tiểu Điêu nói, trong mắt thoáng thất vọng. Con nói con không có ý gì với cậu ấy, sao nào, vừa nghe cậu ấy đã kết hôn thì thất vọng hả? Triệu Ất cười nói. Hừ, có đâu, con trẻ thế này, chả thèm người lớn tuổi như anh ấy, sau này chồng của con chắc chắn còn mạnh hơn Lâm đại ca gấp trăm lần. Tiểu Điêu bực mình, nói. Cái gì, mạnh hơn gấp trăm lần? Triệu Ất nghe xong thì cười ha hả, được thôi, nghĩ được vậy là tốt, vậy chúc con đời này có thể đạt được ước nguyện.
Tiểu Điêu buồn bực ủ rũ, cô nhóc cũng biết mình chỉ mạnh miệng thôi. Tài năng của Lâm Thanh Diện ai cũng thấy rõ, có thể nói là thiên tài bẩm sinh, dù có quay ngược lại mấy trăm năm, trên đời này cũng chẳng có ai được như vậy. Muốn mạnh hơn Lâm Thanh Diện mấy trăm lần, như đồ ngốc nói Điêu. Được rồi, đan dược cao cấp ta kêu con luyện đã xong chưa? Lần đầu tiên Lâm Thanh Diện làm, chưa đến 2 tiếng đã hoàn thành rồi đấy. Triệu Ất cười nói, sau đó đến bên giường. Mấy hôm nay, ông ta luyện thập tự quyết mà Lâm Thanh Diện cho quả là vô cùng hữu ích. Linh khí trong người tựa như được đánh thức. Toàn bộ, năng lực cũng mạnh hơn trước nhiều. Mà lúc này, Tiểu Điêu làm gì còn lòng dạ mà luyện đan dược cao cấp gì đó. Cô chống tay lên má, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt non nớt nhìn chăm chằm trần nhà. Đã là ngày thứ 2 rồi, không biết Lâm đại ca ở trong sao rồi, có gặp phải nguy hiểm gì không? Trong lòng Tiểu Điêu nghĩ. Ngay lúc này, hầu tử hoảng hốt chạy vào. Triệu sư thúc Tiểu Điêu sư tỷ có chuyện không hay rồi. Cái gì? Tiểu Điêu lập tức đứng dậy đến bên hầu tử túm lấy vạt áo anh ta, cậu nói cái gì mà có chuyện không hay? Có phải Lâm đại ca gặp nguy hiểm không? Cậu nói mô. Đệ khụ khụ sư tỷ tỷ mau bỏ tay ra tỷ túm cổ áo đệ như vậy, đệ, không nói được hầu tử khốn khổ nói. Tiểu Điêu, bỏ tay ra, để nó nói rõ ràng. Triệu Ất cũng cau mày, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ông ta cũng rất lo lắng cho an nguy của Lâm Thanh Diện. Hầu tử điều chỉnh hô hấp, sau đó nhìn hai người, nói, không phải tin về Lâm Thanh Diện đại ca. Tiểu Điêu và Triệu Ất nghe xong, đồng thời thở phào. Trong 3 ngày này, không có tin gì chính là tin tức tốt nhất. Vậy cậu hoảng hốt thế làm gì, còn nói cái gì mà có chuyện không hay, Tiểu Điêu trách móc. Hầu tử rõ ràng rất gấp gáp, Triệu sư thúc Tiểu Điêu sư tỷ, hai người mau xuống núi với con, đến hội trường tiếp khách trong cốc đi. Hội trường tiếp khách, Triệu Ất hỏi, là ai đến chỗ chúng ta vậy? Không phải ta đã nói với Lão Điền rồi sao, mấy việc lặt vặt này đừng đến phiền ta không rảnh đâu. Là người của công hội luyện kim, hầu tử nói. Triệu Ất và Tiểu Điêu nghe xong thì biến sắc. Đi, chúng ta lập tức xuống núi. Vẻ mặt Triệu Ất nghiêm trọng nói. Chương 1246, con cóc khổng lồ. Trong rừng rậm sương mù dày đặc, quần áo của Lâm Thanh Diện vốn dĩ sạch sẽ như mới, nhưng hiện giờ đã dính đầy bùn đất. Thế nhưng, đôi mắt của anh vẫn vậy. Đã bước sang ngày thứ 2, cả một ngày hôm qua anh lần lượt gặp phải những cuộc tấn công từ những con mãng xà khổng lồ, côn trùng độc và linh thú khác. Nhưng may mắn thay, Lâm Thanh Diện vẫn vượt qua được bằng sức lực của mình. Hơn nữa, trên đường đi, Lâm Thanh Diện cũng không giết những con linh thú này. Vạn vật đều có linh, Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy đi đến khu rừng sương mù dày đặc này là quấy rầy bọn chúng, cho nên anh chỉ đánh lui những con linh thú này, chứ không truy kích. Hiện giờ, Lâm Thanh Diện phán đoán dựa trên một số dấu hiệu trong rừng và kết hợp với những mô tả trong bản đồ trước đó, lúc này có lẽ linh tê gốc không còn bao xa. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ phát ra. Lâm Thanh Diện ngay lập tức trở nên cảnh giác và nhìn về phía trước. Phía trước sương mù dày đặc, không cách nào nhìn rõ bằng mắt thường. Thần hồn chi lực tỏa ra, Lâm Thanh Diện cảm nhận được phía trước, phán đoán xem có nguy hiểm gì không, sau đó thả chậm bước chân, cẩn thận đi về phía trước. Dù sao thì càng đến gần trung tâm của rừng rậm sương mù, linh khí càng dồi dào và sức mạnh của linh thú cũng trở nên mạnh hơn. Phụt! Đột nhiên, một chất lỏng màu đen bay ra như một mũi tên nhọn. May mắn thay, Lâm Thanh Diện vẫn luôn duy trì sự cảnh giác, lúc nhìn thấy chất lỏng màu đen này, thân thể của anh đã có phản ứng. Anh nhanh chóng bật người sang một bên, tránh đòn tấn công của chất lỏng. Chất lỏng màu đen đánh vào một thân cây cao ngất cách Lâm Thanh Diện không xa. Sau vài giây, vỏ cây đại thụ lộ ra màu đen, sau đó là thối rữa đến tận phần gốc. Kèm theo đó là một tiếng rầm, đại thụ cao ngất đổ sập. Tính ăn mòn mạnh thật. Lâm Thanh Diện nắm chặt tay, nhíu mày. Nếu vừa rồi nọc độc bắn trúng anh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm kỳ lạ càng lúc càng gần, Lâm Thanh Diện cầm một con dao dài trên tay, chậm rãi tiến gần đến đối phương. Khi nhìn thấy được đối phương, Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng bước chân, nhìn linh thú trước mặt giống như một ngọn núi nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc. Một con cóc khổng lồ. Trước mặt anh, một con cóc to lớn đang nhìn chằm chằm vào anh, nó đứng chặn con đường duy nhất đến linh tê cốc. Vẻ ngoài của nó rất xấu xí, những nốt mụn trên cơ thể khiến người ta nổi da gà sau khi nhìn thấy. Tao và mày nước sông không phạm nước giếng, mày hãy mở cho tao một con đường, sau khi lấy được những thứ cần thiết tao sẽ tự giác rời đi. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói.
Từ hôm qua đến nay, Lâm Thanh Diện đã nhận thức được rằng những linh thú ở đây đều có thể hiểu được những gì anh nói. Thật không ngờ con cóc khổng lồ này lại không nghe lời, há miệng và phun ra một nọc độc khổng lồ khác. Lâm Thanh Diện điều chỉnh thân thể, rồi nhanh chóng lui về sau. Nọc độc được giải trước mặt Lâm Thanh Diện chỉ là cách nhau 20cm. Linh thảo trên mặt đất trong chốc lát biến thành màu đen, khô héo chết queo. Nếu mày đã không nhường đường, vậy thì đừng trách tao. Lâm Thanh Diện nắm chặt con dao dài trong tay, thần hồn chi lực tỏa ra. Con cóc khổng lồ không chút do dự lùi về phía sau, dùng sức đạp mạnh xuống đất, thân thể bay thẳng lên trên. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn, ở phía trên, thân hình to lớn của con cóc dường như có thể che lấp cả mặt trăng và mặt trời. Trong tình thế nguy cấp, Lâm Thanh Diện cũng nhảy lên cao. Du Long thức, 9 con kim long ngay lập tức xuất hiện, vây quanh con cóc. Ai ngờ rằng tốc độ của con cóc này nhanh gấp mấy lần con chăn khổng lồ mà anh đã gặp ngày hôm qua. Cho dù tốc độ của kim long cũng khá nhanh, nhưng mỗi đòn tấn công vẫn bị con cóc hóa giải. Dung hợp thần hồn. Lâm Thanh Diện cố gắng bộc phát hết sức mạnh thần hồn của mình, và hợp nhất với 4 con kim long. Nhờ có thần hồn, kim long sẽ tấn công bất cứ nơi nào nó đi qua. Tình thế nhanh chóng thay đổi, 4 con kim long khổng lồ đã khóa chặt con cóc, một lúc sau đã dồn con cóc vào ngõ cụt. Con cóc ngồi xổm trên mặt đất, để mặc ngọn lửa đang bốc cháy trên lưng, nó không hề nhúc nhích chút nào, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Làm sao có thể? Lâm Thanh Diện ngạc nhiên nói, đột nhiên anh nhận thấy rằng nhiệt độ xung quanh con cóc đã giảm đi rất nhiều. Ngay cả những chiếc lá trên cây cũng đọng một chút xương. Linh khí phóng ra ngoài. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, không ngờ rằng con cóc này lại mạnh như vậy. Trời sinh con cóc có tính lạnh, thậm chí còn là sinh vật lạnh, trong cơ thể nó cũng chứa đầy khí lạnh. Lúc này, linh thú này là muốn khơi dậy khí lạnh trong cơ thể, bảo vệ thân thể, dùng nó để chống lại sự thiêu đốt của ngọn lửa. Thần long tản ra, nhưng con cóc không bị tổn hại gì, trong mắt Lâm Thanh Diện hơi giễu cợt. Chết tiệt! Lâm Thanh Diện thầm chửi rủa. Lấy du long thức của mình, những người tu hành hóa cảnh phía dưới căn bản không thể chịu nổi, không ngờ con cóc này lại thực sự có thể chống lại một cách dễ dàng. Lâm Thanh Diện nhìn bộ quần áo sắp bị phá hủy của mình, ngay lập tức một chuyện khiến anh ớn lạnh hơn nữa đã hoàn toàn chọc giận Lâm Thanh Diện. Ảnh của tao! Lâm Thanh Diện đưa tay sờ túi trong, bức ảnh được anh coi là bảo bối, luôn mang theo bên người đã bị đốt cháy một góc. Mặc dù nụ cười của Bích Hoài và Nặc Nặc vẫn như cũ, nhưng cũng đủ để khiến Lâm Thanh Diện phẫn nộ, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện sinh ra sát tâm kể từ khi vào khu rừng sương mù này. Mẹ kiếp, nếu hôm nay tao không giết mày, tao không phải họ Lâm. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra linh khí. Ngay lập tức khí thế của anh tăng lên gấp mấy lần, ánh mắt như sát thần nhìn chằm chằm con cóc đối diện. Con cóc khổng lồ dường như ngửi thấy một tia nguy hiểm, ánh mắt giễu cợt lúc đầu thu lại, sau đó phun nọc độc ra ngoài. Long ngâm thức. Chiêu lớn của Lâm Thanh Diện được mở ra. Cửu long hợp lại, một con rồng lớn hơn con cóc rất nhiều bay lên trời và ngăn ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Một tiếng gầm mang đến một sóng âm cực lớn. Những con côn trùng vốn muốn tấn công Lâm Thanh Diện bị tiếng sóng này bức lui. Sóng âm vẫn không suy giảm, nó đi đến đâu, cây cỏ bị phá hủy đến đó, nó tiếp tục tấn công về phía con cóc. Da con cóc làm người ta rợn cả tóc gáy run lên kịch liệt, trong mắt nó hiện lên một chút lo lắng. Lập tức khi sóng âm sắp đuổi đến, con cóc nhảy lên cao 10 thước. Chỉ là thân thể to lớn này, nếu đè xuống, sẽ nghiền con người thịt nát xương tan như núi Thái Sơn. Mày nghĩ như vậy là xong sao? Lâm Thanh Diện nhanh chóng đoán được con cóc này sau khi lên không trung sẽ tránh được công kích của sóng âm, hơn nữa có thể áp sát anh. Long phi cửu thiên. Lâm Thanh Diện hét lớn. Con rồng to lớn lao thẳng lên trời, độ cao hơn con cóc rất nhiều. Rồng từ mây, hổ từ gió, bầu trời mới là sân khấu để rồng bay lượn, không sinh vật nào có thể địch lại được. Hai móng vuốt của kim long khổng lồ ngoạm thẳng vào lưng con cóc, cắm sâu vào lớp da sần sùi của nó. Con cóc đau đớn kêu gào, không còn sức chống đỡ được nữa, bị kim long đè ngã xuống mặt đất. Rầm! Một tiếng động lớn, xung quanh bụi bay mù mịt, khu rừng sương mù lúc này càng thêm hỗn độn. Lâm Thanh Diện đi tới chỗ con cóc, lúc này, trên mặt đất có một cái lỗ thủng thật lớn. Con cóc nằm đó, bất động, máu xanh từ từ chảy ra sau lưng. Đây là cái giá mà mày phải trả cho việc phá hủy bức ảnh của tao. Chương 1247, Linh Tê Cốc.
trường kiếm trong tay chĩa thẳng về phía con cóc khổng lồ. Lúc này, con cóc đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nó cúi thấp đầu, đôi mắt đờ đẫn, trông rất ủ rũ và vô lực. Nhìn thấy dáng vẻ này của con cóc, tâm trạng của Lâm Thanh Diện cũng không còn nóng nảy như lúc trước nữa. Tao nói rồi, mày để tao rời đi thì tao sẽ không khiến mày bị thương. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay không ngừng thay đổi, anh xoay người đi về phía Linh Tê Cốc. Con cóc ở sau lưng kêu rên, nghe vô cùng bi tráng. Linh Tê Cốc. Trạng vạng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đi tới vị trí của Linh Tê Cốc được đánh dấu trên bản đồ. Chính là nơi này. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt anh là khe núi cao chót vót, thác nước chảy xuống từ trong khe núi, vô cùng hùng tráng. Đứng ở đây, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí tràn ngập xung quanh, giống như hơi nước và sương mù kia đều mang theo linh khí vậy. Nếu có thể ở lại đây một năm hoặc nửa năm để tu luyện, Lâm Thanh Diện tự tin với thực lực của mình chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh. Nếu sống ở đây luôn thì có thể. Lâm Thanh Diện bắt đầu suy nghĩ, nếu có một ngày mình thật sự có thể đạt đến thần cảnh đỉnh cao thì sẽ là tình cảnh thế nào đây? Lâm Thanh Diện không nghĩ nữa, đưa mắt nhìn khe núi trước mặt. Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn con tê giác cổ trốn trong khe núi. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, dưới cảm giác của thần hồn, anh mơ hồ cảm thấy trong thác nước có một tia sáng yếu ớt lóe lên. Nếu không đoán nhầm, Lâm Thanh Diện kết luận sau thác nước này có một hang núi. Nhưng sức mạnh thần hồn càng tìm kiếm vào bên trong càng trở nên yếu hơn. Ngay cả Lâm Thanh Diện cũng thấy khó hiểu, chẳng lẽ suy nghĩ của mình sai rồi, trong này hoàn toàn không có thứ gì ư. Có lẽ trong đó còn ẩn giấu nguy hiểm lớn hơn. Nhưng lúc này Lâm Thanh Diện không kịp nghĩ nhiều đến thế. Đi sâu vào trong rừng, bột linh tê gần trong gang tấc, dù phía trước vô cùng nguy hiểm, Lâm Thanh Diện cũng kiên định tiến lên. Lâm Thanh Diện dậm chân, nhảy lên thật cao. Linh khí dâng trào trong cơ thể, Lâm Thanh Diện không chút sợ hãi đi vào trong thác nước. Quả nhiên phía sau thác nước còn có một không gian khác. Lâm Thanh Diện đứng trước cửa hang, không nhịn được cảm thán, hang núi này còn lớn hơn hang núi mình và Triệu Ất ở lúc trước một chút. Nhưng nghĩ đến những linh thú có hình dáng to lớn khác thường kia, Lâm Thanh Diện không khỏi từ bỏ suy nghĩ này. Cũng chỉ có hang núi lớn như thế mới có thể chứa đựng một con vật khổng lồ như tê giác cổ được. Trong hang động tối đen như mực, Lâm Thanh Diện lan tỏa thần hồn chi lực ra, cảm nhận xem xung quanh có nguy hiểm không. Đồng thời, anh còn chậm rãi đi vào nơi sâu trong hang núi. Đi được khoảng một phút, ngoài tiếng nước chảy ngày càng nhỏ của thác nước bên ngoài, Lâm Thanh Diện không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mạnh như có thể thổi bay cả xương. Lâm Thanh Diện cắn chặt răng, đồng thời biến ra một con dao nhỏ, đâm vào vách đá một bên để chống đỡ cơn gió mạnh, để tránh bị thổi bay. Cứ thế mấy chục giây, cơn gió dần nhỏ lại. Ánh mắt Lâm Thanh Diện rất nghiêm túc, anh biết suy đoán của mình là đúng, hang núi này chính là nơi ẩn thân của tê giác cổ. Mà sở dĩ trước đó thần hồn không cảm nhận được hơi thở gì, chỉ có thể chứng minh lúc này, cảnh giới của con tê giác ít nhất ngang bằng với mình, thậm chí còn có thể cao hơn cả mình. Lâm Thanh Diện cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không thể lùi bước được nữa rồi. Một giọng nói già nua vang lên từ trong hang núi đen như mực, khiến Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được run rẩy. Dòng dã 60 năm, không ngờ lại có người có thể xông vào nơi này của ta. Lâm Thanh Diện nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ nhìn thấy có mấy đốm lửa đột nhiên sáng lên trước mặt, một con tê giác cổ vô cùng to lớn đang thở mạnh nhìn mình. Mỗi khi nó thở mạnh, một cơn gió mạnh sẽ thổi tới. Lâm Thanh Diện chuyển linh khí xuống hai chân mình, sau khi đứng vững thì nhìn đối phương. Nhìn ta như vậy có phải cảm thấy rất lạ không, vì sao ta lại biết nói tiếng người? Tê giác cổ cất lời. Nếu các người đã coi bọn ta là linh thú thì đương nhiên bọn ta có cái gì đó đặc biệt, học theo ngôn ngữ của loài người thật sự không tính là gì với ta cả. Tê giác cổ nói tiếp. Lâm Thanh Diện thầm tính toán. Mấy con linh thú gặp trên đường trước đó chỉ có thể nghe hiểu lời mình nói nhưng không thể nói chuyện, có lẽ là không đủ thực lực. Mà hơi thở của con tê giác này mạnh hơn những linh thú trước đó rất nhiều, đương nhiên có thể lên tiếng nói chuyện rồi. Xem ra ông thật sự rất mạnh. Lâm Thanh Diện không hề sợ hãi, còn nở nụ cười nữa. Chàng trai trẻ, đây không phải nơi ngươi nên đến, ngươi đi đi, ta sẽ không truy cứu. Tê giác nặng nề nói. Lâm Thanh Diện tiến lên một bước, nếu đã đến đây rồi, đương nhiên không lấy được thứ tôi cần thì tôi sẽ không rời đi. Có lẽ thứ ngươi cần là bột linh tê đúng không? Tê giác cổ nói. Đúng thế.
Lâm Thanh Diện nói tiếp, nếu ông đã đoán được thì tôi cũng không nhiều lời nữa, nếu ông cho tôi bột linh tê thì tôi sẽ đi ngay, chắc chắn không quấy rầy. Hừ, nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, vì sao ta phải đưa bột linh tê cho ngươi? Sau khi nghe thấy, cảm xúc của Tê Giác Cổ có hơi thay đổi. Tiền bối. Lâm Thanh Diện nói, con tê giác này khoảng chừng mấy trăm tuổi, tuy là linh thú nhưng đã có thể nói tiếng người, vì thế gọi một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Vợ tôi trúng độc mạnh, cần bột linh tê để chế bách linh đan, mong lão tiền bối có thể cho thuốc, nếu sau này ông cần tôi giúp gì, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Lâm Thanh Diện nói, anh cũng không muốn tranh chấp với đối phương. Nào ngờ sau khi nghe thấy, Tê Giác Cổ lại cười như điên, tiếng cười như muốn làm sập cả hang núi. Ông cười cái gì? Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi. Ta cười ngươi ngu ngốc. Tê Giác Cổ lớn tiếng nói, ngươi biết không, bột linh tê được mài ra từ sừng của ta, lấy sừng của ta chính là ảnh hưởng đến mạng của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đưa cho ngươi sao? Cái gì? Bột linh tê là sừng của ông ư? Lâm Thanh Diện giật mình. Sao vậy, đám người kia của Dược Thần Cốc không nói với ngươi ư? À, ta suýt quên mất, 60 năm trước cũng có người cần bột linh tê giống ngươi, ta tùy tiện tát một cái đã đánh gục người đó ném ra ngoài, có lẽ đến lúc chết người đó cũng không biết rốt cuộc bột linh tê là thứ gì. Tê Giác tùy ý nói. Tôi thật sự không biết. Lâm Thanh Diện cắn môi nói. Dù sao muốn có được bột linh tê phải lấy mạng của đối phương, khiến Lâm Thanh Diện hơi khó xử. Thằng nhóc ngươi còn trẻ đã có thể đến đây cũng coi như rất có thiên phú, biết điều thì đi mau lên, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài như 60 năm trước đấy. Tê Giác Cổ lạnh lùng nói, như không coi Lâm Thanh Diện ra gì. Lâm Thanh Diện cúi đầu im lặng, chỉ lấy một góc ảnh chụp từ trong ngực ra. Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt anh, vô cùng sán lạn. Nhưng khi nghĩ đến chất độc trong người Bích Hoài, Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng chua xót. Thất Lâm Thanh Diện không nhúc nhích, Tê Giác mất kiên nhẫn đứng dậy, thằng nhóc chết tiệt, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi mau cút đi cho ta. Lần này tôi đến đây. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng ý muốn quyết tâm, lên tiếng, lần này tôi đi xa là vì vợ của tôi, là vì tìm cách giải độc trong người cô ấy, vì cô ấy tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Sau đó, anh nhìn Tê Giác Cổ, bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, nếu lần này tôi không thử mà rút lui, tôi sợ sau này mình sẽ hối hận. Ha ha, cho nên ngươi vì vợ mình mà không tiếc hy sinh tính mạng của ta, loài người các ngươi là như thế sao? Tê Giác châm chọc. Không, có lẽ vẫn còn cách khác. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, nếu ông cho phép tôi có thể thử dùng đồ sắc bén mài sừng của ông, chỉ cần lấy một chút bột linh tê là đủ rồi. Ngươi đúng là nói hưu nói vượn. Tê Giác giận dữ, sừng của ta quý giá đến mức nào, sao có thể để một người bình thường tùy tiện động chạm được? Lão tiền bối, chúng ta có thể thử một lần mà. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Trong ghi chép bách linh đan chỉ cần mấy gam bột linh tê mà thôi, Lâm Thanh Diện cảm thấy cách của mình có thể làm được. Ai ngờ con Tê Giác này lại nổi giận, ta bảo vệ thế giới này mấy trăm năm, các ngươi lại đối xử với ta như vậy, đúng là quá khốn kiếp. Dứt lời, nó giơ cái chân trước to lớn muốn đạp lên người Lâm Thanh Diện. Chương 1248, lần đầu tiên thất bại. Sức gió mạnh khiến Lâm Thanh Diện gần như không đứng thẳng được. Nếu đã như vậy thì tôi xin đắc tội. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện trở nên nghiêm túc, người bay lên trời, một con dao dài 10 mét xuất hiện trong tay. Lưỡi dao sắc bén, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp xúc, Lâm Thanh Diện ngạc nhiên phát hiện chân trước to lớn của đối phương lại nắm lấy con dao dài của mình. Sau đó, một sức mạnh khủng khiếp truyền đến từ thân dao, cổ tay của Lâm Thanh Diện run lên, con dao cứ thể bị đối phương cướp đi. Không ngờ sức mạnh của tên này đã đạt đến cảnh giới như vậy rồi. Lâm Thanh Diện vội vàng lùi xa ra mười mấy mét, cảnh giác nhìn đối phương. Nhóc con, cậu phải trả giá đắt vì lời nói của mình lúc trước. Tê Giác Cổ gần như rít gào. Dưới cơn chấn động của âm thanh, đá trên đỉnh hang ào ào rơi xuống. Sau đó, con Tê Giác lại hành động, vung chân trước lên, sức lực còn mạnh hơn trước đó. Nếu ông muốn đấu thì tôi sẽ tiếp. Lâm Thanh Diện quát to. Sức mạnh của đối phương đã kích thích bản tính hiếu chiến của Lâm Thanh Diện. Một cơn gió mạnh thổi qua, Tê Giác phung chân trước về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhảy lên, tránh thoát đòn tấn công. Đối phương không đánh chúng, cứ thế làm vỡ một tảng đá. Chiêu thức rồng ngâm. Lâm Thanh Diện toàn đánh ra những chiêu thức mạnh nhất, không giữ lại một chút gì. Một con rồng lớn bay lên không, dương nanh múa vuốt bảo vệ trước mặt Lâm Thanh Diện. Sao ngươi lại biết chiêu thức như thế, rốt cuộc ngươi là ai? Tê Giác Cổ thở hổn hển hỏi.
Triệu Thức, tôi biết rất nhiều, chẳng lẽ đều phải nói rõ hết với ông sao? Lâm Thanh Diện ra lệnh một tiếng, cự long lập tức tấn công đối phương. Tiếng rồng ngâm lớn vang vọng khắp khe núi, kim long phun ra một quả cầu lửa, vung hai móng vuốt trước về phía đối diện. Không ngờ lúc còn sống lại gặp được chiêu thức như thế. Nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại được ta sao, thật coi thường ta quá rồi. Dứt lời, sau lưng Tê Giác Cổ có bụi bay mịt mù. Lâm Thanh Diện cao mày nhìn thấy đôi chân sau cường tráng của Tê Giác đang đạp mạnh xuống đất thủ thế chờ đợi, mà sừng Tê Giác cứng rắn nhất cũng mạnh nhất của nó đang đấu với kim long. Sau đây, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đòn mạnh. Tê Giác nói chuyện bằng giọng nói già nua. Vào lúc quả cầu lửa của rồng gần trúng người nó bắt đầu di chuyển. Sức đột phá trong khoảnh khắc đó thật sự là sức đột phá mạnh nhất Lâm Thanh Diện nhìn thấy từ khi sinh ra đến giờ. Hơn nữa, điều càng khiến Lâm Thanh Diện thấy khiếp sợ là khí thế không sợ hãi bất cứ thứ gì của con Tê Giác Cổ này. Ngọn lửa thiêu đốt trên người Tê Giác nhưng lúc này nó như không hề phát hiện ra cứ thế xông lên. Tê Giác khổng lồ chặn con rồng lớn lại. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện cảm nhận được trên trán mình chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, thần hồn chi lực của mình suy yếu vô cùng nhanh. Chiêu thức rồng ngâm là chiêu thức mạnh nhất Lâm Thanh Diện có từ trước đến nay, nó tiêu hao rất nhiều nội lực. Dù Lâm Thanh Diện là nửa bước thần cảnh cũng không chịu đựng được bao lâu. Con rồng nhanh chóng bị khống chế, nó chỉ có thể dựa vào hai cái móng vuốt của mình chặn Tê Giác lại. Mà lúc này Tê Giác Cổ bước đi vững vàng, mỗi một bước đều để lại dấu chân rất lớn, tiếp tục đi về phía trước. Toi rồi, không đủ thần hồn chi lực. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ thực lực của mình không thể chịu đựng được lâu như thế, thân thể của con rồng cũng ngày càng mờ ảo hơn. Có lẽ Tê Giác Cổ đã phát hiện ra, nó lạnh lùng nói, ngươi có thể ép ta sử dụng đòn mạnh cũng coi như rất có thực lực rồi, nhưng chỉ đến thế mà thôi, hôm nay cứ kết thúc ở đây đi. Dứt lời, nó như lại mạnh hơn mấy phần, đâm thẳng qua chân trước mờ ảo của con rồng. Lúc này, Lâm Thanh Diện nhớ tới viên cố thần đan Điền Uyên cho mình trước khi chia tay. Lâm Thanh Diện ăn vào không chút nghĩ ngợi. Sau khi ăn xong, anh cảm thấy thần hồn của mình còn vững hơn khi nãy rất nhiều, con rồng vàng trước mặt cũng dần ngưng tụ lại. Không ngờ trên người ngươi lại có nhiều thứ đến thế, ngay cả đan dược cấp hoàn mỹ cũng có. Tê Giác Cổ Địa hơi ngạc nhiên nói. Đan dược cấp hoàn mỹ chẳng là gì đâu, ông yên tâm, nếu ông có thể kiên trì đến cùng thì tôi có thể biểu diễn cho ông xong. Thần hồn dung hợp. Lâm Thanh Diện mở ra tất cả thần hồn chi lực bổ sung vào người con kim long kia. Kim long lập tức gào thét một tiếng, sức mạnh cũng lập tức được tăng cường. Từ lần trước, sau khi Lâm Thanh Diện cảm thấy thần hồn của mình đột phá, anh luôn vô tình cố ý truyền nội kinh và huyền kình của mình lên trên con rồng này qua thần hồn. Nhưng sau khi thử mấy lần thì vẫn thất bại. Dù sao, chiêu thức rồng ngâm đã tiêu hao rất nhiều sức lực của mình rồi, muốn mượn thần hồn chuyển thêm sức mạnh của mình lên kim long sẽ tốn nhiều sức hơn nữa. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã ăn cố thần đan, thần hồn lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ lần này có thể thành công thì sao? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng, lập tức truyền nội kình và huyền kình trong người đến kim long bằng thần hồn. Tê Giác lập tức thấy không đúng, bước đi cũng chậm lại rất nhiều. Kim long trở nên mạnh hơn, linh khí không ngừng tiến vào trong người nói, dường như cả thân hình cũng lớn hơn trước đó rất nhiều. Dường như, vẫn chưa đủ. Lâm Thanh Diện cắn răng kiên trì, đã sử dụng đến hết thần hồn chi lực nhưng sức mạnh của kim long vẫn không tăng nhiều. Ít nhất lúc này Tê Giác vẫn đang chiếm lợi thế. Đành phải sử dụng nó thôi. Lâm Thanh Diện nghĩ thông qua bí thuật cảnh giới lại tăng lên một lần nữa, cuối cùng bước một chân vào thần cảnh trung kỳ. Lần này, nội kình và huyền kình trong người còn truyền vào trong người kim long nhanh hơn lúc trước. Trước đó, trong miệng kim long là ngọn lửa màu đỏ, bây giờ thì phát ra ánh sáng màu vàng. Cuối cùng Tê Giác Cổ cũng dừng chân lại, ngọn lửa thiêu đốt khiến làn da dày của nó biến thành màu đen. Ông không phải đối thủ của tôi, chịu thua đi. Lâm Thanh Diện cắn răng nói, thật ra tình trạng của anh cũng không dễ chịu. Truyền nội kình và huyền kình qua, anh cảm thấy mình như bị đào rỗng. Ha ha, tên danh con, ngươi thật sự khiến ta thấy hứng thú đấy, nhưng nếu ngươi chỉ có chút năng lực này thì ngươi mắc phải sai lầm lớn rồi. Ánh mắt Tê Giác rất sắc bén, nó nói, ngươi có cách đề cao thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có à? Lúc nó nói, Lâm Thanh Diện nhìn thấy linh khí xung quanh như biến thành thực thể, đang tập trung về phía Tê Giác Cổ. Kinh khủng hơn là những linh khí này đang bị nó hấp thu bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Loài người các ngươi dựa vào đan dược và bí thuật để đề cao thực lực, còn bọn ta đương nhiên cũng có cách khác. Nói xong, làn da vốn bị đốt cháy khét trên người tê giác cổ chậm rãi phục hồi lại như cũ, ngọn lửa màu vàng hoàn toàn không tạo thành chút tổn thương gì cho nó. Tên danh con ta không biết người học được chiêu thức rồng ngâm từ đâu, nhưng đây cũng chỉ là một chiêu thức cấp thấp mà thôi. Tê giác cổ lớn tiếng nói, sau đó nó đứng thẳng người dậy. Lâm Thanh Diện giật mình. Chiêu thức rồng ngâm là một trong những chiêu thức của ma thần Tu La, dù so với tất cả chiêu thức của ma thần Tu La nó cũng không tính là tuyệt vời, nhưng tuyệt đối là một tồn tại khiến mọi người phải khép sợ. Nhưng linh thú này lại khinh thường nó. Tê giác cổ đứng thẳng dậy, thân thể to lớn khiến đầu nó như đụng vào nóc hang núi. Đằng trước là lửa mạnh thiêu đốt, nhưng tê giác hoàn toàn không sợ hãi, thẳng thừng nắm lấy hai chân trước của Kim Long. Lúc này, Kim Long có nội kình và huyền kình mạnh mẽ lại không thể thoát thân. Hủy diệt đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi biết đi vào rừng rậm sương mù là sai lầm lớn nhất của ngươi. Dứt lời, tê giác cổ gầm lên một tiếng, hai chân trước dùng sức cuối cùng xé rách hai chân của Kim Long. A! Lâm Thanh Diện gào lên một tiếng, sau khi Kim Long do thần hồn của mình khống chế bị thương nặng thì anh cũng ngã xuống đất. Sao có thể chứ? Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày, nội lực tiêu hao quá nhiều đã khiến anh trở về trạng thái nửa bước thần cảnh. Vì sao mình đã đạt đến thần cảnh trung kỳ vẫn không làm gì được nó? Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Không phải thần cảnh, không thể bước vào sương mù. Rõ ràng đã đến thần cảnh nhưng vẫn không đánh lại tê giác cổ. Huống hồ rừng rậm sương mù rộng lớn, hang núi của tê giác cổ cũng không phải khu vực trung tâm của cánh rừng này. Có nghĩa là còn có linh thú lợi hại hơn ở đây. Có biết sao ngươi lại thất bại không? Tê giác cổ kiêu ngạo nói, nếu ở bên ngoài, với thực lực của ngươi khi nãy ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là địa bàn của ta có linh khí dùng mãi không hết mà ta vừa khéo có cách trong thời gian ngắn có thể hấp thụ một lượng lớn linh khí để đề cao thực lực. Cho nên đây cũng là lý do ngươi thất bại. Thất bại. Đầu óc Lâm Thanh Diện trống rỗng, từ sau khi ở rể nhà họ Hứa, mình từng chịu đựng đủ loại mỉa mai, lạnh lùng và thách thức nhưng cuối cùng người thắng mãi mãi là anh. Chẳng lẽ lần đầu tiên thất bại của cuộc đời là ở trong rừng rậm sương mù sao? Chương 1249, Dược Thần Cốc gặp nguy hiểm. Lâm Thanh Diện cúi đầu, trông hơi ủ rũ, nhưng anh vẫn từ từ đứng lên. Lúc này, trong mắt anh mang theo ngọn lửa hừng hực nhìn tê giác cổ ở trước mặt. Thằng nhóc thối chịu đựng giỏi đấy, lúc này một cái tát của ta cũng có thể khiến ngươi tan xương nát thịt rồi, bây giờ ngươi cút ra ngoài thì ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tê giác kiêu ngạo nói. Không có được thứ tôi cần tôi nhất định sẽ không đi, nếu muốn tôi đi, trừ khi ông giết chết tôi. Lâm Thanh Diện đã quyết tâm rồi, là người nhận được truyền thừa của Tu La cứu vớt người dân, chỉ gặp tình cảnh như thế đã lùi bước thì sau này lấy gì đấu với thương nguyên giới đây. Được, đây là cậu tự tìm đường chết đấy, thế thì tôi không khách sáo đâu. Dứt lời tê giác đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đứng yên tại chỗ, lúc này anh đã không còn cách nào để tránh thoát một chưởng này nữa, nhưng ánh mắt của anh vẫn kiên định như cũ. Một thanh trường kiếm ánh vàng chậm rãi bay lên từ sau lưng Lâm Thanh Diện, ánh sáng của kiếm chảm tiên thắp sáng cả hang núi. Đi chết đi! Tê giác la to, sức lực trên tay vẫn không giảm nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm chảm tiên, nó lập tức dừng tấn công. Vì sao thanh kiếm này lại nằm trong tay ngươi? Tê giác cổ nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng trả lời, chuyện của tôi không đến lượt ông quan tâm. Dứt lời. Kiếm chảm tiên ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào đầu tê giác. Không thể nào, sao thanh kiếm này lại nằm trong tay ngươi chứ? Tê giác tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt nó kiếm chảm tiên ngày càng đến gần. Đại sảnh tiếp khách của Dược Thần Cốc. Lúc này, Điền Cốc Chủ Uyên ngồi giữa, mấy vị trưởng lão thì ngồi hai bên. Còn những đệ tử lai lịch thấp tuổi còn nhỏ thì đứng ở bên dưới. Mọi người đều tập trung nhìn một nam một nữ đứng thẳng trong đại sảnh. Người nam khoảng 23-24 tuổi, còn cô gái thì nhiều nhất là 20 tuổi, dáng người thướt tha, xinh đẹp quyến rũ. Điền Cốc Chủ, không biết ông có đồng ý với lời tôi nói khi nãy không? Người đàn ông cất lời. Điền Nguyên cau mày, Tả Nhạc, cậu là đệ tử của công hội luyện kim, còn lâu mới đến thời gian tỉ thí luyện đan. Vì sao hôm nay lại xông vào Dược Thần Cốc của tôi, còn làm đệ tử tôi bị thương? Tả Nhạc mỉm cười quay đầu nhìn Hồ Vân ở bên cạnh, lúc này khóe miệng Hồ Vân có máu tươi chảy xuống, được sư huynh đệ đỡ mới đứng thẳng được. Tôi muốn vào cốc, anh ta lại ngăn cản tôi, cho nên tôi không cẩn thận ra tay làm anh ta bị thương. Tả Nhạc hờ hững đáp. Láo xược.
Một trưởng lão béo trên bục đập bàn, đứng lên chỉ vào Tả Nhạc, đáng chết, công hội luyện kim các cậu muốn ức hiếp dược thần cốc chúng tôi ư? Lại còn nói muốn vào thì vào, đánh bị thương đệ tử của chúng tôi, lẽ nào đây là thái độ xin lỗi à? Tả Nhạc nhún vai, cười nói, vậy không biết ông muốn tôi xin lỗi thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống? Tôi thấy không cần thiết lắm nhỉ? Cậu, trưởng lão béo còn định nói gì nữa lại bị trưởng lão gầy ở bên cạnh kéo lại. Tả Nhạc cười nhìn Điền Uyên, Điền cốc chủ, lần này sư phụ tôi bảo tôi đến dược thần cốc của các ông chỉ là muốn chào hỏi trước khi thi đấu, đồng thời cũng muốn xem thử trong những người trẻ tuổi của dược thần cốc các ông có người có thiên phú cao để luận bàn với tôi không. Chuyện của dược thần cốc chúng tôi vẫn chưa đến lượt công hội luyện kim các người bận tâm đâu, cậu có thể đi về rồi. Điền Uyên uy nghiêm nói. Nếu cứ về như thế, sư phụ trách tội tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ sợ danh tiếng của dược thần cốc các người sẽ bị ảnh hưởng đó. Tả Nhạc nói, danh tiếng có ảnh hưởng hay không cũng không liên quan đến các người, trước giờ dược thần cốc chúng tôi không màng danh lợi, không giống những người nào đó, hừ. Trưởng lão gầy đứng dậy trả lời. Nghe vậy, Tả Nhạc cong môi, hoàn toàn không để tâm. Trên đường đến đây, tôi thấy nơi này thật sự giống lời sư phụ nói, non xanh nước biếc, đẹp không tả xiết, nơi này linh khí dồi dào, tiên thảo thần dược gì cũng có thể kiếm được dễ dàng. Nếu... Tả Nhạc nhìn Điền Uyên, nói khẽ, một nơi tốt như vậy, nếu đưa cho công hội luyện kim của chúng tôi thì chẳng phải sẽ vô cùng thích hợp sao? Thằng nhóc chết tiệt ăn nói ngông cuồng, tôi muốn cho cậu một bài học. Trưởng lão béo tức giận đập ghế, đứng phát dậy. Điền Uyên muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ là thấy Tả Nhạc còn nhỏ đã ngông cuồng như thế, còn đả thương học trò cưng của mình, Điền Uyên cũng cảm thấy nên cho đối phương một chút bài học. Thực lực của trưởng lão béo đã là tông sư đỉnh phong, mạnh hơn Hồ Vân một chút. Lúc này, ông ta nổi giận tấn công, cho nên sử dụng tất cả thực lực của mình. Khai Sơn trưởng. Một trưởng đánh ra tràn đầy khí thế, nhắm thẳng vào ngực của Tả Nhạc. Nào ngờ Tả Nhạc lại chẳng thèm nhúc nhích, nở một nụ cười khinh thường. Tên danh con này còn trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ ngay cả tông sư đỉnh phong cũng không coi ra gì. Điền Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nhìn chăm chăm vào giữa đại sảnh. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên di chuyển. Cô gái vẫn đứng bên cạnh Tả Nhạc tựa như hồn ma, không nói một lời đi thẳng đến trước mặt Tả Nhạc. Cô gái nhỏ, cô tránh ra. Trưởng lão béo thấy tình hình thay đổi, vội vã dừng tay. Tên danh con này ngông cuồng như vậy, con đả thương Hồ Vân, hôm nay tôi nhất định phải cho cậu ta một bài học. Trưởng lão béo chỉ vào đối phương nói. Nào ngờ cô gái này lại không hề định rời đi, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ. Đúng là buồn cười. Rõ ràng người kia là do tôi làm bị thương, ông muốn làm khó Tả Nhạc à? Cái gì, cô làm bị thương? Trưởng lão mập tỏ vẻ khó tin. Điền Uyên và vô số đệ tử dược thần cốc ở sau lưng ông ta cũng tỏ vẻ khó tin. Nếu nói thiên phú luyện đan của Tiểu Điêu là không ai sánh bằng trong các đệ tử trẻ tuổi thì thiên phú tu luyện của Hồ Vân cũng xuất sắc như thế. Tuổi còn trẻ đã có thực lực tông sư trung kỳ, dù là Điền Uyên ở độ tuổi đó cũng không đạt được đến cảnh giới này. Mà cô gái này trông chỉ khoảng 20, chẳng lẽ Hồ Vân không phải đối thủ của cô ta? Cô nói thật ư, cô phải biết lời này sẽ khiến mình phải trả giá đấy. Trưởng lão béo tức giận nói. Đương nhiên là thật, con chó giữ cửa các người nuôi chặn đường lên núi của tôi và Tả Nhạc, đương nhiên tôi phải đá anh ta một cái rồi, ai biết anh ta lại yếu thế đâu. Cô gái trẻ bình tĩnh nói, không hề có ý áy náy. Cô, trưởng lão béo khó tin, quay đầu nhìn Hồ Vân, lời cô ta nói là thật sao? Hồ Vân dùng một tay che ngực trái, bị thương đến mức không thể nói thành lời, chỉ gật đầu. Người xung quanh sợ đến mức biến sắc, lúc này Điền Uyên cũng ngồi không yên nữa, ngạc nhiên nhìn cô gái này. Trưởng lão béo nhìn cô gái trẻ không hề có ý hối hận này, nói, được, nếu cô đã dám thừa nhận, vậy tôi sẽ cho cô biết dược thần cốc chúng tôi không dễ bắt nạt đâu. Hừ, dược thần cốc, tôi tiêu diệt tất cả các người cũng được ấy chứ. Cô gái trẻ nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường, khinh bỉ nói. Cô đúng là to gan. Dứt lời, trưởng lão béo cũng không rảnh quan tâm đến việc thương hương tiếc ngọc nữa, đánh luôn một đòn về phía đối phương, muốn để cô gái này chịu chút đau khổ. Hừ, chỉ với ông sao? Cô gái trẻ không thèm để tâm, chỉ vung tay lên. Đệ tử vây xem ở bên cạnh thậm chí đều không kịp phản ứng đã thấy trưởng lão béo đập người lên cây cột cách đó mấy mét, miệng phun máu tươi. Sao, còn ai dám không phục không? Sau khi xong chuyện, cô gái trẻ khinh thường nhìn tất cả mọi người. Điền Uyên siết chặt hai tay, mấy trưởng lão trên bục cũng mang vẻ mặt căng thẳng.
Tu vi của trưởng lão béo có thể nói là hàng đầu ở dược thần cốc nhưng lại không đỡ được dù là một trưởng. Cô gái nhỏ này mạnh thế. Điền Nguyên cau mày, sau khi thấy người có thiên phú biến thái là Lâm Thanh Diện, ông ta có vẻ khá bình tĩnh với những chuyện thần kỳ khác. Cô Nguyệt Nhi, tôi thấy trưởng lão kia cũng rất lớn tuổi, cô ra tay hơi nặng rồi đó. Tả Nhạc ở bên cạnh nói. Ý muốn khuyên giải, nhưng tràn đầy khiêu khích. Nguyệt Nhi hơi nhếch môi, khinh thường nói, nếu các người không phục thì có thể lên cùng một lúc, tôi không ngại. Cô, lời nói này lập tức chọc giận tất cả mọi người của Dược Thần Cốc. Điền Nguyên ngăn mọi người lại, chậm rãi đứng lên, đi tới vị trí trung tâm của sảnh tiếp khách. Cô Tiểu Nguyệt, không biết cô có phải là người của công hội luyện kim không? Điền Nguyên chắp tay hỏi, đầy đủ phép tắc. Công hội luyện kim, ha, tôi không có hứng thú gia nhập vào bọn họ. Tiểu Nguyệt cười khẩy. Nghe đối phương nói thế, Điền Nguyên đã hiểu sơ sơ rồi. Công hội luyện kim luôn giữ quan hệ hợp tác với các gia tộc lớn và gia tộc tập võ lâu đời trên thế giới, xem ra cô gái nhỏ này cũng là người trong một gia tộc nào đó. Dù khi nãy trưởng lão này của chúng tôi hơi lỗ mãng, nhưng thật sự là cô đánh bị thương đệ tử của tôi trước, huống hồ Hồ Vân là tôi sắp xếp canh giữ ở lối vào Dược Thần Cốc, cô gọi cậu ta là chó giữ cửa, chẳng lẽ đây không phải là sỉ nhục sao? Điền Nguyên nặng nề nói. Sỉ nhục thì sỉ nhục, ông có thể làm gì tôi? Tiểu Nguyệt không để tâm trả lời, Dược Thần Cốc của ông nhìn như đông người nhưng chẳng một ai có thể xem trọng cả, môn phái như vậy thôi dứt khoát giải tán cho rồi. Sắc mặt Điền Uyên trở nên rất khó coi, lạnh lùng nói, Dược Thần Cốc đã ở đây mấy trăm năm, không phải cô nói giải tán thì có thể giải tán. Còn khi nãy cô nói thế, vậy ông già này xin ra một chiêu, xem cô có thể đỡ nổi chiêu kiếm này của tôi không? Dứt lời, tay Điền Uyên run lên, biến ra một thanh trường kiếm màu đen. Chương 1250, tên danh con vô liêm sỉ. Cốc chủ đúng là cốc chủ, hóa ra đã đến hóa cảnh rồi. Tiểu Nguyệt cười nói. Ông già này ngu dốt chỉ mới đến hóa cảnh trung kỳ, nhưng nếu hôm nay cô chịu nói xin lỗi, tôi sẽ đích thân tiễn cô xuống núi. Điền Nguyên nói bằng giọng điệu nặng nề cũng là cho Tiểu Nguyệt cơ hội cuối cùng. Không cần, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói xin lỗi bao giờ cả, huống hồ là trước đám rác rưởi các người. Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Dù Điền Nguyên có dễ tính đến mức nào cũng hoàn toàn bị chọc giận. Con nhóc láo xược này, nếu đã thế thì đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, trường kiếm không chút do dự đâm về phía Tiểu Nguyệt, sức mạnh vô cùng to lớn khiến xung quanh thân kiếm xuất hiện khí lưu. Mấy đệ tử tỏ vẻ vô cùng chờ mong, từ lần trước sau khi Lâm Thanh Diện đại náo Dược Thần Cốc đã rất lâu bọn họ không thấy cốc chủ ra tay rồi. Đây chính là thực lực hóa cảnh trung kỳ sao? Cốc chủ đúng là cốc chủ, vừa ra tay đã thấy không tầm thường, lần này Tiểu Nguyệt này thê thảm rồi. Đúng đó. Người như đại ca Lâm Thanh Diện chỉ có một thôi, chẳng lẽ thiên tài dễ làm như vậy sao? Mấy đệ tử thở dài nói, nhưng giây tiếp theo bọn họ lại nín thở, nói không nên lời. Đối mặt với đòn tấn công của Điền Nguyên, Tiểu Nguyệt không hề tránh né, ánh mắt khinh bỉ. Một sợi dây xích màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay cô ta. Sao có thể, không ngờ cô gái này cũng đạt đến hóa cảnh. Hầu tử La Thất Thanh. Lúc này, tất cả trưởng lão trên bục đều đứng dậy, mắt trợn to. Hừ, không phải chỉ là hóa cảnh trung kỳ thôi ư, chẳng là gì trong mắt tôi cả. Dứt lời, Tiểu Nguyệt vung dây xích trong tay về phía trường kiếm của đối phương. Vừa mới chạm vào, dây xích đã cuốn lấy trường kiếm. Phá! Điền Nguyên quát to một tiếng, tăng thêm sức lực. Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, không hề bị ảnh hưởng. Điền cốc chủ, xem ra ông cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ. Tiểu Nguyệt cười khinh bỉ, trên tay có kình khí bạo phát. Trong nháy mắt, trường kiếm biến thành tro bụi, cứ thế bị dây xích đánh vỡ. Sao có thể có chuyện đó được? Điền Nguyên ngạc nhiên la lên. Sau đó, Tiểu Nguyệt đánh trúng dây xích trong tay vào bụng Điền Nguyên. Điền Nguyên không ngừng lùi về sau, sau khi lùi mấy chục bước thì ngã xuống. Ông ta nhanh chóng lấy một viên đan dược từ trong túi ra ăn vào, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Cô là... Thật ngại quá, tôi là hóa cảnh đỉnh phong, vừa khéo mạnh hơn ông một chút. Cô gái trẻ cười khinh bỉ. Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Nguyệt như nhìn thấy quỷ thần vậy. Điền Nguyên thật sự sợ chết khiếp rồi. Thực lực của Lâm Thanh Diện rõ như ban ngày, nhưng lúc đạt đến hóa cảnh đỉnh phong cũng lớn hơn cô gái này mấy tuổi. Không ngờ trên đời còn có kỳ tài như thế. Tả Nhạc, những gì nên làm tôi đã làm xong rồi, chuyện sau đó tự anh lo đi. Tiểu Nguyệt nói nhỏ, khinh thường nhìn mọi người một cái rồi lùi sang một bên.
Tả Nha cười khẽ nói, mọi người, thật ngại quả tính cách của cô Tiểu Nguyệt là thế, mong mọi người bỏ qua, còn đề nghị của tôi khi nãy, không biết bây giờ mọi người có còn ý kiến gì khác không? Mọi người nhìn Tả Nhạc bằng ánh mắt căm giận. Nếu không vì có một Tiểu Nguyệt vô cùng đáng sợ ở bên cạnh, ánh mắt của những người này đã có thể ăn tươi nuốt sống Tả Nhạc rồi. Nếu các người không ai dám nói gì, tôi thấy dược thần cốc này vẫn nên thuộc về công hội luyện kim của chúng tôi đi. Ánh mắt Tả Nhạc trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, dù sao một nơi tốt như vậy, chỉ xứng với kẻ mạnh mà thôi. Công hội luyện kim các người, đều là bọn vô liêm sỉ. Một đệ tử bên dưới đứng ra mắng. Nhưng Tiểu Nguyệt đứng một bên lập tức phất nhẹ ống tay áo một cái, đệ tử trẻ tuổi kia lập tức đập lên vách tường, miệng phun máu tươi. Bây giờ còn ai dám phản đối không? Tả Nhạc lạnh lùng nói, đường đường là dược thần cốc, chẳng lẽ không có ai cả sao? Để tôi. Đúng lúc này, hầu tử bước ra. Tên danh con anh đừng có mà ngông cuồng, không phải chỉ là đấu luyện đan thôi sao, ông nội hầu tử của anh sẽ chơi với anh. Hầu tử tức giận nói. Anh. Tả Nhạc quan sát anh ta từ trên xuống dưới, được đó, nhưng trận đấu lần này của chúng ta là tiềm hành đan, anh có thể không? Tiềm hành đan. Hầu tử thầm lau mồ hôi. Tiềm hành đan là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, với thực lực của hầu tử bây giờ, hắn thật sự không làm được. Cố lên, anh hầu tử, anh làm được mà. Đúng, anh hầu tử, em xem trọng anh, chèn em tên này đi. Hầu tử lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa trong chốc lát không biết phải làm sao. Điền Nguyên ngồi một bên, nghe Tả Nhạc nói thế, xem ra rất có lòng tin với thực lực của mình. Phải biết rằng đan dược cấp hoàn mỹ, dù là Điền Nguyên ra tay cũng chỉ có 30% tỷ lệ thành công thôi. Rốt cuộc công hội luyện kim bồi dưỡng một đám thầy luyện đan thế nào vậy? Điền Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, xem ra anh không làm được nhỉ, không được thì ngoan ngoãn cút xuống cho tôi. Tả Nhạc nói, không thèm nhìn hầu tử thêm nữa. Xì ai nói tôi không được. Hầu tử lớn tiếng nói, không phải chỉ là tiềm hành đan sao, làm là được. Nhưng ông đây muốn chế ra cũng cần một năm nửa năm, nếu anh không ngại mệt thì cứ ở đây đợi đi. Hừ, nhàm chán. Tả Nhạc tỏ vẻ khinh bỉ, không ngờ dược thần cốc các người đều là đám người vô sỉ như vậy đó, chẳng trách sẽ trở thành như hôm nay. Tên danh con vô liêm sỉ, cậu mắng ai đấy? Đúng lúc này, một già một trẻ đi vào từ cửa đại sảnh, người già là Triệu Ất còn người trẻ dĩ nhiên là Tiểu Điêu. Đương nhiên là mắng ông rồi, ông già. Tả Nhạc nhìn Triệu Ất đi về phía mình, thuận miệng đáp. Ồ, Triệu Ất gật đầu như hiểu ra. Những người còn lại thì cười to. Từ sau khi Tả Nhạc đi đến đây vẫn luôn chiếm lợi thế. Đợi khi Tả Nhạc hiểu ra, anh ta tức giận nói, ông già này, ông đúng là vô liêm sỉ mà. Vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy? Khi nãy cậu còn tự nhận mình là tên danh con vô liêm sỉ kia. Triệu Ất dửng dưng đáp. Tả Nhạc đừng phí lời với ông ta. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở. Tả Nhạc đổi lời, được nói tới nói lui, dược thần cốc các người không có ai dám ra ngoài ứng chiến cả, chỉ biết nói miệng thôi. Ai nói không có, Triệu Ất tiến lên nói. Ông nói là ông ư. Tả Nhạc tỏ vẻ khinh thường, được thôi, nếu mấy người trẻ tuổi đã không có năng lực đó thì ông già là ông lên cũng được. Tên danh con vô liêm sỉ, cậu nói sai rồi, người muốn đấu với cậu không phải tôi, mà là con bé. Nói xong, Triệu Ất đẩy Tiểu Điêu ra đằng trước. Cô, Tả Nhạc nhìn Tiểu Điêu còn nhỏ hơn cả mình, cười khẩy, tiềm hành đan, đan dược cấp hoàn mỹ, cô làm được không? Bớt nói nhảm đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Đợi đã. Tả Nhạc đi đến giữa đại sảnh, nói với Điền Nguyên, nếu là thi đấu thì chắc chắn có thắng thua, bên thua đương nhiên phải bị phạt, không biết Điền Cốc chủ nghĩ sao? Được thôi, nhưng nếu cậu nói muốn giành dược thần cốc của chúng tôi, thì dù tất cả đệ tử trong cốc có liều mạng cũng sẽ không đồng ý. Điền Nguyên lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt. Rất rõ ràng trong hai người ở đây, thực lực của Tiểu Nguyệt khiến ông ta phải kiêng dè nhất. Yên tâm, dù có chiếm lấy dược thần cốc của các ông cũng là chuyện của sư phụ tôi chỉ nói mà thôi. Tả Nhạc cười khẽ nói, nhưng nếu cô gái nhỏ này thua tôi chỉ cần Điền Cốc chủ đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Xem thêm ngôn tình tổng tài, Điền Nguyên hỏi. Tả Nhạc mỉm cười trả lời, cô Tiểu Nguyệt và tôi đều là lần đầu tiên đến dược thần cốc, cảnh đẹp và những thứ trong cốc đều khiến chúng tôi thấy ngạc nhiên, tôi hy vọng nếu tôi thắng, dược thần cốc cho tôi và cô Tiểu Nguyệt ở lại trong cốc 3 ngày, không ai được quấy rồi, chúng tôi có thể tùy ý tham quan trong cốc. Yêu cầu này không tính là quá đáng đúng không? Tả Nhạc nói. Điền Nguyên và Triệu Ất đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều hiểu.
Anh ta đưa ra điều kiện này chắc chắn là muốn tìm kiếm báu vật của dược thần cốc trong 3 ngày này. Nhưng Tiểu Nguyệt cũng không phải người của công hội luyện kim, vì sao cũng phải ở lại trong cốc 3 ngày chứ? Đương nhiên nếu cô Điều Điều này thật sự lợi hại khiến tôi thua, thì tôi cũng sẽ bị phạt. Tả Nhạc nói. Vậy cậu nói xem hình phạt của mình là gì? Điền Nguyên hỏi. Rất đơn giản, nếu tôi thua tôi và cô Điều Nguyệt sẽ lập tức rời khỏi dược thần cốc 20 mấy ngày sau trước khi tỷ thí luyện đan diễn ra, tôi đảm bảo công hội luyện kim của chúng tôi sẽ không đến làm phiền các vị nữa. Tả Nhạc nói. Ha, tên nhóc cậu nói nếu thắng sẽ ở lại nơi này 3 ngày, còn không cho chúng tôi đi theo, còn thua thì lập tức rời đi, chuyện này các người hoàn toàn không có tổn thất gì mà. Triệu Ất bất mãn nói. Tả Nhạc chỉ mỉm cười nhìn Điền Nguyên, tính cách của cô Tiểu Nguyệt mọi người đều thấy đó, nếu mọi người không đồng ý tôi cũng khó đảm bảo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Điền Nguyên giận dữ, nhưng Tiểu Nguyệt quá lợi hại, ông ta cũng không phải là đối thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1251, Phản Phệ. Cốc chủ, đồng ý với anh ta đi. Tiểu Điêu đi đến trước đài, bình tĩnh nói, sau đó cô ta nhìn về phía Tả Nhạc. Nếu như thua thì phải thêm một điều kiện nữa, đó chính là anh và cô gái này phải chính thức cúi đầu xin lỗi với những người bị các người đánh bị thương. Được, tôi đồng ý. Tả Nhạc nhẹ nhàng cười, nói, dù sao thì cuối cùng cũng là thua thôi. Ai thua ai thắng, phải đấu thì mới biết được. Tiểu Điêu nói xong nhìn về phía Điền Nguyên, cốc chủ, trận đấu có thể bắt đầu rồi. Điền Nguyên nhìn Tiểu Điêu, mới học cùng với Triệu Ất trong sơn động ngắn ngủi 2 ngày thôi, mà dường như khí chất con nhỏ này đã thay đổi không ít rồi. Tính cách kiêu ngạo, tùy hứng vốn có dường như đã thu lại ít nhiều, ngược lại, nhiều thêm mấy phần chín chắn. Được, nếu đã như vậy chi bằng buông tay một lần vậy. Điền Nguyên đồng ý, nói. Cũng giống như Lâm Thanh Diện vậy, một mình một người nếu muốn trưởng thành thì nhất định phải trải qua các loại tranh đấu. Bây giờ Tiểu Điêu thân là niềm hy vọng của Dược Thần Cốc, trận đấu lần này với cô ta mà nói cũng là quá trình tất yếu phải trải qua. Tiểu Điêu và Tả Nhạc đi đến chính giữa đại sảnh. 2 chiếc bàn bằng gỗ tử đàn đã được kê xong, Tả Nhạc hơi hơi mỉm cười, từ trong cái túi mang theo bên người lấy ra 2 phần nguyên liệu cần thiết để chế tạo tiềm hành đan. Nếu như cô cảm thấy tôi ăn gian thì có thể đổi lấy phần của tôi. Tả Nhạc nói. Không cần. Tiểu Điêu vẻ mặt lạnh như băng. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với đan dược, Tiểu Điêu chỉ cần dựa vào mùi vị đặc trưng của nguyên liệu đã có thể phán đoán được thật giả rồi. Thi đấu, bắt đầu. Hầu tử đứng một bên hô lớn. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía 2 người đang ở chính giữa đại sảnh. Ông già Triệu, ông nói xem Tiểu Điêu chế tác tiềm hành đan, liệu có mấy phần cơ hội chiến thắng. Điền Nguyên đứng một bên nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng. Nói thật là, không đến 2 phần. Triệu Ất trả lời. 2 phần. Mắt Điền Nguyên ánh lên vẻ thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến tỷ lệ thành công của mình cũng chỉ là 3 phần 10, Tiểu Điêu có thể đạt đến 2 phần, đã xem như rất tốt rồi. Chẳng qua, 2 ngày nay cô nhỏ này ở chỗ tôi đã luyện tập rất khắc khổ, tôi cũng ôm chút kỳ vọng với cô nhỏ đấy. Triệu Ất nói, thật hả, đứa nhỏ này tôi đã nhìn từ nhỏ tới lớn, thiên phú rất tốt nhưng mà có lúc khó tránh khỏi ham chơi, ông già Triệu, ông quả thật là một người thầy tốt đấy. Về điểm này, tôi không so được với ông. Điền Nguyên nói. Triệu Ất cười cười tự giễu, liên quan gì đến tôi chứ, 2 ngày này tôi nói với nó thiên phú của Lâm Thanh Diện khủng khiếp tới mức nào, nhờ thế Tiểu Điêu mới chăm chỉ lên đấy, tôi nghĩ chắc nó muốn đợi đến lúc Lâm Thanh Diện từ rừng rậm sương mù trở ra, biểu diễn cho cậu ấy xem đấy mà. Hóa ra là như vậy à? Điền Nguyên không biết làm sao cười cười. Sau đó thở ra một hơi, cũng không biết ở trong rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện thế nào rồi. Đúng vậy. Nếu như cậu ấy còn ở đây, thì 2 cái người ở công hội luyện kim kia thật sự chẳng đáng để vào mắt. Triệu Ất cũng đồng dạng nói. Chính giữa đại sảnh, tốc độ tay của Tả Nhạc cực nhanh, có thể nhìn ra được thủ pháp chế tác của anh ta khá thuần thục. Đồng thời, xung quanh cơ thể anh ta, lờ mờ có một vòng linh khí từ từ phát tán. Lại là một luyện đan sư có sẵn trong mình tinh thần lực cường đại. Điền Nguyên nhỏ giọng nói, không khỏi cảm thán vì thực lực của công hội luyện kim. Muốn chế tác ra được đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần, không được để bất cứ thứ gì xung quanh làm phiền đến mình. Lông mày Tiểu Điêu hơi nhăn, lại vẫn chần chừ không bắt tay vào làm. Lần này, mình chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Tiểu Điêu nghĩ trong lòng, lần đầu tiên cô ta nảy sinh một loại cảm giác có tên là trách nhiệm. Tinh thần lực tản ra, Tiểu Điêu bắt đầu chế tác.
Trước tiên cô ta lấy ra hai loại nguyên liệu, phân lượng vừa đủ, sau đó bắt đầu dung hợp lại với nhau. Dưới cảm nhận của tinh thần lực, Tiểu Điêu có thể chuẩn xác nắm bắt thời gian đan dược dung hợp với nhau. Chỉ có điều, nguyên liệu cần thiết để tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ vốn dĩ chính là cực kỳ quý hiếm, muốn dung hợp chúng lại với nhau cũng phải tiêu hao rất nhiều. 2 giờ đồng hồ đã trôi qua. Trên trán Tiểu Điêu lấm tấm những giọt mồ hôi, vẫn luôn tập trung toàn bộ lực chú ý, lúc này trông cô ta đã có chút mệt mỏi rã rời. Nhưng nhìn sang phía Tả Nhạc, bước đầu tiên đã hoàn thành, mùi hương đặc thù của đan dược đã bao phủ đại sảnh. Chỉ mới dung hợp xong hai loại nguyên liệu thôi, đã xuất hiện dáng vẻ của đan dược cấp bậc hoàn mỹ rồi. Nhìn đi, cô thua chắc rồi. Tả Nhạc tranh thủ nghỉ ngơi giây lát, nhẹ giọng nói. Tiểu Điêu lại vẫn mắt điếc tai ngơ, hết sức chăm chú. Đúng rồi, quên không nói một tiếng với cô, thực ra ấy mà, lúc ở công hội luyện kim, cái loại tiềm hành đan này tôi đã thử luyện chế không dưới 10 lần rồi, đã nắm vững tất cả những điểm mấu chốt trong đó. Bây giờ tôi chế tác tiềm hành đan, tỷ lệ thành công đã sắp đạt đến 8 phần rồi, cô đấu sao lại được với tôi chứ? Sau đó Tả Nhạc lại nhỏ giọng nói, ý đồ quấy nhiễu tâm tư của Tiểu Điêu. Quả nhiên, cơ thịt trên mặt Tiểu Điêu hơi hơi rung động. Là một luyện đan sư, Tiểu Điêu dĩ nhiên biết, nếu không ngừng lặp đi lặp lại chế tác một loại đan dược, tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ được đề cao rất nhiều. Chỉ có điều, dưới tình huống thông thường, chế tác đan dược từ cấp bậc cao trở lên sẽ không dễ dàng như vậy, dù sao, đan dược đến cấp bậc này, chỉ xét riêng nguyên liệu dùng để chế tạo, đã cực kỳ đắt đỏ, đồng thời cũng rất quý hiếm rồi. Nếu Tả Nhạc có thể chế tác loại đan dược cấp bậc hoàn mỹ tiềm hành đan này không dưới 10 lần, thì đủ thấy bối cảnh cùng tiềm lực tài chính của công hội luyện kim cường đại thế nào. Hỏng bét, nhìn kìa, Tiểu Điêu có vẻ đã hơi căng thẳng rồi. Điền Nguyên cũng nhanh chóng phát hiện được thay đổi của Tiểu Điêu. Triệu Ất cũng rất lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, ông ta chỉ có thể mở miệng an ủi, không sao, cho dù Tiểu Điêu thua đi nữa, thì Tả Nhạc muốn trong vòng 3 ngày phát hiện ra bảo bối của chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng mà. Hy vọng là như vậy. Điền Nguyên gật đầu nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời từ hoàng hôn đã chuyển thành lấp lánh ánh sao. Lúc này, Tiểu Điêu đã hoàn thành bước dung hợp đầu tiên, chỉ là Tả Nhạc bên kia đã bắt đầu dung hợp đến nguyên liệu cuối cùng rồi. Mình phải tăng tốc lên mới được, nhất định phải thắng. Tiểu Điêu âm thầm cổ vũ chính mình, căn bản không định nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành bước dung hợp cuối cùng. Chỉ có điều tinh thần lực vốn dĩ đã không bằng được Tả Nhạc, mà càng quan trọng hơn, đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Điêu chế tác đan dược cấp bậc hoàn mỹ, tinh lực của cô ta đã sắp tiêu hao hết rồi. Thời gian càng dài, Tiểu Điêu lại càng khó có cơ hội chế tác thành công, cô ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh ý chí thực hiện bước dung hợp cuối cùng. Đột nhiên, một thứ mùi kỳ dị từ chỗ của Tiểu Điêu truyền ra. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, mùi hương này hình như không giống mùi đan dược cho lắm. Không hay. Tiểu Điêu gặp nguy hiểm rồi. Điền Nguyên và Triệu Ất đồng thời hô lên, một bước xông vào bên trong. Lúc này, sắc mặt Tiểu Điêu tái nhợt, 10 ngón tay đều cứng đờ cả lại, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Trên bàn, tiềm hành đan chế tác giang dở, bấy giờ hoàn toàn trở nên trong suốt, không ngừng có linh khí từ bên trong tràn ra. Mà nguồn gốc chỗ linh khí này, lại chính là từ bên trong cơ thể Tiểu Điêu. Tiểu Điêu chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đào rỗng, cô ta nỗ lực muốn duy trì tinh thần tỉnh táo, nhưng cả người như bị cố định tại chỗ, mặc cho đan dược điều khiển. Tiểu Điêu, mau từ bỏ việc chế đan đi. Điền Nguyên lớn giọng hét. Nhưng Tiểu Điêu lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cây cọc gỗ đứng im tại chỗ. Con nhỏ này, không muốn sống nữa à? Triệu Ất vội vàng nói, một phát tiến lên phía trước kéo Tiểu Điêu ra. Tiểu Điêu bị kéo ngã ra đất, cánh tay run rẩy, đồng tử dần dần mở lớn. Hỏng rồi, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, thân thể Tiểu Điêu không thể chịu được nữa rồi. Điền Nguyên sốt ruột nói. Không phải ông có ngưng thần đan đó à, mau cho nó uống đi, có lẽ vẫn còn cứu được đấy. Triệu Ất cũng căng thẳng không kém. Ông bị ngáo à, chẳng lẽ ông quên hôm trước tôi đã đưa ngưng thần đan cho Lâm Thanh Diện rồi hay sao? Điền Nguyên tức tối nói. Ai? Triệu Ất không biết làm sao, thực lực của mình với Điền Nguyên không đủ, căn bản không có cách nào ứng phó với tình huống thế này. Đều tại tôi, sao lại muốn để Tiểu Điêu tham gia thi đấu cơ chứ? Đó là đan dược cấp bậc hoàn mỹ đấy, một khi phản phệ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Điền Nguyên tự trách nói. Tiểu Điêu từ nhỏ đã sinh sống cùng với ông ta sớm đã coi Tiểu Điêu như cháu gái mình mà yêu thương cưng chiều rồi. Cậu, Tiểu Điêu trước mặt tính mạng còn đang ngàn cân treo sợi tóc, Điền Nguyên cũng chẳng để tâm được nhiều như thế.
Được rồi, cô Tiểu Nguyệt, chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm ngày mai, hai chúng ta sẽ cùng cảm nhận phong quang vô hạn của nơi này. Lâu như vậy mới xong, anh cũng vô dụng thật đấy. Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, dẫn đầu tiến về phía cửa. Tả Nhạc bĩu bĩu môi, nhanh chóng đi theo. Trong mắt tất cả mọi người của Dược Thần Cốc đều bừng bừng lửa giận, nhưng chỉ có thể nhìn theo bọn họ rời khỏi nơi này. Chính vào lúc này, một luồng ánh sáng xẹt qua, một chiếc phi tiêu màu đen từ ngoài phòng bay thẳng vào trong. Tiểu Nguyệt phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng thân mình, tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Ai? Tiểu Nguyệt lớn giọng hô. Một bóng dáng màu đen càng lúc càng tới gần, biểu cảm trên mặt anh lạnh nhạt, quần áo trên người cũng rách nát không chịu được, nhưng mà bước chân lại vẫn vững vàng như thế. Lâm Thanh Diện, là đại ca Lâm Thanh Diện. Hầu tử mắt sắc là người đầu tiên nhận ra. Điền Nguyên cùng Triệu Ất đồng thời nhìn sang. Đúng là Lâm Thanh Diện thật kìa, rốt cuộc cậu ấy cũng đi ra rồi. Tôi đã nói thằng nhóc này trời sinh không tầm thường rồi mà, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Trông thấy người đến là Lâm Thanh Diện, khóe môi thiếu nữ rõ ràng hơi hơi co rút. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, hai người các ngươi tạm thời đừng đi vội. Cánh cửa đại sảnh đóng lại ngay tức thì, đôi mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Diện gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Chương 1252, mặt hàng tầm thường. Cậu chính là Lâm Thanh Diện đến từ kinh đô đó à? Ánh mắt Tả Nhạc ánh lên vẻ căng thẳng, tiến lên trước nói. Từ sau khi bước vào đại sảnh, khí trên tỏa ra từ trên người Lâm Thanh Diện đã đủ để chứng minh anh không hề tầm thường chút nào. Đến cả người có tu vi cỡ như Tả Nhạc cũng không thể chống lại được. Lâm Thanh Diện chỉ liếc mắt nhìn Tả Nhạc, sau đó không tiếp tục để ý tới anh ta nữa, mà lại quay sang Tiểu Nguyệt đứng kế bên Tả Nhạc, ánh mắt dừng lại trên người cô ta chừng 3 giây. Sao thế, thấy người ta đẹp quá, không nỡ rời mắt ra chứ gì? Tiểu Nguyệt mỉm cười một cái, nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lạnh nhạt, mặt hàng tầm thường. Thằng nhóc thối, anh. Tiểu Nguyệt nhăn chặt đôi mày xinh đẹp, phụ nữ đều rất để ý tới dung mạo của mình, càng đừng nói là đại mỹ nữ giống như cô ta, vậy mà không ngờ mình lại bị Lâm Thanh Diện nói là thứ mặt hàng tầm thường, há chẳng phải muốn cô ta tức chết hay sao? Bộ dạng cô cũng không phải là xấu, chẳng qua tâm địa độc ác như thế, đúng là không có gia giáo mà. Lâm Thanh Diện dùng giọng tức giận nói. Hửm, rõ ràng là bọn họ không bằng được ai, lẽ nào còn có thể trách tôi được sao? Tiểu Nguyệt ngược lại không có vẻ gì là quan tâm. Vậy cũng có nghĩa là chỉ cần tôi mạnh hơn cô thì có thể tùy ý nắm giữ tính mạng của một người à? Lâm Thanh Diện bước lên một bước, khí thế trên người bất giác lại mạnh hơn mấy phần. Tiểu Nguyệt thu nụ cười lại, không chút né tránh nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, nhẹ giọng nói, về nguyên tắc mà nói thì quả thực là như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn vào mắt người đối diện, không biết vì sao ánh mắt người này lại như đã từng trông thấy ở đâu. Chẳng lẽ ký ức của mình bị hỗn loạn rồi à? Lâm Thanh Diện nổi lên nghi ngờ trong lòng, nhưng mà nhìn vào thiếu nữ trước mắt rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà. Đại ca Lâm Thanh Diện, sư tỷ Tiểu Điêu sắp không trụ được rồi, anh mau tới đây xem chị ấy đi. Đúng vào lúc này, một tiếng hô hoán của hầu tử kéo Lâm Thanh Diện ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, Tiểu Điêu đang dựa vào góc tường cả người co giật, đôi môi vốn dĩ trắng nhợt lúc này đã dần dần hiện ra màu tím nhạt. Hai người các ngươi, ai cũng không được rời đi. Vứt lại một câu cho Tiểu Nguyệt và Tả Nhạc như vậy xong, Lâm Thanh Diện bước ba bước tiến đến chỗ Tiểu Điêu. Hai mắt Tả Nhạc đong đầy căm hận, mở miệng nói, đùa cái gì vậy, thằng nhóc này có thâm thù đại hận với công hội luyện kim chúng ta, tôi lại đi nghe theo sắp xếp của cậu ta hay sao? Ông đây cứ đi đấy, để xem cậu ta làm sao cản được tôi. Nếu không muốn chết thì đứng im ở đó đừng có động đậy. Bằng không tôi cũng không dám đảm bảo anh được toàn mạng đâu. Tiểu Nguyệt bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tả Nhạc thấy vậy, vội vàng thu cái chân vừa mới nhấc lên lại. Tiểu Điêu, cô sao rồi? Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện, cậu quay lại thì quá tốt rồi, có thể nói một chút về những gì cậu trông thấy trong rừng rậm sương mù được không? Không ngờ cậu vậy mà vẫn bình an vô sự, quả thật quá lợi hại mà. Triệu Ất bước lên, kích động nói. Chuyện này để sau tôi sẽ nói cho các vị nghe, bây giờ cứu Tiểu Điêu cần gấp hơn. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Đúng vậy, tôi hồ đồ quá đi mất. Triệu Ất vội vàng nói, Tiểu Điêu trong lúc chế tác đan dược cấp bậc hoàn mỹ, không tập trung tinh thần, nên mới vì thế mà bị loại tiềm hành đan này phản phệ. Đây chính là phản phệ sao? Trông thấy Tiểu Điêu ngã ngồi trên đất dáng vẻ cực kỳ thống khổ, Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi, vậy có cách nào cứu được cô ấy không?
Nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, những người còn lại đều hướng tầm mắt lên người cốc chủ Điền Uyên. Trong số những người ở đây, Điền Uyên chính là người hiểu biết nhất, nếu như đến ông ta cũng không nói ra được biện pháp thì tiểu điêu quả thực không còn hy vọng nữa rồi. Trên khuôn mặt đã dần hiện dấu vết thời gian của Điền Uyên hằn sâu vẻ lo lắng. Một lúc sau, ông ta mở miệng nói tiểu điêu thành ra bộ dạng như bây giờ, là vì tinh thần lực của nó bị viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ này hút đi, tinh thần lực đã tiêu hao hết, thế nên cho dù nó có may mắn giữ được tính mạng thì sau này sợ rằng cũng sẽ trở thành người không có suy nghĩ. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, mấy người sư huynh sư đệ như hầu tử đều bật khóc thành tiếng. Sư tỷ tiểu điêu, chị nhất định không được có chuyện gì đấy, cho dù bình thường chị luôn thích bắt nạt tụi em, nhưng mà tất cả tụi em đều rất thích chị mà. Đúng đó, tiểu điêu, em mau tỉnh lại đi, cùng lắm thì đợi đến khi em khỏe lại, tất cả mọi việc của em để bọn anh nhận lại hết là được. Mọi người thi nhau nói, mười mấy năm sớm chiều ở chung với nhau, khiến những đệ tử này sớm đã nảy sinh tình cảm gắn bó với nhau. Mấy đứa đừng khóc nữa. Tiểu điêu là đồ đệ của ta, ta sẽ trở về tra cứu sách cổ, đừng quên, chúng ta chính là dược thần cốc đó, có loại linh đan diệu dược nào mà chúng ta không điều chế được chứ. Triệu Ất tức tối nói xong, liền chuẩn bị trở về. Không còn kịp nữa rồi. Điền Uyên nói, loại phản phệ này, chí ít cũng cần phải có đan được cấp bậc hoàn mỹ mới áp chế được, với trình độ của ông bây giờ, đừng nói tỷ lệ thành công, chỉ tính riêng thời gian luyện chế thôi cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Ông cho rằng tiểu điêu bây giờ còn có thể đợi được bao lâu nữa chứ? Điền Uyên hỏi. Triệu Ất thở ra một hơi, này cũng không được kia cũng không được, ông già Điền, chúng ta rốt cuộc còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ cứ nhìn tiểu điêu chết hay sao? Điền Uyên suy nghĩ một hồi. Biện pháp cũng không phải không có, trừ phi có người tìm ra được cách đưa tinh thần lực của mình vào trong cơ thể tiểu điêu, như vậy tinh thần lực của tiểu điêu được bổ sung tự nhiên sẽ không còn vấn đề gì nữa. Triệu Ất vừa nghe thấy tiểu điêu còn cứu được liền nóng lòng muốn thử. Được thôi. Vậy thì để tôi, tinh thần lực của tôi ở trong cốc là cường đại nhất. Dù sao tôi có giữ nó lại cũng chẳng dùng được vào việc gì. Điền Uyên giật giật môi, đưa tinh thần lực vào trong cơ thể người khác, ông làm được không đó? Tôi. Triệu Ất nhất thời không biết làm sao, quả thực biện pháp này, ông ta căn bản không biết. Nói đến nói đi, sư tỷ tiểu điêu vẫn là không có cách cứu. Hầu tử đau lòng nói. Chính vào lúc này, một bàn tay to rộng vỗ lên bả vai hầu tử, Lâm Thanh Diện nhìn Điền Uyên và Triệu Ất trầm giọng nói, không bằng, để tôi thử xem sao. Cậu á! Điền Uyên mở to hai mắt. Lâm Thanh Diện lại có chút nghi hoặc, sao lại phải làm như vậy, phòng chống thì tôi có thể hiểu được, nhưng mà nước đá thì dùng để làm gì vậy? Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết. Điền Uyên nói, Lâm Thanh Diện, cậu có thể bắt đầu rồi. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Điêu. Tiểu Điêu lúc này hai mắt đã không còn thần thái, toàn thân mềm nhũn, trông chẳng khác nào một người thực vật cả. Lâm Thanh Diện khống chế thần hồn của mình, hết sức cẩn thận đưa vào trong cơ thể Tiểu Điêu. Bởi vì lo lắng thần hồn của mình quá mạnh mẽ, mỗi một bước Lâm Thanh Diện đều làm đến cực kỳ thận trọng, đồng thời vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiểu Điêu. Ông già Điền, ông mau nhìn kìa. Triệu Ất hưng phấn nói. Điền Uyên nhìn sang, gò má đầy đặn của tiểu điêu dần hiện lên mặt ửng hồng, màu tím trên môi cũng đã biến mất hết. Thần kỳ quá đi mất. Điền Uyên kinh ngạc mừng rỡ hô, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện có thêm mấy phần khen ngợi, thậm chí là sùng bái. Cái việc với bọn họ mà nói còn khó hơn lên trời này, đến tay Lâm Thanh Diện vậy mà lại dễ dàng đơn giản đến thế. Không đến một phút sau, hai mắt tiểu điêu đã một lần nữa lấy lại được thần thái. Cô ta ngẩng đầu lên, trông thấy bên cạnh mình là Lâm Thanh Diện. Chỉ có điều, động tác lúc này khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bởi vì trước đó cơ thể mình mềm nhũn, để tiện hành động, Lâm Thanh Diện cũng không cố kỵ gì, dứt khoát dùng một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương. Lúc này, nhìn như thể Lâm Thanh Diện ôm lấy Tiểu Điêu từ phía sau vậy. 20 năm qua Tiểu Điêu chưa từng được ôm như vậy, bao giờ căng thẳng, xấu hổ Tiểu Điêu cũng không biết trong lòng mình lúc này đang vui mừng hay mong đợi nữa. Tiểu Điêu, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Điền Uyên ở bên cạnh nói. Đây là đệ tử ông ta thương yêu nhất, bây giờ nghĩ đến những gì Tiểu Điêu mới phải chịu đựng, trong lòng Điền Uyên chua xót, mắt cũng ngấn ngấn nước. Cốc chủ, con không sao rồi. Tiểu Điêu nói, chỉ là, không biết vì sao, con cảm thấy trong người rất nóng. Nóng là đúng rồi. Điền Uyên gật đầu đáp. Sau đó dặn dò hai nữ đệ tử, hai người các con đỡ Tiểu Điêu vào trong gian phòng trống, cởi bỏ quần áo trên người, sau đó ngâm vào nước đá đi. Tuân lệnh. Hai nữ đệ tử đồng thanh đáp.
Cốc chủ, ngài nói vậy là sao ạ? Tiểu điêu nghi hoặc hỏi. Trong cơ thể con có nguồn năng lượng từ thế giới bên ngoài, huống chi nguồn năng lượng này còn đến từ thần hồn tinh thuần của Lâm Thanh Diện, cơ thể con trong thời gian ngắn chưa thể thích ứng được, vì thế, mới thành ra như vậy, yên tâm, ngâm trong nước đá 2 tiếng là ổn thôi. Điền Nguyên giải thích. Thì ra là như vậy. Tiểu điêu cắn cắn môi, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nhỏ giọng nói, đại ca Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, sau đó đứng dậy quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt và Tả Nhạc. Tiếp theo, hai người có phải nên vì chuyện này mà trả một cái giá thật đắt không? Nói xong, khí thế của Lâm Thanh Diện bùng phát khiến sắc mặt Tả Nhạc biến đổi mạnh. Chương 1253, để tôi làm. Chẳng qua mình mới vắng mặt có 2 ngày mà thôi, dược thần cốc lại thay đổi đến mức này vì sự có mặt của hai người mới đến. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Lâm Thanh Diện, hôm nay anh phải bắt 2 người ấy trả giá mới được. Chỉ có điều, Lâm Thanh Diện hoàn toàn không bận tâm đến cái tên Tả Nhạc mà lại để ý đến Nguyệt Nhi, người nhỏ tuổi hơn một chút, Lâm Thanh Diện cảm thấy cô ta thâm sâu khó dò. Bởi vì phải đối diện với khí thế mạnh mẽ của mình, rõ ràng người phụ nữ ấy không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, gương mặt cô ta luôn có vẻ hoang mang. Thấy Lâm Thanh Diện bừng bừng khí thế ấy chậm rãi đi về phía mình, Tả Nhạc nấp sau lưng Tiểu Nguyệt trong vô thức. Anh ta ló đầu ra nói với đám Điền Nguyên, sao hả, dược thần cốc của mấy người là thế này đây sao? Gọi người ngoài đến bắt nạt tôi, thể diện của mấy người để ở đâu? Chẳng phải cậu cũng như thế hay sao? Điền Nguyên đanh giọng mà nói, nếu không có cô gái đáng sợ trước cậu, hôm nay cậu còn không vào nổi dược thần cốc của bọn tôi nữa kìa. Tả Nhạc cắn răng, bị mắng mà cảm thấy hơi hoang mang. Một lúc sau anh ta mới tiếp lời, hừ, tôi đến chỗ của mấy người cũng chỉ để thử đan mà thôi, vừa mới có kết quả tôi đã chế tạo tiềm hành đan thành công, còn mấy người thất bại rồi, cuối cùng người thắng vẫn là tôi, lẽ nào dược thần cốc mấy người muốn lật lọng à? Điền Nguyên nhíu mày thật chặt, cái tên này nói cũng đúng. Nếu như mình lật lọng, đuổi bọn họ ra khỏi dược thần cốc, sau khi xuống núi, chắc chắn bọn họ sẽ rêu rao cho cả thiên hạ biết, đến khi ấy, sợ rằng sẽ bị người đời chê cười. Thằng oát xấu xa, đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết cậu có âm mưu gì. Không phải là muốn dùng 3 ngày này để tìm cái thứ mà công hội luyện kim của mấy người muốn tìm hay sao, tôi nói cho cậu biết, trước kia không tìm được, sau này các người cũng sẽ không tìm được đâu. Lão già chết bầm. Bị đối phương nói chúng tim đen, Tả Nhạc bắt đầu hơi sốt ruột. Sao hả, muốn đánh nhau à? Lần này Lâm Thanh Diện cũng đã đến rồi, cậu cảm thấy bọn tôi sợ cậu à? Triệu Ất xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau một trận. Đây là dược thần cốc đó ư, quả nhiên uy phong thật thần kỳ thật, Tiểu Nguyệt nói với giọng lạnh lùng. Cô kia, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Điền Nguyên lên tiếng. Tiểu Nguyệt nhếch môi cười mỉa, lẽ nào không phải thế hay sao? Đã thua rồi thì phải làm theo ước hẹn ban đầu, chứ bằng không cuộc so tài trước kia còn ý nghĩa gì nữa. Cốc chủ Điền, ông nói xem tôi nói có đúng hay không? Cô. Điền Nguyên siết chặt nắm tay, đúng là mình không có lý lẽ trên phương diện này thật. Được rồi, Điền Nguyên ra quyết định, dược thần cốc của chúng tôi không phải là hạng không có lý lẽ, cũng chắc chắn sẽ không đảo trắng thay đen. Nếu đã là thế cứ làm theo ước hẹn trước kia, 2 người có thể. Chậm đã. Lâm Thanh Diện chợt lên tiếng. Cái tên họ Lâm kia cậu có xong chưa, cốc chủ Điền đã đồng ý rồi mà cậu còn muốn làm gì nữa? Lẽ nào đến chuyện của cốc chủ Điền mà cậu cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Tả Nhạc nói với vẻ tức giận. Vẻ mặt của Lâm Thanh Diện hết sức lạnh lùng, giống hệt như một con chó, ngoại trừ sủ loạn thì còn biết làm gì nữa. Cái thằng này, lần đầu tiên bị người khác chửi là trọ, ánh mắt Tả Nhạc tóe ra lửa, nhưng khi cân nhắc đến thực lực biến thái của Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn ráng nhịn. Dù gì trưởng lão trong công hội cũng sẽ xử lý Lâm Thanh Diện thôi, cứ để cho nó hung hăng mấy ngày đi. Tả Nhạc thầm nghĩ bụng. Tôi đến dược thần cốc hơn 1 tuần rồi, trước kia luôn theo Triệu Ất học cách chế tạo đan, nghiêm túc mà nói về mặt ý nghĩa, tôi cũng được xem là học trò của dược thần cốc, bởi thế tôi cảm thấy tôi có quyền lên tiếng về chuyện ngày hôm nay. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nói với bọn họ, gương mặt Triệu Ất đượm vẻ lúng túng. Mình có dạy Lâm Thanh Diện kỹ thuật chế tạo đan gì đâu, tài năng bẩm sinh của anh đã vượt quá tưởng tượng của ông ta. Lên tiếng thì lên tiếng đi, dù gì ban nãy tôi cũng đã thắng rồi, không thể thay đổi kết quả được đâu. Tả Nhạc nói. Thật sao? Lâm Thanh Diện nhìn đối phương với vẻ khinh thường, đừng có nói chắc quá như thế, anh nói Tiểu Điêu thua rồi, thế nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy vẫn chưa thua đâu. Chưa thua,
Ha ha, sao lại có thể như vậy được? Lâm Thanh Diện, trước khi nói chuyện thì phiền cậu mở to mắt ra, tiềm hành đan của cô ta vừa mới chế tạo được một nửa đã bị phản phệ, sao có thể nói không thua kia chứ? Tả Nhạc phá ra cười lớn. Lâm Thanh Diện bước đến bên cạnh bàn, cầm tiềm hành đan vừa mới chế tạo được một nửa của Tiểu Điêu lên, giống như những gì cậu nói đó, chẳng qua cô ấy chỉ mới chế tạo được có một nửa mà thôi, một nửa còn lại sẽ do tôi hoàn thành. Cậu hoàn thành? Đúng thế. Lâm Thanh Diện gật đầu, thân là học trò mới vào Dược Thần Cốc 2 ngày, tôi nghĩ chắc hẳn tôi có đủ tư cách để thay thế Tiểu Điêu. Hừ, cho dù cậu có thay thế thì làm sao, hoàn thành được hay không nói sau đi, cho dù hoàn thành thì thời gian của cậu vẫn ít hơn tôi, cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi mà thôi. Tả Nhạc nói một cách thờ ơ. Thế, nếu như tôi có thể khiến cho viên tiềm hành đan này có phẩm cấp cao hơn anh thì sao? Lâm Thanh Diện nói một cách hứng hờ. Cậu nói cái gì, phẩm cấp cao hơn tôi à? Ánh mắt Tả Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rồi sau đó anh ta phá ra cười ha hả. Tôi đã luyện tập chế tạo tiềm hành đan mười mấy lần rồi, viên thuốc mà tôi chế tạo thành công trong ngày hôm nay đạt đến hạng thượng phẩm, làm sao cậu có thể hơn tôi được? Đợi lát nữa tôi làm xong, kêu mọi người bình phẩm là được ngay thôi chứ gì? Lâm Thanh Diện nói một cách bình tĩnh. Được, tôi muốn xem cậu làm sao có thể chế tạo được viên thuốc còn cao cấp hơn cả hàng thượng phẩm. Tả Nhạc nói một cách chắc nịch. Anh ta cho rằng đan dược hoàn hảo thuộc hạng thượng phẩm đã là đỉnh cao trong số đan dược, sẽ không có bất cứ thứ gì tốt hơn nó, bởi thế, anh ta vẫn luôn đợi đến lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị xấu mặt. Lâm Thanh Diện phớt lờ đối phương, anh khép mắt lại, nhìn viên đan dược chỉ mới làm được một nửa trong tay của mình. Triệu Ất và Điền Uyên đều nhíu mày lại thật chặt. Đương nhiên bọn họ biết rằng phẩm cấp cao hơn mà Lâm Thanh Diện nói có nghĩa là gì. Muốn tốt hơn cả đan dược thượng phẩm tất nhiên phải sản sinh được dược khí. Đan dược cấp thấp và cấp cao mà Lâm Thanh Diện từng chế tạo hồi trước đều có dược khí, chẳng lẽ lần này vẫn có thể chế tạo dược khí trên một viên đan dược hoàn hảo hay sao? Triệu Ất và Điền Uyên đều nín thở, dược khí xuất hiện trên viên đan dược hoàn hảo, đây là chuyện cả trăm năm nay chưa từng có rồi. Bây giờ ánh mắt của Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cũng thoáng có vẻ kỳ dị, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện đang chế tạo thuốc mà trong lòng hơi lo lắng. Lẽ nào cái tên này mạnh đến mức có thể làm? Tiểu Nguyệt không dám nghĩ nhiều, chỉ nhìn hành động tiếp theo của Lâm Thanh Diện. Thần hồn cảm nhận được Lâm Thanh Diện bắt đầu dung hòa tất cả mọi thiếu sót của Tiểu Điêu. Nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng có thể đoán được so với lần trước kia, hai ngày nay Tiểu Điêu tiến bộ rất nhiều, dù gì đây là đan dược hoàn hảo cơ mà. Sau khi sửa lại tất cả những khuyết thiếu của Tiểu Điêu ban nãy, viên tiềm hành đan chỉ mới hoàn thành được một nửa ấy sáng hơn ban nãy rất nhiều. Hương thơm nhàn nhạt lập tức bao phủ quanh phòng, Điền Uyên và Triệu Ất lập tức cảm thấy căng thẳng. Tiếp theo là bước cuối cùng, quyết định thành công hay thất bại. Trước kia Tiểu Điêu bị phản phệ ở chính bước này, bây giờ, Lâm Thanh Diện cũng đối mặt với vấn đề tương tự. Chỉ có điều, so với Tiểu Điêu, thần hồn của Lâm Thanh Diện càng tinh khiết hơn, đồng thời cũng mạnh mẽ hơn. Bột phấn vụn xuất hiện trên tay Lâm Thanh Diện cuối cùng dung hòa với dược liệu ấy. Trong lúc tức thời, dược liệu thay đổi về bản chất, linh khí của cả viên thuốc càng rực rỡ hơn nữa. Bột linh tê. Điền Nguyên bột giọng kêu thốt. Triệu Ất còn cảm thấy kinh ngạc hơn, đây còn có chuyện gì mà thằng nhóc này không làm được nữa hay không? Chương 1254, không thể biến thành có thể. Linh tê là thuốc dẫn tốt nhất để chế ra đan dược, có thể trực tiếp khiến phẩm chất của dược liệu tăng thêm một bậc. Phải biết rằng bên ngoài không như dược thần cốc có nhiều linh khí có thể cung cấp để những dược liệu này hấp thụ như vậy. Những dược liệu mà Tả Nhạc mang tới so với dược thần cốc thì phẩm chất kém hơn nhiều, nhưng mặc dù như vậy, ở trên thị trường cũng đã là dược liệu với mức giá trên trời. Cộng thêm linh tê, viên dược liệu bình thường này bây giờ chất lượng còn cao hơn so với những dược liệu chứa đầy linh khí của dược thần cốc kia. Tả Nhạc kinh ngạc, đây là có chuyện gì xảy ra? Tên này, vậy mà còn có bản lĩnh buồn ngủ gặp chiếu manh sao? Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, trong lòng cũng đang vô cùng vui mừng vì sự biến hóa của phần dược liệu trong tay này. Không hổ là vật của linh thú, quả nhiên không tầm thường. Trời đã về khuya, nhưng những người xung quanh hoàn toàn không buồn ngủ. Tốc độ tay của Lâm Thanh Diện cực nhanh, mỗi một tấc đều tìm được chỗ tốt, có hai lần chế đan phía trước, trong lòng Lâm Thanh Diện càng thêm tự tin. Vốn chính là dự định luyện chế bách linh đan, lấy viên tiềm hành đan này để thử nghiệm trước. Hành trình đi đến rừng rậm sương mù lần này, Lâm Thanh Diện đã trải qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, hơn nữa, những trận chiến này đều hoàn thành trong khoảng thời gian 2 ngày, toàn bộ hành trình đều không nghỉ ngơi.
Huống chi anh gặp được linh thú, mỗi một cái thực lực lại mạnh hơn, cường độ cao như vậy, mật độ chiến đấu cũng cao, khiến thực lực của Lâm Thanh Diện cũng càng được nâng lên. So với lúc trước, giờ phút này Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rõ ràng, biểu tượng thần hồn người nhỏ màu vàng trong đầu mình đang dần dần có xu hướng thực thể hóa. Người ngoài không biết, chỉ có mình Lâm Thanh Diện biết, giờ phút này, tất cả động tác trên tay mình đều toàn quyền giao cho người nhỏ màu vàng kia khống chế. Lão Phu sống đến tuổi này rồi nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài chế đan như vậy. Loại kỹ thuật này đã vượt qua ta rất nhiều. Điền Nguyên chân thành cảm thán. Đúng vậy. Triệu Ất gật đầu nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Điền lão đầu, chúng ta già rồi. Hai người nhìn về phía Lâm Thanh Diện đang ở trung tâm, phải biết rằng đây mới chỉ là lần thứ ba Lâm Thanh Diện chế đan, cũng đã bắt đầu khiêu chiến với đan dược ở cấp bậc hoàn mỹ. Giờ phút này, Tả Nhạc người vừa rồi vẫn mang vẻ thờ ơ, sau khi nhìn thấy thủ pháp chính xác và thuần thục của Lâm Thanh Diện cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, anh ta tự phụ cho rằng, cho dù Lâm Thanh Diện có thể chế ra tiềm hành đan thì sao chứ, cùng lắm thì phẩm cấp cũng giống như mình, người chiến thắng vẫn là mình. Nghĩ đến điều này, Tả Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh cảm nhận được đan dược trong tay đang có sự thay đổi. Trong thể nội của viên đan dược kia, giống như có một loại lực lượng nào đó đang nóng lòng muốn bạo phát. Chẳng lẽ, là đan dược muốn phản phệ sao? Tinh thần Lâm Thanh Diện khẽ động, không đúng, mỗi bước đi của mình đều có thể cho là hoàn mỹ, không có vấn đề gì. Quả nhiên, sau khi cảm nhận tinh tế, Lâm Thanh Diện yên lòng. Lúc này, toàn thân tiềm hành đan màu vàng nhạt toàn thân bị một đoàn linh khí nào đó bao vây lấy. Dược khí. Điền Nguyên thốt lên. Quả nhiên là Lâm Thanh Diện vẫn làm được một viên đan dược hoàn mỹ, xuất hiện dược khí. Cái này, làm sao có thể? Tả nhà quá sợ hãi, cho dù là sư phụ của mình, muốn chế tạo ra đan dược sinh ra dược khí hoàn mỹ thì đó cũng là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tiểu tử này sao có thể làm được? Lâm Thanh Diện mỉm cười, bên ngoài, bầu trời đêm vốn dĩ đang sáng tỏ đột nhiên trở nên u ám, một trận mưa núi bất ngờ ập đến. Tôi xong rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, cầm trong tay viên tiềm hành đan tràn ngập dược khí này cho mọi người xem. Không biết viên đan dược này của tôi so với viên của anh thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi, mà lúc này Tả Nhạc đã cả kinh đến mức nói không ra lời. Một viên là đan dược mang theo dược khí thượng phẩm hoàn mỹ, một viên lại chỉ là thượng phẩm, chênh lệch rất rõ ràng. Luyện tập vài chục lần, chỉ làm thành thượng phẩm, cậu đúng là rác rưởi. Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa lắc đầu. Tả Nhạc mặt đỏ tới mang tai, mình ở trong công hội luyện kim chính là một loại tồn tại thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ cũng đã là đệ tử thân tín của đại trưởng lão công hội luyện kim. Là một người như vậy nhưng ở trong miệng Lâm Thanh Diện lại là thứ rác rưởi. Cậu thua. Giọng nói của Lâm Thanh Diện rất bình thản, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương. Khóe miệng Tả Nhạc không khỏi run lên, thất bại như vậy, anh ta không tiếp nhận được nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Những đệ tử của Dược Thần Cốc đang vây quanh quan sát đều nhảy cẫng lên hoan hô, vừa rồi phía bên mình bị Tả Nhạc và Nguyệt Nhi áp chế đến như vậy, nhưng vì Lâm Thanh Diện đến, tất cả đã thay đổi. Tiểu tử, đã thua thì cút nhanh lên. Đúng vậy, làm theo những gì đã nói trước đó, cút nhanh lên, Dược Thần Cốc chúng tôi không chào đón anh. Đám người mắng chửi, Lâm Thanh Diện đến đã cho bọn họ sức mạnh, cho dù thiếu nữ ở bên cạnh kia muốn ra tay, có lẽ lúc này cũng phải cân nhắc một chút. Đi thôi. Ngay lúc này, Tiểu Nguyệt nói, nhìn dáng vẻ của cô ta cảm xúc giống như không bị ảnh hưởng gì. Tiểu Nguyệt tôi, Tả Nhạc nhìn Tiểu Nguyệt, rõ ràng, bây giờ gọi anh ta rời đi, anh ta thật sự không cam lòng. Để anh đi thì anh cứ đi, đừng nói nhiều như vậy. Ánh mắt Tiểu Nguyệt lạnh lùng, quay người rời đi trước. Chờ một chút, đây là muốn rời đi sao? Lâm Thanh Diện lập tức đi đến trước mặt Tiểu Nguyệt và Tả Nhạc giang hai tay ra. Thế nào, anh còn có chuyện gì? Tiểu Nguyệt cười nói, Tả Nhạc cũng không giống như Dược Thần Cốc thua thì nhận, bây giờ chúng tôi rời đi còn có điều gì thắc mắc sao? Thua là thua, đương nhiên là phải dựa theo quy định, nhưng bây giờ tôi giữ hai người lại, là có chuyện thứ hai muốn hỏi hai người. Chuyện gì? Tả Nhạc hỏi. Hai người đi vào Dược Thần Cốc, không nói một lời liền đả thương ba người của Dược Thần Cốc, cậu cảm thấy có phải nên bỏ ra thứ gì sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi. Thôi đi, Lâm Thanh Diện, anh cho rằng anh rất lợi hại đúng không? Nói cho anh biết, nhưng người này đều là do Tiểu Nguyệt cô nương ra tay đả thương, chẳng lẽ anh còn lợi hại hơn so với Tiểu Nguyệt cô nương? Tả Nhạc không biết trời cao đất rộng đứng ra nói. Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Tả Nhạc một cái, lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói, không biết anh cần tôi bỏ ra thứ gì?
Chẳng lẽ là anh có ý đồ với tôi? Nói xong, Tiểu Nguyệt cười mập mờ với Lâm Thanh Diện một tiếng, nếu thật sự muốn, cũng không phải không thể. Thật ngại quá, đối với loại hàng này tôi không có hứng thú. Lâm Thanh Diện không nhúc nhích chút nào, dù sao thì tốt xấu gì mình cũng là người thường thấy mỹ nữ, hơn nữa, trong nhà còn có vợ yêu chờ đợi. Anh! Tiểu Nguyệt phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Diện, vậy anh nói đi, rốt cuộc là muốn thế nào? Quỳ xuống xin lỗi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng phun ra mấy chữ này, không có chút nào muốn thương lượng. Ha ha ha! Tiểu Nguyệt cười ha ha, bảo tôi quỳ xuống trước mặt bọn họ, Lâm Thanh Diện, anh cảm thấy điều này có thể sao? Lâm Thanh Diện nghe xong, không những không giận mà còn cười, bước hai bước về phía Tiểu Nguyệt. Có lẽ cô chưa từng nghe nói, thứ tôi am hiểu nhất chính là biến không thể thành có thể. Dứt lời, với thanh kiếm trảm tiên giữ trong tay, khí thế của Lâm Thanh Diện lập tức lên đến đỉnh phong. Muốn đi thì phải hỏi xem thanh kiếm trong tay tôi có đồng ý hay không trước đã. Kiếm trảm tiên ra khỏi vỏ, đám người vừa nhìn liền biết kiếm này không phải thứ tầm thường. Mà giờ phút này, Tả Nhạc ở bên cạnh cũng sớm đã sợ vỡ mật. Ở công hội luyện kim, anh ta cũng đã sớm nghe nói Lâm Thanh Diện có thiên phú dị bẩm, tu vi võ học cực cao, nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt Lâm Thanh Diện chỉ bộc phát khí thế mà chính mình đã không thể chịu đựng nổi. Bịch một tiếng, hai chân Tả Nhạc mềm nhũn, không thể không quỳ xuống. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Tiểu Nguyệt, cậu ta đã quỳ còn thiếu cô. Không ngờ rằng Tiểu Nguyệt lại mang ý cười trong mắt, nói khẽ, lại là chiêu này. Chương 1255, khách không mời mà đến. Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ra. Cô đã từng thấy thanh kiếm trảm tiên này. Tiểu Nguyệt mỉm cười trong mắt, anh là một người huênh hoang như thế, có ai không biết anh có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Hai đầu lông mày Lâm Thanh Diện mang theo vẻ trần trở, sau khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn đã từng gặp mình. Nếu không, mới vừa vào cửa trông thấy cô ta, anh đã cảm thấy khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Tôi chẳng cần biết cô là ai, cũng không quan tâm cô đã từng gặp tôi hay chưa, tóm lại, hôm nay cô nhất định phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Lâm Thanh Diện khí thế 10 phần, kiếm trảm tiên bổ ngang xuống. Tiểu Nguyệt dường như đã sớm chuẩn bị, phút chốc trong tay biến ảo ra một thanh trường kiếm vàng. Keng! Hai kiếm chạm vào nhau, thân kiếm trảm tiên díu rít rung động, mà trường kiếm trong tay đối phương lại bị nứt rạn. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lòng cô lại quá ác độc. Lâm Thanh Diện vừa nói, mũi chân vừa điểm nhẹ, thân thể bay lên không trung. Linh hồn và kiếm trảm tiên lập tức dung hợp lại cùng nhau. Tâm ý suy nghĩ, mũi kiếm liền tới. Trong nháy mắt, kiếm trảm tiên đã múa kiếm hoa quanh người Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể mệt mỏi đối phó. Tiểu tử thúi, bây giờ rốt cuộc anh đã đạt được cảnh giới gì? Tiểu Nguyệt giận dữ nói. Mặc dù đã cố hết sức để tránh né, nhưng quần áo trên người cô ta vẫn bị kiếm trảm tiên xé toạc bay tứ tung, lộ mảng da thịt trắng sáng ra ngoài. Nửa bước thần cảnh, đối phó cô là đủ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trong lòng khẽ động, kiếm trảm tiên hướng về phía chân đối phương. Tuy rằng nửa thần cảnh không phải thần cảnh thực sự, nhưng so với thực lực của hóa cảnh đỉnh phong thì vẫn cao hơn quá nhiều. Thể lực của Tiểu Nguyệt đã tới cực hạn, một kiếm này cô ta hoàn toàn không có cách nào để tránh được. A! À, một tiếng kêu khẽ, chân Tiểu Nguyệt bị kiếm trảm tiên không lưu tình chút nào cắt một vết dài. Rốt cuộc cô có nói xin lỗi không? Lâm Thanh Diện hỏi lại lần nữa, cho đối phương một cơ hội. Hừ, muốn tôi xin lỗi đám người này, không có cửa đâu. Tiểu Nguyệt cắn môi, ánh mắt âm tàn nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cô quỳ xuống. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhảy ra và đi đến phía sau Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đã đoán được đối phương muốn làm gì, nhưng tốc độ của Lâm Thanh Diện cực nhanh, cộng thêm vết thương trên chân của mình, cô ta hoàn toàn không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Một cú đá nghiêng đẹp mắt, Lâm Thanh Diện nhằm ngay vào vị trí đầu gối của Tiểu Nguyệt. Lâm Thanh Diện, tôi hận anh. Giọng nói tức giận của Tiểu Nguyệt vang khắp đại sảnh, giờ phút này, hai đầu gối của cô ta quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng. Làm chuyện bậy thì phải nhận sai, đây là quy tắc cơ bản nhất. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tiểu Nguyệt cúi đầu, thân thể sụt sùi khẽ khóc, miệng nói, từ trước đến nay chưa từng có ai, không có người nào dám đối xử với tôi như vậy. Ngay lập tức, bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt vằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh là người đầu tiên dám bắt tôi quỳ xuống, hôm nay, dù có liều mạng tôi cũng phải chém chết anh. Nói xong, Tiểu Nguyệt dùng tay chống xuống đất, lập tức từ từ đứng lên. Cô ta nhìn bốn phía, ánh mắt đằng đằng sát khí.
không chỉ có mình anh, tất cả những người ở đây, tôi đều muốn các người phải chôn cùng. Nói xong, toàn thân cô ta bộc phát sát khí, một sợi xích màu đen nắm trong tay. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào sợi xích này, có chút sững sờ. Ngay lúc này, xiềng xích đã đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, người đã có thần hồn chi lực mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, ngay lập tức phản ứng lại. Thân thể nghiêng sang bên cạnh, xiềng xích bay qua sát đầu vai của Lâm Thanh Diện. Cổ tay Tiểu Nguyệt rung lên, một cái hồi mã thương. Trong tay Lâm Thanh Diện nắm chặt kiếm Trảm Tiên, chém vào xiềng xích. Một kiếm hạ xuống, xiềng xích màu đen vậy mà không hề lay động, ngược lại quấn thật chặt lên thân kiếm Trảm Tiên của Lâm Thanh Diện. Đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Diện nghi ngờ, theo lý thuyết, kiếm Trảm Tiên trong tay của mình chính là thượng cổ thần khí, cộng thêm việc đã sớm dung hợp với thần hồn của mình, chặt đứng xiềng xích này hẳn dễ như trở bàn tay. Khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tả Nhạc ở bên cạnh, anh lập tức hiểu rõ. Trước đó, khi đối phó Trần Minh Thu, trong tay Trần Minh Thu có một viên đan dược có thể huyễn hóa ra vũ khí, xem ra Tiểu Nguyệt có lẽ cũng có loại đan dược này. Bây giờ, kiếm Trảm Tiên của anh đã không dùng được, xem anh còn có thể làm thế nào. Tiểu Nguyệt lạnh giọng nói. Thật sao, chẳng lẽ cô cho rằng thủ đoạn của tôi cũng chỉ có những thứ này sao? Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Thần hồn du tẩu chỉ dựa vào thần hồn chi lực du long thức liền bày ra. Dù sao đây cũng là đại sảnh tiếp khách của dược thần cốc, uy lực của long ngâm thức quá mạnh. Nếu phát huy ở đây, toàn bộ nơi này sẽ bị san thành bình địa. Huống hồ, Lâm Thanh Diện tự tin rằng du long thức của mình đã đủ để khiến cho đối phương cúi đầu xưng thần. Kiếm ý du long, chín đầu kim long vờn quanh bốn phía Tiểu Nguyệt. Nếu như cô vẫn cố chấp theo ý mình, chín con kim long này sẽ lập tức giết chết cô. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Muốn tôi nhận thua, nằm mơ. Tiểu Nguyệt cắn răng nói, tuy nói rằng xiềng xích của mình cuốn lấy kiếm Trảm Tiên, nhưng cùng lúc mình cũng vì vậy mà không thoát được. Vậy thì hết cách. Ra lệnh một tiếng, cầu lửa trong miệng chín đầu kim long càng lúc càng lớn, qua giây lát liền muốn bộc phát. Ánh mắt Tiểu Nguyệt chấn kinh, tử vong trước mặt cô ta lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối tộc ta, trải qua trắc trở vĩnh hưởng vạn vật. Tiểu Nguyệt thì thầm trong miệng, những người ở đây đều không biết cô ta đang nói gì. Chúng ta, nhất định là chúng ta rồi. Hầu tử ở bên cạnh nói. Tiểu Nguyệt mang khuôn mặt dữ tợn, Lâm Thanh Diện, thực lực của anh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể thay đổi tất cả. Ngày hôm nay trôi qua, ngày anh chết sẽ không còn xa nữa đâu. Vậy chung quy lại vẫn là cô chết trước tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cầu lửa trong miệng chín đầu kim long đồng thời phát ra, vạn trượng kim quang tề phát, người ở đây đều quay đầu, chỉ sợ bị kim quang chọc mù hai mắt. Lâm Thanh Diện nhìn thấy tất cả trước mắt, thực lực của nửa thần cảnh, hỏa diễm như vậy Tiểu Nguyệt hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Đúng lúc này, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt đột nhiên được mở ra. Một đạo ngân quang lóe lên, tốc độ nhanh chóng, thậm chí đến ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không nắm bắt được. Đạo ngân quang này ngay lập tức đi vào điểm trung tâm của chín quả cầu lửa. Lâm Thanh Diện chăm chú nhìn lại, người tới mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc bạc bay phất phới, đeo mặt nạ màu bạc, khiến mấy người Lâm Thanh Diện không thấy rõ người tới là ai. Trong nháy mắt, chỉ thấy người đàn ông này kéo Tiểu Nguyệt nhảy ra khỏi đám lửa. Muốn chạy, Lâm Thanh Diện nhanh chóng đuổi theo về phía cửa. Người đang ôm lấy Tiểu Nguyệt trở lại trả một trường. Lâm Thanh Diện cũng nối tiếp một trường. Oanh một tiếng, Lâm Thanh Diện từ giữa không trung rơi xuống, lùi lại mấy bước dưới mặt đất, lại nhìn về phía người nọ, nhưng lúc này đã sớm không còn thấy tăm hơi. Chương 1256 tôi bảo vệ. Điền Uyên dắt một đám đệ tử cùng xông lên, chuẩn bị truy kích. Không cần đuổi nữa. Lâm Thanh Diện ngăn đám người lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đêm mưa bên ngoài. Người vừa nãy thực lực rất mạnh, tôi không phải đối thủ. Cái gì? Điền Uyên rất kinh ngạc, Lâm Thanh Diện nửa bước thần cảnh, vậy mà lại nói người đó còn mạnh hơn cả anh. Nhưng mà tất cả những gì xảy ra hồi nãy quá nhanh, người có mặt ở hiện trường không có ai nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì hết, chỉ nhìn thấy Tiểu Nguyệt được người ta cứu đi. Về thôi, vết thương trên người Tiểu Nguyệt không phải nửa tháng là khỏi được đâu, tạm thời bọn họ sẽ không làm gì chúng ta, tôi phải suy nghĩ kỹ, rốt cuộc Tiểu Nguyệt đó là ai. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Tiểu Nguyệt này tuổi còn trẻ, mà thực lực đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, mà hôm nay người đến cứu cô ta càng có thực lực cao hơn bình thường. Được thôi, Lâm Thanh Diện, cậu mới từ rừng rậm sương mù về mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đích thân canh chừng, sắp xếp đệ tử ngày đêm tuần tra, một khi phát hiện tình hình bất thường sẽ phát tín hiệu thông báo tất cả mọi người.
Điền Nguyên nói. Tôi cũng phải mau về rồi. Triệu Ất nói xong, vội vàng rời đi. Trong lòng Điền Nguyên và Lâm Thanh Diện đều rõ Triệu Ất đây là đang lo lắng, lỡ như Tiểu Nguyệt và tên đàn ông mặt nạ đó xông vào sơn động bị bọn họ phát hiện bảo bối ở trong sơn động thì toang rồi. Lúc này, người khó xử nhất ở hiện trường không phải Tả Nhạc thì còn là ai? Anh ta dựa ở cửa bi thương mà nói, các người đừng đi, muốn đi cũng phải đưa theo tôi chứ. Lâm Thanh Diện chậm rãi đi đến bên cạnh Tả Nhạc, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Thanh Diện, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ xuống núi ngay. Tả Nhạc nói, tôi có cho anh dậy không? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Hai chân Tả Nhạc chợt mềm nhũn, lại quỳ xuống. Lâm Thanh Diện đến trước mặt đối phương, lớn tiếng chất vấn, nói, lần này mục đích anh đến Dược Thần Cốc là gì, còn nữa, người thiếu nữ tên Tiểu Nguyệt đó, làm sao mà anh quen biết? Lần này, suýt chút nữa đã dọa nát lá gan của Tả Nhạc rồi, anh ta vội vàng nói, lần này tôi đến Dược Thần Cốc là sư phụ tôi sắp xếp. Sư phụ anh là ai? Lâm Thanh Diện hỏi. Đại trưởng lão công hội luyện kim Thường An. Tả Nhạc đáp. Thường An. Đám người hít ngược một hơi lạnh, Điền Nguyên khẽ nhíu mày, Thường An rất ít khi nhận đồ đệ, xem ra ông ta thật sự rất xem trọng cậu. Sư phụ ông ấy lần này muốn tôi tới Dược Thần Cốc một là vì để thăm dò thực hư của các người một chút tiện chuẩn bị cho tỉ thí luyện đan sau này, còn về thứ hai là... Nói xong, anh ta dạ dạ vâng vâng mà liếc nhìn Điền Nguyên. Thứ hai, chính là bảo cậu giúp ông ta tìm đồ, đúng chứ? Điền Nguyên trầm giọng nói, thấy Tả Nhạc gật đầu, liền thở dài, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vẫn cố chấp như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn Điền Nguyên chìm vào trong hồi ức, sau đó lại hỏi, sao anh lại quen được với Tiểu Nguyệt này, nếu như không có cô ta tôi nghĩ, lần này ngay cả cửa của Dược Thần Cốc anh cũng không vào được nữa đúng chứ? Anh nói không sai, nhưng anh đừng có trách tôi, thật sự không phải tôi tìm cô ta đâu, là cô ta chủ động tìm đến chúng tôi, nếu không thì lần này tôi cũng sẽ không đến Dược Thần Cốc rồi. Tả Nhạc vội vàng nói. Cô ta tìm anh, tại sao cô ta lại tìm anh? Anh tưởng anh đẹp trai lắm sao? Lâm Thanh Diện khinh miệt mà nói. Là thật mà, trên mặt Tả Nhạc toàn là sự khổ sở, mấy ngày trước một mình Tiểu Nguyệt đến công hội luyện kim chúng tôi, cô ta đã nói ra một tin tức mới khiến tôi lần này lên núi. Tin tức gì? Điền Nguyên hỏi. Tả Nhạc liếc nhìn Lâm Thanh Diện căng thẳng mà nói, cô ta nói, anh đã giết Trần Sư Thúc. Trần Sư Thúc, ý anh, là Trần Minh Thu sao? Lâm Thanh Diện chất vấn. Tả Nhạc gật gật đầu, phải, lúc đó cô ta quả thực đã nói như vậy, hơn nữa cô ta còn nói, sẽ hộ tống tôi đến Dược Thần Cốc bảo đảm cho tôi bình an, chỉ cần đồng ý với cô ta, khiến cô ta có thể ở lại Dược Thần Cốc 3 ngày là được. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, người phụ nữ này, rốt cuộc có lai lịch gì? Mình lúc đó kích sát Trần Minh Thu, ngoại trừ bọn người Lương Cung Nhạn Xương biết ra, thì không có ai khác biết. Vậy, bây giờ anh còn cảm thấy cô ta có thể bảo vệ cho anh bình an nữa không? Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi. Tả Nhạc thất vọng mà lắc đầu, trong lòng nói, nếu như không phải anh đột nhiên xuất hiện thì sự tình đã làm xong từ lâu rồi. Lâm Thanh Diện, anh tha cho tôi đi, tôi có thể bảo đảm với anh, ngày tháng sau này công hội luyện kim chúng tôi tuyệt đối sẽ không đến cửa kiếm chuyện nữa. Tả Nhạc cầu xin, anh ta biết, trong số nhiều người như vậy, chỉ có Lâm Thanh Diện chịu thả mình đi thì mình mới thật sự là được chạy thoát. Muốn đi. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khẽ nhướng lên, ngay lập tức một cước chuẩn xác đá trên đầu gối đối phương. Á! Một tiếng kêu gào đau khổ, chân trái của Tả Nhạc trực tiếp bị gãy xương. Anh có thể đi rồi, quên nói với anh, trên núi có sói, anh có thể sống tiếp hay không thì phải xem tạo hóa của anh rồi. Lâm Thanh Diện nói. Vâng, vâng. Tả Nhạc nhịn đau, cả nhắc đi về phía cửa. Về nói với sư phụ của anh, còn có người của công hội luyện kim Dược Thần Cốc Lâm Thanh Diện tôi bảo vệ. Cút! Tả Nhạc vứt lại một ánh mắt phẫn uất, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Đại sảnh bình tĩnh trở lại. Lâm Thanh Diện vất vả cho cậu rồi. Điền Nguyên nói. Không sao, Lâm Thanh Diện khẽ nói, móc viên tiềm hành đan trong lồng ngực ra. Viên tiềm hành đan này tặng cho các người. Lâm Thanh Diện nói. Cái này sao được chứ? Điền Nguyên vội vàng từ chối. Đan dược cấp hoàn mỹ mang theo dược khí, giá trị không thể ước lượng được. Nhận đi, Điền Cốc chủ, khoảng thời gian sau này tôi sẽ ở Dược Thần Cốc làm phiền các vị, đan dược này coi như là thù lao của tôi đi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Điền Nguyên cũng không từ chối nữa, liền thu nhận đan dược. Nói là làm phiền mình, trên thực tế, Điền Nguyên cũng hiểu, Lâm Thanh Diện ở đây thêm một ngày thì Dược Thần Cốc sẽ có thêm một ngày an ổn. Lâm Thanh Diện đại ca.
Hầu tử lúc này đi tới đây, đám đệ tử cũng vây tới, vây Lâm Thanh Diện ở trung tâm. Lâm Thanh Diện đại ca, anh thật sự là thần tượng của em, ngay cả rừng rậm sương mù anh cũng đi rồi. Đúng đó. Lâm Thanh Diện đại ca, chỗ đó có phải thật sự có linh thú không, linh thú trông thế nào? Anh có thể nói cho tụi em nghe không? Em nghe nói còn có hoa ăn thịt người cao hơn cả con người nữa, rốt cuộc có phải thật không? Chấm. Đám người nói, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt sùng bái. Mấy người các cậu thật là tràn trề tinh thần, các cậu không mệt thì thôi, còn không cho Lâm Thanh Diện về nghỉ ngơi sao? Điền Nguyên lúc này đi tới giúp Lâm Thanh Diện giải vây. Được rồi các vị, muốn nghe kể chuyện thì chiều mai tôi kể cho mọi người nghe, nhưng bây giờ tôi cần các vị làm một chuyện. Lâm Thanh Diện nói. Chuyện gì? Bọn người hầu tử hỏi. Đừng quên, hai người hồi nãy chạy khỏi đây. Lúc này cũng không biết có rời khỏi dược thần cốc hay chưa, tôi cần các cậu làm thành một đội ba người đi tuần tra trước. Nhớ, một khi phát hiện mục tiêu, ngàn vạn lần đừng hành động lỗ mãng, mà về nói cho tôi biết. Lâm Thanh Diện nói. Chương 1257, cự tinh siêu cấp. Lúc này, bên trong phòng của Lâm Thanh Diện, một chiếc thùng gỗ lớn được đặt ở giữa, bên trong, là Tiểu Điêu đã cởi bỏ quần áo. Mà hai nữ đệ tử ở hai bên, Lâm Thanh Diện đột ngột vào phòng, bọn họ cũng rất là bối rối. Giống như lần trước, sau khi Lâm Thanh Diện nhìn như vậy vài giây, liền vội vàng lui lại, đóng cửa phòng. Chỉ là điều không giống với lần ở bên Linh Tuyền lần trước là, lần này, khoảng cách giữa hai người cực gần, lại không có sương mù che, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy được đại khái. Lâm Thanh Diện đứng ở cửa xác nhận đi xác nhận lại, mình thật sự không có đi nhầm phòng, chính vào lúc này, cửa phòng mở ra. Hai nữ đệ tử mím môi cười một cái, trực tiếp đi ra, sau đó, là Tiểu Điêu đã thay xong quần áo đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện đại ca, Tiểu Điêu mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cúi đầu, cô không còn chuyện gì, không còn chuyện gì nữa thì mau về nghỉ ngơi đi. Đa tạ Lâm Thanh Diện đại ca tương trợ, chỉ là, hồi nãy. Tiểu Điêu nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Diện vội vàng giải thích, hồi nãy tôi không nhìn thấy gì hết, cô đừng nghĩ nhiều, mau về phòng ngủ đi. Nghĩ đến khi mình và Tiểu Điêu gặp nhau lần đầu tiên, đại khái cũng là cảnh tượng như vậy, Lâm Thanh Diện cũng biết rõ tính cách xảo quyệt của đối phương, không muốn dây dưa nhiều với cô ta. Ai ngờ, lần này Tiểu Điêu lại mím môi cười một cái, Lâm Thanh Diện đại ca tôi cũng chưa nói gì mà coi anh căng thẳng kìa, hồi nãy, là tôi không đúng. Cái gì cô không đúng? Lâm Thanh Diện rụi rụi tay, hoài nghi mình có phải đã nghe lầm rồi không? Một cô gái xảo quyệt như vậy, thay đổi tính nết rồi. Tiểu Điêu gật đầu, tôi cũng là mới nghe hai người đó nói, sau khi tôi bị thương, cơ thể suy nhược, bọn họ nhất thời hoảng loạn tìm một căn phòng gần với đại sảnh nhất trị liệu cho tôi, không ngờ, đây, lại là phòng của anh. Hóa ra là vậy à, tôi còn tưởng tôi đi lộn rồi chứ. Lâm Thanh Diện tự giễu. Ánh mắt Tiểu Điêu mang theo nụ cười, cho nên, nếu anh đã không biết gì hết thì đương nhiên tôi không thể trách anh được rồi. Hơn nữa tôi đã nghe nói, anh chế đan thành công, tiềm hành đan vậy mà còn mang theo dược khí, Lâm Thanh Diện đại ca anh thật lợi hại. Đó cũng là cô làm tốt bước đầu tiên, tôi chỉ thuận theo bước của cô làm ra thôi, nói ra còn có một nửa công lao của cô nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Sau khi nghe thấy lời này, Tiểu Điêu bình tĩnh nói, Lâm Thanh Diện đại ca tôi biết anh đang an ủi tôi, bước cuối cùng của đan dược cấp hoàn mỹ mới là quan trọng, thực lực của anh tôi còn xa lắm mới đạt được, nhưng anh yên tâm, sau này tôi theo Triệu sư thúc nhất định sẽ cố gắng. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Diện gật đầu, xem ra mấy ngày này, con nhỏ này thật sự đã thay đổi không ít. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nghỉ ngơi đi. Tiểu Điêu mỉm cười rời khỏi, trước khi đi, còn quay đầu tinh nghịch nói, Lâm Thanh Diện đại ca anh yên tâm, chuyện tối nay tôi và hai vị sư tỷ sẽ không nói ra ngoài đâu, đây là bí mật giữa chúng ta. Nói xong, quay người rời đi. Lâm Thanh Diện bất lực mà gãi gãi đầu, một bí mật nhỏ mà đã khiến thiếu nữ này vui đến như vậy, xem ra mình thật sự là có khoảng cách thế hệ với người trẻ tuổi rồi. Trưa hôm sau, Lâm Thanh Diện ngồi dậy khỏi giường. Đêm tối qua không có chuyện gì, xem ra phán đoán của mình không sai, người đàn ông đó suy cho cùng vẫn đưa Tiểu Nguyệt rời khỏi dược thần cốc rồi. Khẽ sửa soạn một cái, Lâm Thanh Diện ngồi bên bàn, đốt một nhúm đàn hương, đầu não Lâm Thanh Diện nhanh chóng xoay chuyển, trọng điểm ở trên người cô gái tên Tiểu Nguyệt đó. Đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện ra trong đầu mình. Hôm đó, lúc ở tiểu trấn, Lâm Thanh Diện đến nhà mà Trần Minh Thu ở, đến cuối cùng, Trần Minh Thu nói ông ta cũng bị người ta mua chuộc, mà người mua chuộc ông ta, là một phụ nữ. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện như được tỉnh ngộ. Không lẽ, người mua chuộc Trần Minh Thu chính là Tiểu Nguyệt này?
Lâm Thanh Diện lẩm bẩm nói, lại nhớ đến lời mà Trần Minh Thu nói hôm đó Tiểu Nguyệt còn sắp xếp ông ta cản đường mình trên đường đi, và nghĩ cách giết mình. Nói như vậy, mình nhất định đã từng có mâu thuẫn với cô ta, nếu không thì cô ta sẽ không sắp xếp người đối đãi với mình như vậy rồi. Một cô gái như vậy, mình có thể có mâu thuẫn gì với cô ta chứ? Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, có lẽ Tiểu Nguyệt này là thiên kim tiểu thư gia tộc nào đó. Mà mình ở trong đô thị thực sự đã diệt quá nhiều gia tộc, có lẽ là con gái gia chủ nhà nào đó đến báo thù rồi. Chả trách nhìn mặt cô ta hình như rất quen. Tâm trạng Lâm Thanh Diện phức tạp, Tiểu Nguyệt không đủ để sợ, với thực lực hiện tại của mình, thậm chí không cần bí thuật cũng có thể đàn áp đối phương, chỉ là người đàn ông lạ mặt tối qua, xem ra đích thực là rất lợi hại. Mình đã là nửa bước thần cảnh rồi, nhưng coi bộ tên đó phải cao hơn mình. Thật muốn tháo mặt nạ hắn ta xuống, để xem rốt cuộc là người thế nào. Lâm Thanh Diện khẽ thở dài nói. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lâm Thanh Diện cũng tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, buổi chiều còn có một đống fan đang đợi mình kể chuyện về rừng rậm sương mù nữa. Buổi chiều, đại sảnh gặp khách lại trở nên náo nhiệt. Điền Nguyên và các vị trưởng lão ngồi ở bên trên, đệ tử bên dưới thì ngửa đầu trông ngóng. Lâm Thanh Diện đại ca đến rồi. Hầu Tử Tinh mắt nói trước, đám người lũ lượt nhìn qua, sắc mặt Tiểu Điêu khẽ đỏ lên. Lâm Thanh Diện lúc này, như một cự tinh siêu cấp vậy, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đám người. Lâm Thanh Diện, đám người này, tôi thực sự hết cách rồi, cứ đòi cậu kể chuyện rừng rậm sương mù cho bọn họ nghe. Điền Nguyên cười khổ nói. Lâm Thanh Diện nhìn người xung quanh, tùy ý nói, không sao, đúng lúc tôi cũng rất muốn chia sẻ chuyện lần này. Lâm Thanh Diện đại ca, anh mau nói đi, em đợi không kịp nữa rồi. Hầu Tử dẫn đầu nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, bắt đầu nói, kể lại chuyện từ khi mình vào rừng rậm sương mù cho đến khi gặp được tê giác cổ trong linh tê gốc. Nghe thấy mãng xà khổng lồ, con cóc biết phun độc, và cả con tê giác cổ khổng lồ đó nữa, đám người đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, trên thế giới này còn có nhiều sinh vật kỳ lạ xuất hiện như vậy, hơn nữa còn cách mình rất gần. Lâm Thanh Diện nói rất thong dong, nhưng mấy người này đều biết hai ngày không ngừng chiến đấu, đổi lại là bất kỳ ai ở chỗ này cũng đều căn bản không làm được. Càng đừng nói, đối thủ cuối cùng còn là con tê giác cổ có thực lực thần cảnh nữa. Thần sắc sùng bái của đám người lại tăng lên vài phần. Lâm Thanh Diện đại ca, anh thật lợi hại, ngay cả linh thú thực lực thần cảnh cũng đánh lại được. Hầu Tử ca thán. Lâm Thanh Diện mỉm cười, linh thú thực lực thần cảnh, sao tôi có thể địch lại chứ? Vậy anh là? Bọn người Tiểu Điêu nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Diện. Nếu như Lâm Thanh Diện không địch lại, kết quả đáng lý sẽ giống như sư tổ của mình, nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện rõ ràng mạnh khỏe ngồi ở đây, tám chuyện với mình. Hoàn toàn dựa vào nó. Nói xong, nắm lấy kiếm Trảm Tiên trong tay. Nhìn thấy thanh thượng cổ thần kiếm trong tay Lâm Thanh Diện, Hầu Tử ca thán, phải đó, trong tay Lâm Thanh Diện đại ca có thần khí như vậy, mấy linh thú đó sao lại là đối thủ được chứ? Đúng đó. Nếu không, Lâm Thanh Diện đại ca sao có thể lấy được bột linh tê chứ? Những người còn lại hùa theo nói. Điền Nguyên ngồi trên vị trí cao như nhìn ra một tia khác thường từ trong nụ cười của Lâm Thanh Diện. Đám người giải tán hết, Lâm Thanh Diện ở lại trong đại sảnh, anh quay đầu lại, nói với Điền Nguyên, Điền Cốc Chủ, xin theo tôi đến phòng của tôi có chuyện muốn nói với ông. Điền Nguyên cũng không nói nhiều, hai người một trước một sau, đi đến phòng mà Lâm Thanh Diện ở. Chương 1258, thứ bảo vệ. Đến chỗ ở của Lâm Thanh Diện, hai người ngồi mặt đối mặt. Điền Cốc Chủ, tôi có chuyện muốn nói với ông, là chuyện liên quan tới rừng rậm sương mù. Lâm Thanh Diện nói. Điền Nguyên giúp Lâm Thanh Diện pha ly trà. Vừa rồi ở đại sảnh thì cảm thấy cậu đối với những đệ tử đó vẫn là có chút che giấu, tôi nghĩ, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như những gì cậu nói đâu. Ông nói không sai. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, có điều tôi vừa rồi cũng không có nói bừa, lần này tôi có thể bình an đi ra khỏi rừng rậm sương mù, thứ dựa vào thật sự là thanh kiếm Trảm Tiên này trong tay tôi. Điền Nguyên nhíu mày, ông ta biết Lâm Thanh Diện gọi ông ta tới nơi này, nhất định là có chuyện khác muốn nói với ông ta. Chẳng lẽ cậu ở trong rừng rậm sương mù đã phát hiện chuyện gì cổ quái sao? Điền Nguyên hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, không sai, từ hôm tôi vừa đặt chân bước vào rừng rậm sương mù thì tôi cảm thấy linh khí của nơi đó so với dược thần cốc nhiều hơn mấy chục lần. Hơn nữa, càng đi vào trong, linh khí càng nhiều. Đây là tự nhiên, từ rất lâu trước kia tới nay, chúng tôi luôn cho rằng, linh khí trong dược thần cốc cường thịnh như vậy, rất có khả năng nguồn gốc của chỗ linh khí này chính là đến từ rừng rậm sương mù, xem ra, những suy đoán của chúng tôi cũng không có sai.
Lâm Thanh Diện gật đầu, Điền Cốc Chủ, ông còn nhớ một vấn đề mà trước khi tôi đi đã từng hỏi ông không? Điền Nguyên nhìn Lâm Thanh Diện, cậu là nói, tại sao thời gian mấy trăm năm, số linh khí này trước nay chưa từng rời khỏi rừng rậm sương mù cũng chưa từng tới dược thần cốc của chúng tôi. Đúng chứ? Không sai, Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, bây giờ, vấn đề này, tôi đã tìm được đáp án rồi. Tìm được đáp án rồi. Điền Nguyên rất là bất ngờ, vậy, đáp án là gì? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Được, lần này tôi tới chính là muốn nói chuyện này với ông. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện trịnh trọng bắt đầu đem chuyện mình đến Linh Tê Cốc sau khi nhìn thấy tê giác cổ và đánh nhau với nó nói hết cho Điền Cốc. Hôm đó, Lâm Thanh Diện sử dụng kiếm chảm tiên, dùng hết sức lực cuối cùng đâm kiếm chảm tiên vào người của tê giác cổ. Trong ánh mắt tê giác cổ mang theo sự kinh ngạc, lớn tiếng nói, thanh kiếm này, tại sao xuất hiện ở trong tay ngươi? Hai mắt của Lâm Thanh Diện mang khí thế lãnh khốc, cái này, có liên quan gì tới ngươi? Nói rồi, thanh thượng cổ thần khí này có thể chém giết mọi nghiêu ma xà thần, giết thẳng đối phương. Lâm Thanh Diện tin chắc thanh binh khí của ma thần Tu La này, nhất định là có thể thu phục con tê giác cổ khổng lồ này. Hơn nữa, nhìn trông, từ lúc tê giác cổ nhìn thấy kiếm chảm tiên, hình như dừng suy nghĩ chiến đấu. Có lẽ, đây chính là áp chế trời sinh. Khi Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm về trước, đột nhiên, anh nhìn thấy kiếm chảm tiên bay ở trong không trung, thân kiếm vậy mà rung rung kịch liệt. Đây là chuyện gì chứ? Lâm Thanh Diện không biết nhưng thần hồn đã dung hợp với kiếm chảm tiên, có thể cảm nhận rất rõ ràng, thanh thượng cổ thần kiếm này, lúc này vậy mà lộ ra cảm giác vui vẻ. Khoảnh khắc đâm trúng tê giác cổ, kiếm chảm tiên đột nhiên bay lên, vòng qua tê giác cổ, sau đó chỉ là đập nhẹ lên người của tê giác cổ, liền bay trở lại trong tay của Lâm Thanh Diện. Đây là, Lâm Thanh Diện khó tin nhìn thanh kiếm chảm tiên này trong tay. Lần trước khi nhìn thấy bộ dạng này của nó, vẫn là ở trung tâm đáy hồ của quan lĩnh. Hôm đó kiếm chảm tiên gặp lại chủ cũ, lộ ra vẻ vô cùng thân thiết với ma thần Tu La. Hôm nay, tình cảnh hôm đó lặp lại, vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, thanh kiếm chảm tiên này và tê giác cổ trước kia biết nhau. Ngươi biết thanh kiếm chảm tiên này sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Giọng nói già nua của tê giác cổ run rẩy, hơn 200 năm rồi, không ngờ từ sau trận chiến đó, còn có thể gặp được đồ mà chủ nhân đã từng dùng. Chủ nhân, Lâm Thanh Diện sững ra nhìn đối phương, ngươi lẽ nào là nói, thần Ma Tu La, là chủ nhân của ngươi sao? Tê giác cổ cúi người, tiến lại gần Lâm Thanh Diện, không sai, ta chính là vật cưỡi của chủ nhân. Thanh kiếm chảm tiên này, ta tự nhiên rõ ràng nhất. Ngươi là vật cưỡi của thần Ma Tu La. Lâm Thanh Diện rất là ngạc nhiên, đồng thời cũng thầm khâm phục. Trong đầu tưởng tượng, năm đó thần Ma Tu La tay cầm kiếm chảm tiên cưỡi trên người tê giác cổ khổng lồ đã đạt tới thần cảnh này, tư thế anh hùng độc chiến thương nguyên giới. Không sai. Tê giác cổ gật đầu, nếu ngươi đã biết danh hiệu của chủ nhân ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã gặp chủ nhân của ta sao? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, trước kia từng gặp ở trung tâm đáy hồ, chỉ là ông ta lúc đó đã ở trạng thái hư ảo, hơn nữa, sau đó ông ta đã chết rồi. Ngươi nói hơi thở của chủ nhân đã tan biến rồi sao? Tê giác cổ vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, chủ nhân đã từng lập lời thề, không gặp được người có thể có được truyền thừa của chủ nhân, sẽ mãi mãi giữ hồn phách nói như thế, ngươi. Không sai. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói, ta đã có được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, nếu không kiếm chảm tiên tại sao ở trong tay của ta. Nói đến đây, kiếm chảm tiên trong tay lắc lư trước sau, dường như là đang gật đầu tán đồng. Thật sự không ngờ, người có thể xông vào linh dược cốc vậy mà là truyền nhân của chủ nhân. Tê giác cổ kích động không thôi, lần nữa nhìn Lâm Thanh Diện, quả nhiên, mắt nhìn của chủ nhân không cần nghi ngờ, tuổi tác của ngươi còn trẻ thì có tu vi cỡ này, thật là tương lai vô cùng rộng mở. Cảm ơn đã khen, chỉ là lần này ta đến đây, chỉ là muốn lấy ít bột linh tê mà thôi, không ngờ, đánh nhau với ngươi, thật là xin lỗi. Lâm Thanh Diện chắp tay nói. Ngươi nên xin lỗi là ta mới phải. Tê giác cổ nghiêm nghị nói, chủ nhân nếu đã đem toàn bộ truyền thừa cho ngươi, vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân mới của ta, một chút bột sừng tê mà thôi, ta tự sẽ cho. Nói rồi, hai chân tê giác cổ quỳ xuống đất bày tỏ sự thần phục. Sừng tê khổng lồ sắc nhọn hướng về phía Lâm Thanh Diện. Vậy đắc tội rồi, ta chỉ cần một chút xíu là được. Lâm Thanh Diện nói, lấy ra kiếm chảm tiên, cứa nhẹ vào sừng tê của nó, bột phấn linh tê liền đựng trong túi vải mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị trước. Đa tạ, Lâm Thanh Diện nói. Không cần khách sáo, ngươi nếu đã là chủ nhân mới của ta, ta còn có một chuyện hỏi ngươi, không biết ngươi đã từng gặp Vân Sơn và Tú Nương hai người này chưa?
Hai người bọn họ bây giờ là con rối của ta, hiện nay ta sắp xếp bọn họ ở kinh đô. Lâm Thanh Diện nói thật. Tốt quá tốt rồi, hai người này lúc đó cứ thích đùa với ta, thật sự hy vọng có một ngày còn có thể gặp được bọn họ. Tê Giác Cổ kích động nói. Đợi ta lần này luyện chế đan thành công, khi rời khỏi Dược Thần Cốc ta có thể dẫn ngươi đi. Lâm Thanh Diện nói. Không, Tê Giác Cổ lắc đầu, mấy trăm năm nay ta đều không có rời khỏi đây nửa bước, ta sẽ không ra ngoài. Tại sao? Lâm Thanh Diện nghi hoặc nói, ta biết nơi này linh khí dồi dào, nhưng trước khi ta đến cũng nghe người của Dược Thần Cốc nói rồi, các ngươi hình như trước nay chưa từng rời khỏi nơi này. Bởi vì, nơi này có thứ chúng ta cần phải bảo vệ. Tê Giác Cổ trầm giọng nói. Thứ cần bảo vệ, Lâm Thanh Diện rất không hiểu. Tê Giác Cổ từ từ gật đầu, nếu ý trời để ngươi có được truyền thừa của ma thần Tu La, lại để ngươi gặp được ta, vậy thì, mời ngươi đi theo ta, ta sẽ đem sự việc toàn bộ nói cho ngươi. Được. Lâm Thanh Diện gật đầu. Trèo lên lưng của ta, ta đưa ngươi ra ngoài. Tê Giác Cổ nói rồi, hạ eo xuống. Vậy, đắc tội rồi. Lâm Thanh Diện tay cầm Trảm Tiên Kiếm, khẽ nhún lên, ngồi ở trên lưng của con Tê Giác Cổ này. Hình như tìm lại cảm giác song ruồi của năm đó, Tê Giác Cổ trở nên phấn khích lạ thường, tiếng gầm cực lớn vang khắp khu rừng. Sau đó, nó đưa Lâm Thanh Diện trực tiếp từ trong thác nước lao ra khỏi cửa động. Chương 1259, một nơi duy nhất. Quãng đường phi nước đại, Tê Giác Cổ chở Lâm Thanh Diện từ trung tâm rừng rậm sương mù chạy ra. Hoa cỏ hai bên cùng cây to chọc trời đều khiến Lâm Thanh Diện cảm thán không thôi. Chúng ta đây là đi đâu? Ngộ nhỡ trên đường còn có linh thú thì phải làm sao? Lâm Thanh Diện có hơi lo lắng hỏi. Theo lý giải của Lâm Thanh Diện, càng đi sâu vào rừng rậm sương mù, linh khí càng nhiều, thực lực của linh thú gặp phải cũng càng mạnh. Nếu như đụng phải linh thú có thực lực đạt tới thần cảnh đỉnh phong, cho dù cộng thêm Tê Giác Cổ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của đối phương. Yên tâm, chúng ta trên quãng đường này, đều sẽ không gặp linh thú nữa. Tê Giác Cổ vừa thở hổn hển vừa nói. Ồ, xem ra suy đoán của anh có sai lệch, có điều như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không tiếp tục gặp phải linh thú khác công kích nữa. Phi nước đại khoảng một tiếng, bước chân của Tê Giác Cổ dần dần chậm lại. Lâm Thanh Diện thấy không khí trong này, linh khí sộc thẳng vào mũi. Một người một thú cuối cùng dừng ở trước một tảng nham thạch cực lớn. Đây là... Lâm Thanh Diện nhảy từ trên người Tê Giác Cổ xuống, đi tới trước mặt bức tường đá. Anh ngẩng đầu lên, dường như đỉnh của tảng đá khổng lồ này đã cao chọc tới mây, ngước nhìn không thấy điểm cuối. Ngươi đợi đã! Tê Giác Cổ lùi lại sau mấy chục bước, lớn tiếng hô, Lâm Thanh Diện, ngươi tránh sang một bên. Lâm Thanh Diện nghe rồi, vội vàng rời khỏi tảng đá khổng lồ này. Vào lúc này, Tê Giác Cổ dường như thúc giục sức lực toàn thân, hai chân trước sau đập vào mặt đất, thân thể như bức tường, trực tiếp đâm thẳng vào tảng đá khổng lồ. Lực va chạm lần tương đối lớn, Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, nếu cú va chạm này đụng vào người của mình, không chết cũng phải tàn phế. Một tiếng rầm, lực lượng khủng khiếp của Tê Giác Cổ va vào tảng đá khổng lồ, bụi đất bay lên. Nhưng tảng đá khổng lồ quả thật không có bất kỳ hư hại gì, điều này nói rõ lai lịch bất phàm của tảng đá khổng lồ này, độ cứng rắn không thể so bì. Khi Lâm Thanh Diện đang nghi hoặc đột nhiên, mặt đất sau lưng tảng đá khổng lồ nứt ra một cái khe, sau đó, khe nứt càng lúc càng to. Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mắt, không ngờ, sau khi trải qua sự va chạm mãnh liệt của Tê Giác Cổ, tảng đá khổng lồ này bình yên vô sự, ngược lại mặt đất đằng sau giường như bị nứt ra. Cái này, chính là nguyên nhân linh thú chúng tôi ở đây bảo vệ mấy trăm năm. Giọng nói già nua của Tê Giác Cổ nói. Lâm Thanh Diện cẩn thận bước tới trước hai bước, lúc này, mặt đất đã hoàn toàn tách ra, giống như là cửa địa ngục được mở ra. Lâm Thanh Diện nhìn vào trong, đột nhiên, một làn khí màu lam nhạt trực tiếp lan ra. Đây là, linh khí. Lâm Thanh Diện mất tiếng nói, anh tuyệt đối không ngờ ở nơi này, vậy mà có linh khí nồng đậm như này. Độ nồng đậm của linh khí thậm chí trực tiếp có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Trên thế giới này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sự thần kỳ. Lâm Thanh Diện lúc này khựng lại, trong khe nứt cực lớn, linh khí màu lam nhạt đang không ngừng trào lên, lúc này, Lâm Thanh Diện ở trước linh khí cuồn cuộn này, cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Khoảng 5 phút sau, mặt đất vốn dĩ nứt ra lại gập lại, linh khí cuồn cuộn cũng lần nữa bị giấu dưới lòng đất, mọi thứ xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Tê Giác Cổ cất bước đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cảm nhận được rồi chứ, loại linh khí cực lớn này. Lâm Thanh Diện gật đầu, nội tâm hồi lâu không thể bình tĩnh.
Biết tại sao, càng là tới chỗ sâu trong rừng, ngược lại không có linh thú xuất hiện không? Cổ Tâm thấy Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu thì nói, linh khí nơi này tuy rất nồng đậm, nhưng linh thú căn bản không thể ở đây tu hành, bởi vì một khi khống chế không tốt cơ thể sẽ hấp thụ quá nhiều linh khí, cuối cùng nổ tung mà chết. Thì ra là như thế, đạo trời tổn hại có thừa mà bù đắp không đủ, bất cứ chuyện gì đều phải cân bằng lẫn nhau, mấu chốt nằm ở độ khống chế. Lâm Thanh Diện nói, ngươi có thể ngộ ra điểm này, cũng không uổng toàn bộ truyền thừa của lão chủ nhân. Tê Giác Cổ đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói, tại sao linh khí của nơi này sẽ nhiều như vậy? Lâm Thanh Diện quay người hỏi. Tê Giác Cổ dường như chìm vào hồi ức, nói, mấy trăm năm trước thế giới này của chúng ta, vốn dĩ đâu đâu cũng tràn ngập linh khí, chim muông hoa lá, là thiên đường của cả vũ trụ, ở nơi này cuộc sống của người bình thường tương đối hạnh phúc, đồng thời cũng rất thích hợp với người tu hành nâng cao tu vi của mình, biết sự xuất hiện của người thương nguyên giới. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, những chuyện này, trước đó anh đã biết. Người của thương nguyên giới ở trái đất chém giết cướp giật tranh giành tư nguyên, cướp đi lượng lớn linh khí. Nếu không phải có sự xuất hiện của ma thần Tula, dùng sức của một người đuổi bọn họ về thương nguyên giới, sợ rằng linh khí trên trái đất đã biến mất hết. Tê Giác Cổ nói tiếp, vào 200 năm trước trên trái đất vẫn còn 5 chỗ tồn tại linh khí cường thịnh như rừng rậm sương mù. 5 chỗ, Lâm Thanh Diện kinh ngạc, 5 chỗ nào? 5 chỗ này cũng là năm đó lão chủ nhân cũ phí hết tâm huyết mới tìm được, là bí mật lớn nhất của thế giới này, vì thế, khi lão chủ nhân sắp chết cố tình sắp xếp cường giả có thực lực ở bên cạnh người đi bảo vệ 5 chỗ này, mãi mãi không được rời khỏi. Nhưng, nói đến đây, Tê Giác Cổ dường như có hơi thương cảm. Nhưng mà như nào? Tê Giác Cổ thở dài nói, 5 chỗ linh khí tập hợp, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rừng rậm sương mù của chúng ta thuộc hệ mộc, 4 chỗ khác lần lượt ở 4 góc của thế giới, chỉ là những người lúc đầu đáp ứng lão chủ nhân canh giữ 4 nơi đó, đều bị người của thượng nguyên giới hoặc mua chuộc, hoặc sát hại, trái đất hiện nay, chỉ còn lại rừng rậm sương mù thôi. Lâm Thanh Diện nghe xong thì vô cùng tức giận, đám thất tín bội nghĩa này, thương nguyên giới này là như thế nào biết được vị trí của 4 chỗ này? Tê Giác Cổ thở dài nói, từ sau khi lão chủ nhân căn dặn xong tất cả mọi chuyện, lão chủ nhân liền hóa thành hư ảnh chìm vào đáy hồ, trong những người mà lão chủ nhân vốn dĩ tin tưởng đó, có người cảm thấy lão chủ nhân chết rồi, số mệnh của trái đất đã tận, vì thế liền đem những chuyện này nói cho thương nguyên giới, cho nên, 4 chỗ đó mới sẽ bị người của thương nguyên giới cướp sạch. Giỏi cho kẻ bị ổi. Lâm Thanh Diện tức giận mắng, trong lòng thầm nghĩ, có khi con người còn không đáng tin bằng thần thú. Vậy nói như thế, bí mật của rừng rậm sương mù thương nguyên giới chắc cũng biết rồi. Lâm Thanh Diện căng thẳng hỏi. Tê Giác Cổ lắc lư cái đầu, kim mộc thủy hỏa thổ 5 địa phương, duy chỉ mộc ở nước C, 4 chỗ khác chia ra ở các nước trên thế giới, cũng vì thế, lão chủ nhân đối với linh khí hệ mộc rất xem trọng, cho nên, lúc đó khi giao phó bọn họ chỉ biết mộc linh khí ở nước C, lại không biết vị trí cụ thể, đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy trăm năm nay rừng rậm sương mù luôn bình an vô sự. Lâm Thanh Diện tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ, khó trách người của thương nguyên giới mà mình gặp được đều là ở nước C, xem ra bọn họ chỉ biết linh khí giấu ở nước C, lại không biết địa phương thật sự ở đâu. Có điều thương nguyên giới phát hiện nơi này là chuyện sớm muộn, dù sao, nơi này linh khí cuồn cuộn, ngay cả dược thần cốc cũng được hưởng ké, chuyện này rất khó mà không dẫn đến một số người có tâm tư kia để ý. Tê Giác Cổ trầm giọng nói, có điều thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta đã bảo vệ mấy trăm năm, nếu như là người của thương nguyên giới tới xâm phạm ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ, tuyệt đối không nói cho bọn họ linh nguyên ở đâu. Lâm Thanh Diện thấy làn da này của Tê Giác Cổ đã già nua khô cằn, trong lòng đan xen nhiều cảm giác. Bảo vệ mấy trăm năm cô đơn cô quạnh, mà điều này chỉ là vì hoàn thành lời thề bản thân đã hứa với thần Ma Tu La. Ngươi yên tâm, nếu thật sự là thương nguyên giới tới xâm phạm, không chỉ có ngươi, ta cũng sẽ liều chết bảo vệ, đây là đồ của đất trái chúng ta, quyết không cho phép người khác cướp đi. Khí thế trên người Lâm Thanh Diện bùng phát, ánh mắt kiên định. Chuyện thần Ma Tu La năm đó có thể làm được, Lâm Thanh Diện ta nhất định có thể làm được. Chương 1260, quá giống rồi. Một ấm trà thơm uống hết, Điền Uyên ngồi ở đối diện Lâm Thanh Diện hơi há miệng. Cho dù ông ta đã tại thế mấy chục năm, nhưng, đối diện với tất cả những gì Lâm Thanh Diện vừa nói, vẫn như là như đứa trẻ chưa chào đời. Không ngờ, cạnh dược thần cốc chúng tôi, vậy mà là linh nguyên còn sót lại thế giới này. Điền Uyên mất tiếng nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, chỉ là nước chảy ra từ trong rừng rậm sương mù tập trung tới dược thần cốc của các ông trở thành linh tuyền thì đã có thể khiến các ông hưởng mãi không hết rồi. Phải, một nơi phong thủy quý giá như này, không thể để người có tâm cơ cướp đi.
Điền Nguyên lập tức tỏ rõ lập trường. Lâm Thanh Diện, cậu yên tâm, chúng tôi và linh thú của rừng rậm sương mù làm hàng xóm được mấy trăm năm, bọn chúng bởi vì một lời hứa của bản thân năm đó mà cô độc canh giữ mấy trăm năm nay, chúng tôi càng nên cống hiến để bảo vệ linh nguyên. Nếu như, sau này người của thương nguyên giới tới xâm phạm, dược thần cốc chúng tôi dẫn đầu xông lên, nhất định sẽ liều chết bảo vệ. Điền Nguyên nói. Lâm Thanh Diện tán thưởng nhìn Điền Nguyên, theo tôi thấy, người của thương nguyên giới, chắc cách chúng ta không xa rồi, sợ rằng không bao lâu nữa thì sẽ tới đây. Tại sao nói như vậy? Điền Nguyên kinh ngạc nói. Lúc đầu, thần Ma Tu La sau khi đem toàn bộ truyền thừa cho ta, hư ảnh hoàn toàn tan biến, không biết như nào, cũng chính từ khi đó, khe nứt của con đường nối từ trái đất tới thương nguyên giới càng nứt lớn hơn trước kia. Lâm Thanh Diện nói, mà tất cả chuyện này, đều là trước đó Lý Mộ Bạch nói cho mình. Tôi nghĩ, chắc là người của thương nguyên giới đã cảm nhận được ma thần Tu La đã hoàn toàn biến mất, vì thế mới càng thêm không có kiêng kỵ, càng lực lượng lớn, muốn mở ra con đường. Lâm Thanh Diện nói, như thế, thời gian dành cho chúng ta đã không còn nhiều. Điền Nguyên ý thức đến tính nghiêm trọng của sự việc. Không sai, Lâm Thanh Diện gật đầu, so sánh với thương nguyên giới, cường giả trên thế giới này của chúng ta thật sự quá ít, không biết Điền Cốc Chủ có cách gì, có thể mau chóng nâng cao thực lực không? Đan dược, lượng lớn đan dược cấp hoàn mỹ. Điền Nguyên nói, chỉ là lấy năng lực của chúng tôi hiện nay, luyện chế nhiều đan dược cấp hoàn mỹ như thế, không biết phải mất tới năm tháng nào. Đan dược cấp hoàn mỹ, chỗ đó của tôi ngược lại có mấy dương. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Cậu nói gì, mấy dương? Điền Nguyên rất là kinh ngạc. Không sai, lúc đầu khi giết một người của thương nguyên giới, ở chỗ của ông ta có mấy dương đan dược hoàn mỹ. Lâm Thanh Diện thành thật nói, chỉ là người mà anh giết này, đã còn từng làm sư phụ của anh. Điền Nguyên hóa đá 3 giây. Giết một cường giả của thương nguyên giới, ở trong miệng Lâm Thanh Diện nói ra lại là chuyện bình thường như vậy. Vậy quá tốt rồi, chỉ là công hiệu của mỗi một viên đan dược không như nhau, có đan dược là dùng để chữa thương, có đan dược là dùng để dưỡng khí, không biết công hiệu của mấy dương đan dược lớn đó là gì, nếu đều là đan dược dùng để nâng cao tu vi của con người, vậy thật sự chính là món quà trời ban rồi. Điền Nguyên nói. Cái này ta tạm thời còn không biết. Lâm Thanh Diện thành thật nói, lúc đó anh đối với đan dược không có hiểu, chỉ biết thứ Tần Trường Sinh vứt lại là đan dược cấp hoàn mỹ, còn công hiệu ngược lại không biết gì. Ồ, có điều có tốt hơn không có nhiều. Điền Nguyên nói rồi, lộ vẻ thất vọng. Điền Cốc Chủ không biết loại đan dược có thể nâng cao thực lực mà ông nói đó tên là gì. Có phương thuốc luyện chế không? Lâm Thanh Diện hỏi. Sao hả, cậu muốn luyện chế sao? Điền Nguyên hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, muốn thử một chút. Được, tôi bây giờ lấy cho cậu. Nói rồi, Điền Cốc Chủ từ trong ngực lấy ra phương thuốc luyện chế, đưa vào tay Lâm Thanh Diện. Khí hồn đan. Lâm Thanh Diện nhìn phương thuốc luyện chế này có hơi quen thuộc, đây không phải chính là phương thuốc luyện chế đan dược mà lần trước tôi vào trong cốc đưa cho ông sao? Không sai. Điền Nguyên nói, cuộc tỉ thí luyện đan sau ta muốn luyện loại đan dược này, chỉ là nhân sâm trong đó khá khó tìm. Điền Cốc Chủ nói đùa rồi, dược thần cốc thiên tài địa bảo nhiều vô số, nhân sâm mà lại khó tìm. Lâm Thanh Diện nói. Lâm thiếu chủ có điều không biết, đan dược này nếu là muốn nâng cao phẩm chất, mấu chốt nằm ở nhân sâm, tuổi thọ của nhân sâm càng lâu, vậy thì đan dược cũng càng tinh thuần, đối với việc nâng cao thực lực cũng càng nhiều. Điền Nguyên nói tiếp, thời gian dài như vậy trôi qua ta cũng chỉ tìm được mười mấy cây nhân sâm hơn 1000 năm, muốn luyện ra được đan dược thượng phẩm, sợ rằng vẫn là không đủ. Nhân sâm hơn 1000 năm, đây nếu như lấy tới hội đấu giá, sợ rằng lập tức sẽ được tất cả các gia tộc lớn trên thế giới nhắm vào, nhưng cho dù là như thế, Điền Nguyên vậy mà còn chê tuổi thọ quá thấp. Tôi nghe nói, nhân sâm tuổi thọ càng dài, hấp thụ tinh hoa trời đất cũng càng nhiều, hơn nữa không dễ gì phát hiện. Lâm Thanh Diện nói. Không sai, những nhân sâm này đều là có linh tính, vì thế, bình thường chúng ta khi lên núi đào nhân sâm, nếu như phát hiện một cây chưa trưởng thành, đều sẽ buộc sợi dây đỏ trên thân của nó, phòng trừ nó chạy linh tinh. Điền Nguyên khẽ cười nói. Thì ra là như vậy. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, như này đi, phương thuốc luyện chế của khí hồn đan tôi đã nhớ, nếu rảnh tôi sẽ thử luyện chế, xem thử thành phẩm như thế nào. Như thế này thì quá tốt rồi. Điền Nguyên vui mừng nói. Đối với kỹ thuật luyện đan bây giờ mà nói, ông ta đã không phải là đối thủ của người thanh niên trước mắt này rồi. Ngày mai tôi xuống núi một chuyến, mua vài bộ quần áo, Điền Cốc Chủ ngày mai hãy đem tất cả thư tịch liên quan tới dược liệu đến phòng của tôi muốn nghiên cứu y thuật. Lâm Thanh Diện nói. Cậu cũng có hứng thú với y thuật sao? Điền Nguyên ngạc nhiên hỏi.
người vợ ở nhà của tôi, bây giờ còn đang trúng độc, tôi muốn xem thử có cách gì có thể giúp cô ấy giải được độc tính hay không. Lâm Thanh Diện nói, cậu chỉ cần luyện được Bách Linh Đan, tự nhiên có thể giải bách độc. Điên Nguyên tự tin nói, nếu như viên độc dược này là đến từ Thương Nguyên Giới thì sao? Lâm Thanh Diện hỏi, Thương Nguyên Giới. Điền Nguyên đứng dậy, sững ra nói, không biết vợ của cậu sao lại trúng độc của Thương Nguyên Giới. Lâm Thanh Diện không có nhiều lời, trong mắt lại vụt qua sát cơ. Bóng dáng của Sở Nguyệt xuất hiện ở trong đầu, nhất là nụ cười u ám mang theo sự châm chọc đó của bà ta càng khiến Lâm Thanh Diện lửa giận thiêu đốt. Đột nhiên, đầu óc của anh ong một tiếng, tối qua, đôi mắt của Tiểu Nguyệt vậy mà cùng với mắt của Sở Nguyệt trùng nhau ở trong đầu. Cái này, cũng quá giống rồi. Lâm Thanh Diện kinh ngạc đến mất tiếng. Lâm thiếu chủ, cậu làm sao thế? Thứ gì quá giống? Điền Nguyên không hiểu liền hỏi, ông ta còn chưa từng thấy biểu cảm như này của Lâm Thanh Diện. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên mê mang, càng nghĩ càng cảm thấy không dám tin. Một người phụ nữ gần 50 tuổi, người kia là cô gái chỉ 20 tuổi, cái này sao có thể là một người được? Nhưng, vừa nghĩ đến hai người cùng có tu vi hóa cảnh đỉnh phong, Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1260.